thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game tập 6, xếp mới của game Thương Dương, Thượng Phương Bảo Kiếm Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Chúc các bạn xem video vui vẻ. E rằng Nguyễn Quang Kiến không có thời gian vẽ bản phác thảo cho quỷ tướng, vậy thì tìm thêm một đại lão có trình độ và giá cả tương tự hắn, sau đó kéo dài giờ làm việc lên gấp đôi, phải làm tinh xảo tỉ mỉ, đưa ra bối cảnh vượt qua và lỗ trước. Còn pháo đài trên biển thì, ừm, ngoài vũ khí sử thi mới thì chế độ cốt truyện tăng thêm hai tiếng, làm thêm một bối cảnh mới, ba nhân vật mới và 10 khẩu súng mới quyết định vậy đi, nhanh chóng bắt tay vào việc chế tác, tranh thủ cập nhật phiên bản mới trước ngày 18 tháng 6. Lữ Minh Lượng hơi bối rối, hắn đưa ra ít nội dung cập nhật, chủ yếu là lo lắng không bán được nhiều, không cho ra nhiều thu nhập. Theo kế hoạch của Lữ Minh Lượng, mức đầu tư của phiên bản mới là có hạn mức cụ thể. Ví dụ như con đường sa mạc cô độc, một mẫu bối cảnh tốn 20.000 đồng, kế hoạch ban đầu là thêm 3 bộ bối cảnh, DLC này bán với giá 1 đồng, vậy ít nhất phải bán ra 120.000 DLC mới có thể lấy lại được vốn. Thế nhưng Bùi Khiêm lại trực tiếp đổi thành 10 bộ, Vậy phải bán ra 400.000 DLC mới có thể lấy lại vốn. Đây không phải là chuyện viền vông sao? Bản phác thảo của quỷ tướng giao cho Nguyễn Quang Kiến làm, đương nhiên Nguyễn Quang Kiến có nhiều bạn bè trong nghề có thể giúp đỡ, nhưng nói thế nào đi nữa thì giá tiền không thể nào thấp được. Trước kia bản phác thảo võ tướng của quỷ tướng là một võ tướng 4 bản phác thảo, giá 3.000 đồng, bây giờ giá trị của Nguyễn Quang Kiến đã tăng lên, đương nhiên công làm cũng cao hơn, tổng giám đốc Bùi lại nhất định không cần mức giá hữu nghị, cứ tính theo giá thị trường, dù thế nào cũng phải 5.000 một bộ vậy 50 võ tướng chính là 250.000 đồng. Một bộ võ tướng này bán ra với giá 5 đồng, vậy cũng có nghĩa là phải bán ra 100.000 bộ mới có thể thu hồi lại chi phí. Còn pháo đài trên biển, cốt truyện mới, bối cảnh mới, nhân vật mới, súng mới, gần như những thứ này đều tặng không cho người chơi. Thứ duy nhất thu phí chính là món vũ khí sử thi mới kia, thế mà nó còn là số lượng có hạn. Tổng giám đốc Bùi, chuyện này, có thể không thể thu hồi được vốn đầu tư. Lữ Minh Lượng nhanh chóng tính toán sơ qua lên sổ, thấy nhột trong lòng. Bùi khiêm bình tĩnh nở nụ cười nói, không đâu nhớ kỹ đối xử với mọi người bằng sự chân thành ngươi dùng chân thành đối xử với người chơi tự nhiên người chơi cũng dùng chân thành đáp lại ngươi hơn nữa nếu không thể thu hồi lại được vốn đã bỏ ra thì sao chứ người chơi đã mang lại cho chúng ta nhiều tiền như vậy chúng ta chịu chút tốn kém để hỗ trợ cho bọn họ cũng là điều nên làm lữ minh lượng vốn đang cảm thấy bối rối bỗng nhiên cảm thấy lời nói của tổng giám đốc bùi vô cùng chính nghĩa hơn nữa còn phóng khoáng nhưng vẫn thấy hình như có chỗ nào đó không đúng được rồi thời gian gấp gáp mà nhiệm vụ quan trọng Trước tiên hãy sắp xếp công việc và làm theo thứ tự, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 18 tháng 6. Chọn ngày 18 tháng 6 là vì hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của tuần thứ hai đếm ngược trước kỳ kết toán. Ngày 19 và 20 là cuối tuần, Bùi Khiêm còn định chừa 3 ngày từ 21 đến 23 để ứng phó tình huống bất ngờ xảy ra. Trước ngày 24, nhất định phải làm xong tất cả công việc nghiên cứu phát triển, cập nhật toàn bộ DLC, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kết toán. Bùi Khiêm tiêu sái rời khỏi phòng họp, Lữ Minh Lượng vội vã luống cuống tay chân sắp xếp công việc. Mặc dù lượng công việc lớn hơn lượng công việc trong bản kế hoạch trước đó rất nhiều, nhưng đa phần đều là áp lực bên đồ họa, cho nên tranh thủ một chút, trái lại có thể hoàn thành trong thời hạn. Vấn đề duy nhất là số tiền chi ra có hơi nhiều. Thứ năm ngày 6 tháng 5, Mã Dương và Trương Nguyên đi tới phòng làm việc của Bùi Khiêm, giới thiệu cho hắn những địa điểm mà bọn họ coi trọng. Mã Dương kết nối laptop với máy chiếu trong phòng làm việc, trên bàn chiếu hiện ra những địa điểm được chọn và một vài tin tức cụ thể của địa điểm đó. Lần này đề xuất chủ yếu là của Trương Nguyên làm việc, Hắn đã chọn được những địa điểm có vị trí khá đẹp, Mã Dương cũng tìm qua loa vài nơi góp cho đủ số. Tổng cộng mở 4 cửa hàng mới, Bùi Khiêm yêu cầu tìm 10 địa điểm, bây giờ đã chọn đủ. Lần này, Trương Nguyên cũng phải nín thở. Tại sao những dự án khác của tổng giám đốc Bùi đều kinh doanh tốt, chỉ có quán cà phê Internet Net phi luôn bị lỗ? Bất mặt quá. Hơn nữa tổng giám đốc Bùi còn coi trọng bọn họ như vậy, tin tưởng bọn họ như vậy, thế thì phải cố gắng dần dần có lãi. Lần mở thêm chi nhánh này là một cơ hội tốt. Dưới cái nhìn của Trương Nguyên, sở dĩ cửa hàng trước đây luôn lỗ là do có vấn đề trong việc lựa chọn địa điểm xung quanh không có khu mua sắm lớn không có khu văn phòng cao cấp cũng không có khu dân cư cao cấp trong phạm vi mấy km xung quanh không có nhiều người có chi tiêu cao cấp vậy thì người nào đến chống đỡ cho chi phí của cà phê internet cao cấp này đây cũng không thể trông mong phú hảo lái xe tới quán ba uống một ly đương nhiên có một vài quán ba châu bò có thể làm được điều này nhưng quán quán cà phê internet net phi không phải là một quán ba thật sự nó là tổ hợp lẫn lộn giữa quán net quán cà phê quán cơm nhỏ tiệm sách không có ưu điểm nổi trội, không thể nào hấp dẫn khách hàng từ xa chạy tới tiêu tiền, đó không phải con đường để kiếm ra lời. Cho nên sau khi Trương Nguyên nghĩ lại, cảm thấy lần này phải bỏ công sức chọn lựa địa điểm, nhất định phải chọn nơi nào đó trong cách khu mua sắm đông đúc. Tổng giám đốc Bùi lần này đã đặc biệt đề cử ba địa điểm. Đầu tiên là cửa nam của trường đại học Hán Đông, cách ký túc xá nam rất gần, hơn nữa đối diện còn có một khu chung cư cao cấp. Mặc dù ở đây đã có mấy quán net nhưng lúc nào cũng kín chỗ. Quán cà phê internet phi của chúng ta có môi trường tốt, máy tính cấu hình cao, chắc chắn có thể hấp dẫn đám sinh viên khá để ý đến hoàn cảnh xung quanh, đồng thời là cậu ấm có năng lực kinh tế nhất tới. Chỗ này vốn là một quán cà phê, hoàn cảnh rất phù hợp với yêu cầu của quán cà phê internet của chúng ta, diện tích cũng không nhỏ, đây là vị trí để cửa số 1 của ta. Bùi Khiêm không nói gì, hắn biết chỗ này rõ như lòng bàn tay, dù sao hắn cũng là học ở trường đại học Hán Đông, hơn nữa phòng trọ mà trợ lý Tân thuê cho hắn chính là ở con đường đối diện kia. Những quán nét ở đây thường xuyên trái chỗ, điều này Trương Nguyên nói không hề sai. Nhưng, bùi khiêm chắc chắn không chọn nơi này chọn chỗ này chẳng phải là kiếm được nhiều tiền à thấy bùi khiêm không nói gì trương nguyên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giới thiệu một địa điểm khác đây là tầng dưới cùng trong khu mua sắm lớn nhất thành phố kinh châu nhược điểm là giá thuê rất đắt nhưng ta đã nghiên cứu bên trong khu mua sắm này không có nhiều chỗ nghỉ chân rất nhiều đàn ông đi mua sắm cùng bạn gái hoặc vợ mệt nhưng lại không có chỗ ngồi rất là thê thảm nếu chúng ta mở quán cà phê internet ở đây Đến lúc đó những người đàn ông này đi mua sắm với vợ mệt rồi thì có thể tới quán cà phê internet ngồi uống cà phê, lên mạng, khả năng chi tiêu của họ chắc chắn đạt chuẩn. Với số lượng như vậy, dù tiền thuê mặt bằng cao nhưng chắc chắn chúng ta vẫn có thể kiếm được lời. Bùi Khiêm vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng Trương Nguyên càng lúc càng nản, chỉ có thể lần lượt giới thiệu từng địa điểm. Những địa điểm được chọn ở sao càng lúc càng thảm thương đến mức không nỡ nhìn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bùi Khiêm giới hạn chi nhánh của quán cà phê internet net phi chỉ ở trong thành phố Kinh Châu hơn nữa rất nhiều điều kiện hạn chế có thể tìm được nhiều cửa hàng muốn chuyển nhượng như vậy đã là điều không dễ quá trình giới thiệu sau đó trương nguyên thấp thỏm nhìn bùi khiêm nãy giờ tổng giám đốc bùi không nói gì là có ý gì đây cái nào cũng không được bùi khiêm gật đầu khen ngợi không tệ vất vả rồi trương nguyên thở ra một hơi dài không phải là tổng giám đốc bùi không hài lòng tốt quá bùi khiêm nhìn màn hình chiếu khen ngợi ta cảm thấy bốn địa điểm cuối mà ngươi giới thiệu cũng không tệ bốn địa điểm cuối trương nguyên quay đầu nhìn màn hình chiếu rồi lại nhìn tổng giám đốc bùi nhất thời trong lòng mụ mị không tỉnh táo những địa điểm này đều là lấy đại cho đủ số ba địa điểm đầu tiên là những địa điểm mà trương nguyên cảm thấy ưng ý nhất cũng là nơi mà hắn cho rằng có khả năng kiếm được tiền nhất còn địa điểm thứ tư đến thứ sáu những địa điểm này đều phù hợp với các tiêu chuẩn hơn phân nửa là vẫn phải bù lỗ nhưng cũng sẽ không bù quá nhiều nhưng mà bốn địa điểm cuối cùng này đều là những địa điểm tệ nhất thậm chí còn tệ hơn cả vị trí của cửa hàng chính của quán cà phê internet netfi đơn giản chỉ thêm vào cho đủ số lượng dù sao thì lúc đó bùi khiêm đã yêu cầu nhất định phải tìm được 10 địa điểm trương nguyên đấu tranh nội tâm một lát nói tổng giám đốc bùi không phải bốn địa điểm này không được chỉ là không phù hợp như ba cái đầu trương nguyên cũng không thể nói thẳng ra là bốn chỗ này không ổn dù sao thì đây đều là những địa điểm mà hắn và mã dương chọn ra không thể nói huỳnh toẹt ra là không ổn thế chẳng phải là đang tự vào vào mặt mình sao đến lúc đó tổng giám đốc bùi hỏi lại bốn địa điểm không ổn vậy vì sao các người lại chọn thế thì phải trả lời ra sao cho nên trương nguyên chỉ có thể ám chỉ bóng gió cho tổng giám đốc bùi rằng ba lựa chọn đầu tiên tốt hơn bùi khiêm đứng lên hào hứng giạt rào đi về phía màn hình chiếu rồi cẩn thận nhìn lại những địa điểm được chọn ra này ta lại cảm thấy bốn địa điểm này không tệ ta cảm thấy quán cà phê internet nét vì muốn đem lại cảm giác dừng xa một khoảng mây dày trông theo ai biết số hải về đâu muốn mọi người đều có thể tìm được loại cảm giác kiếm tìm này bỗng nhiên tìm được niềm vui ngoài ý muốn mở ở những nơi đông đúc náo nhiệt không 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 quá ồn ào hoàn toàn không hợp với phong cách của quán cà phê internet chúng ta quán cà phê internet của chúng ta có phong cách yên tĩnh nhã nhặn đây là phong cách đã được quyết định ngay từ đầu chỉ có 50 mươi dàn máy tính cấm hút thuốc có nhiều sách báo thậm chí buổi tối ca sĩ lên hát đều chỉ hát những bài ballad chứ không phải rock and roll đây đều là những thứ thể hiện phong cách yên tĩnh của quán các quán net khác mở ở khu dân cư đông đúc khiến cho không khí trong quán ngột ngạt như chợ bán đồ ăn vậy không được thật chẳng có phong cách gì cả vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng của công ty đằng đạt trương nguyên mơ màng cái này có thể gây ảnh hưởng tới hình tượng của công ty đằng đạc. Tổng giám đốc Bùi chụp cái mũ này lớn quá, ta không gánh nổi đâu. Bùi khiêm chỉ vào bốn địa điểm cuối, bốn chỗ này rất tốt, yên tĩnh, trang nhã, vô cùng thích hợp để làm nơi thả lòng tinh thần, để khách hàng của chúng ta suy nghĩ về cuộc đời. Trương Nguyên càng lúc càng không hiểu, để khách hàng suy nghĩ về cuộc đời làm gì chứ? Phải để cho bọn họ nghĩ xem phải tiêu tiền như thế nào chứ? Bùi khiêm tiếp tục nói, mà điều quan trọng hơn nữa là diện tích của bốn chỗ này đều rất lớn, rất rộng rãi, có thể cho khách hàng nhiều không gian hơn, loại trải nghiệm này vô cùng quan trọng trương nguyên không còn gì để nói bốn cửa hàng này có diện tích lớn đúng là vậy bởi những nơi này đều không phải ở trong các khu mua sắm đắt đỏ giá đất rẻ hơn đương nhiên diện tích cũng rộng rãi hơn trương nguyên còn đang định giải thích hai câu nhưng bùi khiêm đã về lại chỗ ngồi lần này các ngươi làm không tệ quyết định bốn nơi này đi lời đã đến bên miệng nhưng trương nguyên không thể làm gì khác ngoài nuốt lại vào trở lại cho mấy cửa hàng trường kia tự do lựa chọn cửa hàng mà họ muốn tới làm việc trước tiên ký với những cửa hàng phải tốn nhiều công sức sửa sang những cửa hàng không cần thay đổi nhiều thì có thể để sau nếu cần tiền thì cứ tìm trợ lý tân vị trí của bốn cửa hàng này còn xấu hơn cửa hàng chính kia đương nhiên là tiền thuê nhà cũng thấp hơn chút nhưng bây giờ tài chính của bùi khiêm không còn dư giả nữa nhiều nhất có thể mở được hai cửa hàng trước chờ sau khi cập nhật mấy game kia có thu tiền vào thì lại mở thêm hai cửa hàng khác bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nhưng mà việc này cũng không cần gấp gáp dù sao cũng còn có hai tháng để làm chỉ cần có thể khai trương trước kết toán một tuần là được trương nguyên liếc nhìn mã dương ra hiệu với hắn là ngươi có muốn khuyên tổng giám đốc bùi không mã dương gật đầu ra vẻ ta đã hiểu rồi đi tới trước mặt bùi khiêm vâng anh khiêm chúng ta sẽ làm ngay chắc chắn không có vấn đề gì trương nguyên ta nháy mắt với ngươi có phải ý này đâu nhưng mã dương đã nói ra khỏi miệng trương nguyên cũng chỉ đành ủ rũ đi theo mã dương ra khỏi phòng làm việc trương nguyên ôm laptop trong lòng buồn bã không khôi hắn đã làm kế hoạch này vô cùng nghiêm túc hết đi khảo sát thực địa rồi lại tổng hợp phân tích có thể nói Ba địa điểm trước được hắn xem xét nhiều lần, chắc chắn có thể kiếm tiền. Còn bốn địa điểm phía sau chỉ thêm vào cho đủ số lượng, không tốn chút sức lực tìm kiếm nào. Kết quả là tổng giám đốc bùi nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế chọn bốn địa điểm cuối cùng. Đây thật là khiến cho người ta chọc cả đầu. Nếu như là ông chủ khác quyết định như vậy thì nói không chừng trương nguyên đã sớm mắng to ông chủ này lừa đảo không đáng tin cậy. đương nhiên cũng chỉ dám thẩm oán hai câu thôi. Từ trước thì không rồi. Dù sao đi chỗ khác không thể nào có được tiền lương như thế này nhưng mà tổng giám đốc bùi làm vậy thì trương nguyên không phản nàn gì cả chỉ có thể tự nói rằng mình chưa đủ thông minh không thể đoán được ý của tổng giám đốc bùi chuyện lựa chọn địa điểm đơn giản như vậy sao tổng giám đốc bùi không hiểu cho được chắc chắn là tổng giám đốc bùi hiểu sở dĩ không chọn như vậy chắc chắn là vì tổng giám đốc bùi có những cân nhắc khác trương nguyên buồn bã một lúc nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng thảo luận chuyện tiền thuê mặt chuẩn bị cho mở chi nhánh mới với mã xương bùi khiêm vô cùng hài lòng với sự lựa chọn chi nhánh lần này có khi còn có thể cố gắng hơn nữa lỗ nhiều hơn cả cửa hàng chính. Điều này cũng rất hợp lý, cửa hàng chính chắc chắn có doanh thu tốt nhất, nếu không thì sao lại gọi là cửa hàng chính. Nhà nhã ngồi uống trà một lát, trợ lý Tân gõ cửa bước vào. Tổng giám đốc Bùi, ta đã thu thập được một số tài liệu về game Thương Dương, ngài có muốn xem qua một chút không? Bùi Khiêm lập tức lên tinh thần, muốn. Đây chính là chuyện mà gần đây Bùi Khiêm để ý nhất. Chỉ cần mua lại game Thương Dương là có thể có được điểm lỗ ổn định thứ hai sau quán cà phê Internet Netfi, đây chính là một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Trợ lý Tân đưa chồng tài liệu trong tay cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm đọc tài liệu còn trợ lý Tần thì đứng một bên giải thích. Game Thương Dương là một doanh nghiệp tư nhân, tổng cộng có 50 nhân viên. Trước mắt Game Thương Dương có hai game chủ yếu, thứ nhất là Đạo sĩ Phong Lưu, là một game kiểu bồi dưỡng kinh doanh, thứ hai là Game Chiến Ca Nhiệt Huyết, là một web game thể loại quốc chiến. Nghe được tên trò chơi này, Bùi Khiêm cũng phải cảm khái. Quả nhiên, muốn làm ra loại game bị vùi dập giữa đường này vẫn phải dựa vào tài năng. Ví dụ như cái tên Đạo sĩ Phong Lưu này, vừa nghe đã thấy không đứng đắn, nếu game này có thể nổi có thể lên bảng xếp hạng bán chạy đó mới thật sự là làm trò cười cho thiên hạ nhưng nói đi cũng phải nói lại biết rõ tên trò chơi này là chỉ được cái tiêu để giật gân nhưng vẫn rất muốn chơi thử xem thế nào hiện giờ đạo sĩ phong lưu đã sắp rơi vào trạng thái ngừng kinh doanh nó đã có một quãng thời gian dài thu vào dưới năm mươi đồng chiến ca nhiệt huyết là trụ của kinh tế của game thương dương nhưng vì sự cố kinh doanh gần đây nên gần như đã xuống dốc không phanh bùi khiêm biết chuyện này mã nhất quần từng nói với hắn Chắc hẳn chiến ca nhiệt huyết là game mà lão lưu bán đao giá 888, bị người chơi mắng té tát kia. Rất tốt, đây đều là lựa chọn tốt để tiếp quản. Trợ lý Tân tiếp tục nói, tiền thuê mỗi tháng của game thương dương ước chừng là 150.000, tiền lương mỗi tháng của nhân viên vào khoảng 200.000, trước mắt khó có thể duy trì nổi, nghe nói hình như tháng này không phát đủ tiền lương. Nhân viên của game thương dương nhiều hơn đằng đạt rất nhiều, nhưng vị trí làm việc bên đó lại chật hẹp hơn, tiền lương bình quân cũng thấp, cho nên tiền thuê và tiền lương mỗi tháng đều thấp hơn so với hàng đạt. Bùi Khiêm không để ý những cái này, mấy cái đó có thể từ từ cải thiện sau, chỉ cần đừng có khả năng tiềm ẩn có thể tạo ra lợi nhuận là được rồi. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Ta cũng là lần đầu đi mua lại công ty, có chuyện gì cần chú ý không?" Trợ lý Tân Lật quyền sổ nhỏ, vẫn có rất rất nhiều, ví dụ như những công ty tương tự thường tồn tại vấn đề về đăng ký vốn, phải kiểm tra trước xem có hiện tượng giả tạo xuất vốn, rút vốn gì không. Ngoài ra còn có vấn đề vốn, khoản mắc nợ, quyền lợi của tất cả mọi người trong công ty, ví dụ như mức khấu hao tài sản cố định khấu hao của tài sản vô hình cùng với tình trạng của tài sản không thể thu về. Nhưng công ty này cũng là một doanh nghiệp tư nhân có quy mô không lớn, ông chủ tên là Đỗ Duệ Kiệt và một đối tác khác nắm giữ toàn bộ cổ phần. Trên thực tế thì công ty chủ yếu do Đỗ Duệ Kiệt vận hành. Ta đoán chắc bây giờ hắn đang nóng nóng muốn bán ra, dù sao thì vốn công ty đã hoàn toàn âm, mỗi tháng đều đang thua lỗ, đến lúc đó hơi ép giá một chút, chắc hẳn mấy trăm nghìn là có thể mua tới tay. Nếu người có kiên nhẫn, nói không chừng có thể đưa ra giá thấp hơn. Bùi khiêm sửng sốt, rẻ như vậy, điều này làm bùi khiêm hơi thất vọng còn tưởng rằng thế nào cũng phải bán được một hai triệu cơ kết quả mấy trăm nghìn là có thể mua tới tay trợ lý tân gật đầu đinh nhiên rồi tổng giám đốc bùi ban đầu hẳn là đỗ duệ kiệt và một đối tác khác bỏ vốn cho công ty này tổng cộng mới bỏ một triệu chẳng qua lúc sau vận may không tồi game làm ra ít nhiều gì cũng kiếm được lời cho nên mới phát triển đến quy mô bây giờ bản thân đỗ duệ kiệt đã kiếm được đầy bồn đầy bát rồi nếu bán cái cục nợ này đi còn có thể kiếm được mấy trăm nghìn hắn cầu còn không được sao còn dám nâng giá nếu không ai tiếp quản chắc hẳn sẽ bán đổ bán tháo tất cả tài sản công ty nghe nói đỗ duệ kiệt đã tính toán cho từng nhân viên ôm máy tính của mình về để trừ lương bùi khiêm rất có óc tưởng tượng đó một mặt đỡ phải bán số lượng lớn máy tính xe cần hand mặt khác lại giải quyết được vấn đề thiếu nợ tiền lương nhân viên vị tổng giám đốc đỗ này thật đúng là một thiên tài bùi khiêm cũng không định nâng giá một mặt nếu cứ nâng giá như vậy thì trông hơi giả dối rõ ràng mấy trăm nghìn là có thể mua vào tay nhất định muốn nâng đến trên triệu vậy thì lộ liễu quá rồi dễ dàng khiến người ta nghi ngờ mặt khác Hiện giờ Bùi Khiêm muốn tập trung tài chính để mở thêm mấy quán cà phê internet net -Fi. trong tay không nhiều vốn lưu động như vậy, cho nên cứ theo giá cả bình thường là được rồi. Trợ lý Tân nói qua những việc khác một chút, ví dụ như xem xét thay đổi cổ đông, xem xét doanh thu đã vào sổ của công ty, thu hợp đồng lao động và bảo hiểm của nhân viên, tiền lương chi tiết, tìm nhân viên công chứng để công chứng những tài liệu liên quan. Những chuyện này Bùi Khiêm không quan tâm, dù sao thì hắn cũng chỉ phụ trách chi tiền, những việc nhỏ không đáng kể này đương nhiên là có người chuyên nghiệp đi làm. Trợ lý Tân khép sổ lại, tạm thời chỉ cần chú ý những chuyện này tổng giám đốc bùi ngài xem ngài còn muốn cải trang vi hành không bùi khiêm sửng sốt cải trang vi hành gì nếu ngài nói chuyện thu mua với tổng giám đốc đỗ thì lúc đi khảo sát chắc chắn bên tổng giám đốc đỗ sẽ dày công chuẩn bị bất lợi cho việc nhìn thấy tình trạng thật của game thương dương trợ lý tân giải thích trước tiên không lộ ra thân phận của mình qua bên kia đi dạo xem trạng thái làm việc và tình huống khu làm việc của nhân viên như vậy sẽ có lợi cho chúng ta ép giá trên bàn đàm phán bùi khiêm đã hiểu đây giống với lãnh đạo cấp trên kiểm tra đột xuất nếu đối phương đã biết trước thì chắc chắn sẽ chuẩn bị trước rất nhiều công trình mặt ngoài như vậy thì không thấy được tình trạng thật sự bùi khiêm lắc đầu không cần thiết một chút công trình mặt ngoài mà thôi có nhiều thứ cho dù ngụy trang như thế nào thì cũng không ngụy trang được nhìn thấy tổng giám đốc bùi tự tin như vậy chắc là đã nắm rõ công ty này như lòng bàn tay rồi trợ lý tân cũng không hỏi nhiều nữa như vậy tổng giám đốc bùi ta sẽ liên hệ với bên kia sắp xếp để ngài và tổng giám đốc đỗ gặp nhau bùi khiêm gật đầu càng nhanh càng tốt buổi sáng hôm sau Bùi Khiêm đi tới dưới tòa nhà Game Thương Dương, vừa mới đẩy cửa xe en ra, một người đàn ông trông không đến 30 tuổi, đeo kính đứng ở dưới lầu lập tức tiến lên đón. "Tổng giám đốc Bùi đúng không? Xin chào, ta là giám đốc kế hoạch Vương Hiểu Tân của Game Thương Dương, tổng giám đốc đỗ của bọn ta đang ở trên lầu chờ ngài." Vương Hiểu Tân rất nhiệt tình, nhưng Bùi Khiêm có chút kinh ngạc, không phải giám đốc kế hoạch của các người là lão Lưu sao? Mặc dù hắn không biết nhiều về tình trạng của Game Thương Dương, nhưng lại biết vô cùng rõ ràng về giám đốc kế hoạch kế hoạch lão Lưu, cũng coi như là người quen cũ lúc trước khi lão lưu tới phỏng vấn bùi khiêm đã gặp một lần sau lại nghe hoàng tư bác và mãn nhất quần nhắc đến sau này nghe đồn nhiều sự tích của lão lưu mỗi lần bùi khiêm đều cảm thấy đáng tiếc lúc trước phỏng vấn quả thật là đã bỏ lỡ một nhân tài nếu đưa lão lưu tới nói không chừng đã sớm làm hỏng game cho ta rồi ta còn cần phải tốn sức nghĩ cách lỗ vốn sao cũng may mất bỏ mới lo làm trường cũng không phải là quá muộn lần này bùi khiêm tới là hy vọng có thể giữ lại trọn vẹn toàn bộ người và ngựa vốn có của game thương dương mà lão lưu làm giám đốc kế hoạch rõ ràng chính là một phần không thể thiếu trong quần thể này kết quả thế nào mà hôm nay người tiếp đón mình không phải là lão lưu mà là người không quen biết vương hiểu tân hơi xấu hổ không ngờ tổng giám đốc bùi còn hiểu rất rõ công ty của bọn ta chuyện này lại giải thích với ngươi sau mời ngươi vào bên trong trước đi mang theo nghi ngờ bùi khiêm đi theo vương hiểu tân tiến vào tòa văn phòng đi đến game thương dương ở tầng 2. đầu tiên là đi ngang qua khu làm việc vị trí làm việc chi chít bùi khiêm nhìn mà không quen sau khi đã quen với bố cục vị trí làm việc rộng rãi của Đàng đạt giờ nhìn thấy vị trí làm việc chen trúc nơi này, luôn cảm thấy ngột ngạt. Hoàn cảnh tổng thể rất được, mặt đất sạch sẽ, mặt bàn sạch sẽ, nhóm nhân viên ngồi trước máy tính gõ bàn phím, hoặc cả dùng trình biên soạn, xem ra đều đang nghiêm túc làm việc. Bùi Khiêm rất rõ đây là trạng thái đã ngụy trang tốt trước khi đến kiểm tra đột xuất. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện được đa số người vốn cũng không phải đang làm việc mà đều là giả vờ giả vịt. Rất nhiều người sau khi mở file ra hồi lâu cũng viết không được mấy chữ, tất cả đều đang nhìn, còn không biết đã đi đến cõi thần tiên nào rồi bùi khiêm cũng không vạch trần hắn và trợ lý tân tiếp tục đi theo vương hiểu tân đi vào trong đi đến văn phòng của đỗ duệ kiệt ông chủ game thương dương đỗ duệ kiệt đã đang chờ ở cửa văn phòng trông vị tổng giám đốc đỗ này chưa đến 40 tuổi tóc thưa thớt dáng người không mập mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên thành công trông vẻ khá khôn khéo tổng giám đốc bùi hoan nghênh hoan nghênh sớm đã nghe nói tổng giám đốc bùi tuổi trẻ tài cao hôm nay vừa gặp quả nhiên là danh bất hư truyền đỗ duệ kiệt lên đón mời bùi khiêm và trợ lý tân vào văn phòng vương hiểu tân vội vàng đi pha trà theo lý thuyết thì đây hẳn là việc của trợ lý hoặc là hành chính nhưng rất hiển nhiên game thương dương căn bản không có vị trí hành chính những chuyện này chỉ có thể để cho nhân viên làm thay thật ra đây mới là trạng thái bình thường của đa số những công ty game nhỏ dù sao thì nuôi một nhân viên hành chính cũng là một phần gánh nặng tiền lương lúc quy mô công ty chưa tới mức độ nhất định chi phí nào có thể tiết kiệm thì tiết kiệm giống như bùi khiêm game còn chưa làm ra đã mời hai cô gái xinh đẹp đứng ở lễ tân chuyện này cũng không phải người bình thường có thể làm được rất nhanh Vương Hiểu Tân đã bưng trà lên. Bùi Khiêm lướt mắt nhìn, nghĩ chắc cũng không phải là trà ngon gì, chỉ nhận rồi nhấp tượng trưng một ngụm, sau đó buông xuống. Hiểu Tân, ngươi cũng ngồi xuống đi, đến khi Tổng Giám Đốc Bùi hỏi những chuyện về game thì ngươi giải đáp. Đỗ Duệ kiệt ý bảo Vương Hiểu Tân ngồi xuống bên cạnh mình. Hiển nhiên, Tổng Giám Đốc Đỗ chỉ phụ trách nhận tiền, chứ cũng không hiểu nhiều về game nhà mình. Hắn nghe nói Tổng Giám Đốc Bùi không chỉ là ông chủ mà còn là một nhà thiết kế rất lợi hại, sợ Tổng Giám Đốc Bùi hỏi chuyện gì đó về phương diện game mà mình không biết, vì thế để vương hiểu tân ở bên cạnh yểm trợ vừa nghĩ đến việc hy vọng tồn tại của công ty đều gửi gắm người mình vương hiểu tân cũng không khỏi có hơi thấp thỏm đã nghe đồn từ lâu tổng giám đốc bùi và game đằng đạt là một con hắc mã vừa mới nổi lên gần đây ở thành phố kinh châu chúng ta làm ra game nào hot game đó còn liên tục leo lên hot search thật khiến người khác hâm mộ đỗ duệ kiệt uống trà rất xúc động bùi khiêm khách khí nói làm gì có làm gì có thật ra ta cũng rất hâm mộ tổng giám đốc đỗ đỗ duệ kiệt sửng sốt hâm mộ ta chuyện gì ầm um hâm mộ tổng giám đốc đỗ người hiền tự có trời giúp bùi khiêm vốn dĩ muốn nói hâm mộ người có thể lỗ vốn nháy mắt cảm thấy nếu nói ra lời này thì vô cùng không ổn vội vàng động não thay đổi đỗ duệ kiệt cười ha ha tổng giám đốc bùi thật biết nói đùa nếu như vậy thì như vận may của ta cũng không tệ lắm bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nếu là những công ty khác gặp phải tình trạng như này phòng chừng rất nhanh đã phải đóng cửa tổng giám đốc bùi bằng lòng tiếp quản ta thật sự may mắn tổng giám đốc bùi ngươi bằng lòng cứu game thương dương đang trong nước sôi lửa bỏng ta vô cùng cảm kích vì thế cũng không nói mấy lời giả tạo với ngươi hôm nay thoải mái ăn ngay nói thật nói thật ra công ty kinh doanh không tốt ta đây làm ông chủ phải chịu trách nhiệm chủ yếu nếu tổng giám đốc bùi thật sự có thể khiến cho game thương dương khởi từ hồi sinh ta đây trực tiếp tặng công ty cho ngươi cũng không vấn đề gì nhưng mà thứ nhất công ty này là ta và một người bạn khác chung vốn mở ra hai người bọn ta đều bỏ ra rất nhiều công sức thứ hai nhân viên công ty này đều là anh em của ta ta cũng hy vọng có thể tìm được một nơi để trở về cho những người anh em này đỗ duệ kiệt vừa uống trà vừa đĩnh đạc nói ra bên ngoài thì nói được rất hay nhưng trong lòng bùi khiêm rõ ràng vị tổng giám đốc đỗ này vẫn muốn làm sao đó để nâng cao giá phần sau của câu nhưng mà mới là trọng điểm tổng giám đốc đỗ nói đến nói đi thật ra đơn giản chính là nhấn mạnh bản thân mở công ty này không dễ dàng cỡ nào nhân viên trong đây ưu tú ra sao hơn nữa còn hai game đang hoạt động chưa hoàn toàn flop hơi cố gắng là có thể lần nữa tạo ra doanh thu bùi khiêm yên lặng lắng nghe chỉ cười không nói Đỗ Duệ kiệt ba hoa khoác lác 10 phút, vừa giới thiệu tình trạng của game Thương Dương, vừa thăm mắm dặm muối, ra sức tô điểm thêm cho công ty. Bùi Khiêm không truy hỏi rõ ràng, hắn không có chút hứng thú nào với những nội dung này. Có lẽ là tổng giám đốc Đỗ thấy Bùi Khiêm còn trẻ tuổi cho nên muốn lừa dối chút, cố gắng hết sức để điều ra cái giá cao chút. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Bùi Khiêm vốn dĩ không hề hứng thú với những việc này, mà cũng sẽ không quản đến, đây đều là chuyện của trợ lý Tân. Trợ lý Tân ở phía sau Bùi Khiêm yên lặng lắng nghe, cầm quyền sổ nhỏ không ngừng ghi chép, chờ bùi khiêm ra lệnh một tiếng có thể bắt đầu trả giá bất cứ lúc nào tổng giám đốc bùi tình trạng sơ qua là như vậy ta cho ngươi một cái giá có lương tâm bỏ số lẻ một triệu ngươi cảm thấy thế nào vẻ mặt tổng giám đốc đỗ như muốn nói thế này lời quá rồi bùi khiêm không nói tiếp mà tùy ý hỏi ta nhớ rõ lúc trước giám đốc kế hoạch của quý công ty hình như là họ lưu hắn ta đâu rồi đỗ duệ kiệt sửng sốt ngay sau đó khẽ lắc đầu à lão lưu sao mấy hôm trước hắn mới từ chức có lẽ là tìm được công ty khác tổng giám đốc bùi ngài yên tâm Hiểu Tân vẫn luôn là chuyên viên hoạch định trị số của bên bọn ta, năng lực làm việc khá nổi trội, đã để bà thành giám đốc kế hoạch rồi, tuyệt đối có thể làm việc thay lão Lưu. À không, nói không chừng có thể làm được tốt hơn lão Lưu. Từ chức. Chuyện này, Bùi Khiêm hơi đau chứng. Lão Lưu là phát hiện công ty sắp phá sản nên sớm đã tìm công ty khác, cũng đúng, người làm giám đốc kế hoạch lâu năm giống như lão Lưu, có CV đẹp như vậy, không khó để tìm được một công việc mới. Nhưng mà hơi đáng tiếc, một công ty tốt như vậy còn chưa tới tay đã không hoàn chỉnh rồi, nhưng Bùi Khiêm không để ý, cũng không tính lại tìm lão Lưu về, không phải thiếu giám đốc kế hoạch sao, tùy tiện tìm một người về đảm nhiệm là được. Nhưng Bùi Khiêm liếc mắt nhìn Vương Hiểu Tân này, cảm thấy hắn làm giám đốc kế hoạch thì có chút vấn đề. Nghe tổng giám đốc Đỗ nói, vị này lúc trước là chuyên viên hoạch định trị số, vô cùng hiểu biết hạng mục, năng lực cũng rất mạnh. Chuyện này hẳn là sự thật. Đã vậy, chắc chắn Bùi Khiêm không thể để hắn làm giám đốc kế hoạch, lỡ hắn còn lợi hại hơn lão Lưu thì làm sao bây giờ? Phải đổi người. Bùi Khiêm chậm rãi tính toán những chuyện này trong lòng không thể hiện ra ngoài ta có thể chơi hai game của quý công ty một chút không bùi khiêm hỏi đỗ duệ kiệt gật đầu đương nhiên hiểu tân đi lấy một cái laptop đến đây để tổng giám đốc bùi trải nghiệm game của chúng ta vương hiểu tân gật đầu ra cửa từ bên ngoài ôm laptop vào bùi khiêm chú ý thấy trên bàn làm việc của đỗ duệ kiệt chỉ có một cái laptop chuyện này nói rõ bình thường đỗ duệ kiệt hoàn toàn không chơi game nhà mình bùi khiêm không khỏi hâm mộ nhìn người ta xem công ty của người ta mới là một công ty thành thục ông chủ buông tay không quản bản thân công ty tự lỗ vốn đâu giống đằng đạt ta đây đỏ mắt chờ mong vậy mà toàn gây ra chuyện xấu cho ta không bao lâu sau vương hiểu tân ôm một cái laptop tới đến bây giờ game thương dương còn hai game một game tên là đạo sĩ phong lưu một game tên là chiến ca nhiệt huyết đều là game trên website chỉ game trước là loại bồi dưỡng kinh doanh còn game sau là game giờ pg thể loại quốc chiến bùi khiêm mở đạo sĩ phong lưu ra trước đăng ký tài khoản xong vừa đi vào đã thấy cảnh tượng khiến người ta phun máu bản phát thảo một cô gái xinh đẹp xuất hiện giữa màn hình chị gái mặc quần áo thiếu vải khiến máu mũi người xem chảy dòng ròng vẻ mặt của đỗ duệ kiệt và vương hiểu tân đều hơi mất tự nhiên rất có cảm giác co quắp như con dâu xấu gặp cha mẹ chồng bọn họ đã nghe đồn từ lâu vị tổng giám đốc bùi đối diện này không chỉ là ông chủ mà còn là nhà thiết kế cấp cao của game đằng đạt nói về người chế tác trò chơi nổi nhất gần đây đó là phân tích thấu đáo và châm chọc vô tình đối với ngành game trong nước cho dù là cách chơi hình ảnh hay là cốt lõi tinh thần tất cả đều dựa theo công ty hàng đầu nước ngoài làm chuẩn nhìn lại game thương dương này cơ bản là còn dừng lại ở cái giai đoạn dựa vào mấy thứ kém cỏi để kiếm tiền. Cái này quả thực là kém xa một vạn tám nghìn dặm so với giá đã đòi. Để loại game này cho nhà thiết kế bậc thầy như tổng giám đốc Bùi xem, lỡ như tổng giám đốc Bùi mất hướng một cái rồi không mua, vậy thì làm sao bây giờ? Bùi khiêm nhanh chóng xem, rất nhanh đã xác định được mẹ nó game này là một game chỉ được cái tiêu đề giật gân. Là một game kinh doanh trên website bình thường, nhiều thêm một hệ thống mỹ nữ, cách mỗi một khoảng thời gian sẽ mở khóa một mỹ nữ mới nhìn từ mặt nào cũng thấy vô cùng nát bét thảo nào sắp dừng hoạt động luôn rồi bùi khiêm tắt game đi lại yên lặng mở chiến ca nhiệt huyết ra hình ảnh game này nhìn khá hơn game trước rất nhiều nhưng vẫn sơ sài đây là tiêu chuẩn của loại hình game là anh em thì tới chém ta hình ảnh 2 d làm bùi khiêm cảm thấy bản thân như trở lại thời kỳ đồ đá thế mà một hai tháng trước game này vẫn có doanh thu không tồi có thể duy trì khoảng 300.000 chi phí hoạt động mỗi tháng cho game thương dương chuyện này quả thực có thể xem như là một kỳ tích xem xong hai game này rồi bùi khiêm đột nhiên có loại xúc động hình như hắn đã hơi hiểu ra vì sao bản thân không lộ vốn được rồi. Trí tưởng tượng thiếu thốn Là một người có ký ức của năm 2019, khẩu vị và thẩm mỹ của hắn đã bị các loại tác phẩm kinh điển làm cho kén chọn. Cho dù là cố ý làm ra game rác rưởi thì hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một vài game nạp tiền bị mắng chửi nhiều trên thị trường. Nhưng hễ là game nạp tiền mà có thể được bùi khiêm nhớ rõ thì đó cũng là game đã giết ra khỏi vòng vây, may mắn còn sống sót, có thể kiếm được tiền trên thị trường. Chí tưởng tượng của bùi khiêm chỉ đến đây, hắn thật sự không nghĩ ra game rác rưởi hơn là có dạng gì nhưng mà bây giờ hắn đã biết rồi. Chính là những game như đạo sĩ phong lưu và chiến ca nhiệt huyết này. Ấn vào chơi 2 phút là có thể cảm giác được chỉ số thông minh của bản thân bị đè xuống đất ma sát. Quả nhiên, loại chuyện lỗ vốn này vẫn phải đi tìm chuyên gia. Trông vẻ cuộc mua bán này rất có lời. Đỗ Duệ Kiệt ở phía đối diện nhìn thấy Bùi Khiêm vừa chơi game vừa làm ra biểu cảm cay mắt, trong lòng không nhịn được mà hồi hộp, nghĩ thầm không ổn rồi. Bản thân Đỗ Duệ Kiệt không chơi game của nhà mình là bởi vì hắn biết rõ ràng game này nát ra sao cho tổng giám đốc bùi chơi con game rác rưởi này cũng hơi làm khó người ta rồi nếu tổng giám đốc bùi không thích hai game này sợ là sẽ lấy lý do này để ép giá đỗ duệ kiệt đã chuẩn bị tâm lý hết rồi bùi khiêm đóng láp tấp lại trả cho vương hiểu tân cũng được đó cũng được đỗ duệ kiệt cung kính nề phục thầm nghĩ tổng giám đốc bùi vẫn rất nể mặt loại trò chơi này mà cũng có thể nén nhịn cho đánh giá cũng được thật sự rất có thành ý thật ra bùi khiêm thực sự cho rằng hai game này cũng ổn thối nát tới mức độ này bùi khiêm tự hỏi bản thân thật sự không thể làm ra được. Dù sao thì dù là game gì đi nữa, nếu không kiếm được tiền thì đó chính là game hay. Vương Hiểu Tân hỏi theo bản năng, Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi có câu hỏi nào muốn hỏi về hai game này không? Ta có thể giải đáp. Đỗ Duệ kiệt suýt nữa tức giận đến mức muốn đá Vương Hiểu Tân một đá. Nói vớ vẩn gì vậy chứ? Chuyện này còn không mau cho qua đi. Ngươi là đang ép Tổng Giám Đốc Bùi phải tìm ra lỗi đó hả? Bùi khiêm mỉm cười, tất cả đều là thiết kế rất rõ ràng, không có vấn đề gì hết. Thực ra Bùi khiêm rất muốn hỏi, làm thế nào mà các ngươi lại làm ra được một game xác rời như vậy nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên nói thẳng ra như vậy vương hiểu tân nhận lấy máy tính gật đầu nói cũng đúng tổng giám đốc bùi rất chuyên nghiệp nhìn thoáng qua là có thể hiểu được là ta nhiều chuyện rồi đỗ duệ kiệt thở dài một hơi nhanh chóng miễn cưỡng cho qua chuyện thúc đẩy việc thu mua rồi cầm tiền rời đi đến lúc đó cục diện rối rắm này bàn ghế làm việc và máy tính đã hao mòn này còn có đám nhân viên vô dụng này tất cả sẽ được ném cho đàng đạt để tổng giám đốc bùi đau đầu Bùi Khiêm hơi quay đầu lại, ý bảo Tân Hải Lộ có thể bắt đầu ép giá. Thực ra Bùi Khiêm không ngại chi nhiều hơn 3 400 nghìn, nhưng đột nhiên cảm thấy chi ra số tiền đó có hơi lỗ. Mặc dù là quỹ hệ thống, nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu khi tự nhiên lại có lợi cho ông chủ đỗ đây. Số tiền này còn không bằng phát thêm nhiều phúc lợi cho nhân viên nhà mình. Vì vậy, nên ép giá như thế nào thì cứ mặc cả như thế ấy, ép giá đến mức thấp nhất mà trong lòng ông chủ đỗ mong muốn thì thôi. Trợ lý Tân lật sở cuốn sổ nhỏ, tổng giám đốc đỗ, theo như ta biết thì bên người còn nợ nhân viên một tháng tiền lương, một trong hai tựa game sắp ngừng hoạt động, doanh thu của game kia cũng giảm mạnh, với tình hình trước mắt. Hai game này không còn được xem là tài sản chất lượng cao nữa rồi, IP có thể nói là không còn giá trị, mà bàn ghế và máy tính văn phòng đều được mua cách đây 2-3 năm mà khi mua chúng cũng không đắt. Bây giờ cân nhắc đến khấu hao tài sản cố định, e rằng kết cục tốt nhất là đến trạm giác, người cũng biết đấy, với điều kiện môi trường văn phòng của đàng đạt, những thứ này hoàn toàn không sử dụng được. Trợ lý Tân nói rất nhanh, sắc mặt của Đỗ Duệ Kiệt cũng theo đó mà dần trở nên tái nhợt. Xong đời luôn, lúc trước tốn nhiều nước bọt tới vậy, tất cả đều toi công rồi. Hắn vốn nghĩ là vị tổng giám đốc Bùi đây tuổi còn trẻ, e là không có kinh nghiệm gì hết, lừa một chút là có thể bán được ít tiền, kết quả là lừa sai người mất rồi. Tổng giám đốc Bùi người ta hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện thu mua này, tất cả đều do trợ lý đứng sau phụ trách. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài của người trợ lý này, chắc chắn là người có kinh nghiệm phong phú, nhìn từ mọi mặt thì đều có thể nắm đầu Đỗ Duệ Kiệt lên mà đánh đừng nói chi cái khác riêng mặt khí thế đã kém rất nhiều rồi dù thế nào thì đỗ duệ kiệt cũng là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân không thể so sánh được với một nhân viên chính quy của công ty lớn như trợ lý tân được rất nhanh đã bị nói đến á khẩu không trả lời được trợ lý tân gấp lại cuốn sổ tổng hợp lại tất cả cân nhắc báo giá cuối cùng của bên ta là năm trăm năm mươi nghìn đỗ duệ kiệt nuốt một ngụm nước bọt đối với hắn thì cái giá này cũng miễn cưỡng chấp nhận được chỉ là cảm thấy hơi không cam lòng bùi khiêm mỉm cười nói không sao đâu tổng giám đốc đỗ tăng thêm cho người năm mươi nghìn giá hữu nghị 600 nghìn. Đỗ Duệ Kiệt cân nhắc một lát, hắn vẫn muốn cao hơn tí nữa, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Vị trợ lý tân này đã tính toán quá rõ ràng rồi, không có lý do chính đáng gì để mặc cả lại hết. Lỡ đâu nói sai lời gì đó, Tổng Giám Đốc Bùi không vui, vỗ mông bỏ đi, há chẳng phải là dãy lỗ sạc máu hay sao. Nghĩ đến đây, Đỗ Duệ Kiệt đổi thành vẻ mặt tươi cười, được rồi, Tổng Giám Đốc Bùi, 600 nghìn thì 600 nghìn. Ta cũng chỉ là muốn các anh em có một tương lai tốt đẹp hơn. Bùi khiêm không nói nên lời, xem ra người này đã quen với nói lời khách sáo nói toàn lời vô nghĩa không có mấy câu là tin được vậy thì làm thủ tục đi bùi khiêm nhìn trợ lý tân mặc dù đã nhất trí thỏa thuận xong nhưng sau này vẫn còn rất nhiều việc phải làm cần phải kiểm tra đối chiếu kỹ tình hình cụ thể của công ty ký kết và các thỏa thuận mua bán việc này không giống như đến cửa hàng để mua đồ quay thẻ xong là trực tiếp cầm đi phải làm từ từ nhưng bùi khiêm không cần phải quan tâm về những vấn đề này tổng giám đốc bùi hào phóng quả nhiên là người làm việc lớn đỗ duệ kiệt cũng rất vui mừng mặc dù giá thấp hơn giá hắn mong đợi, nhưng 50 000 mà tổng giám đốc bùi thêm vào vào phút cuối khiến hắn rất thoải mái. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Mấu chốt là cục diện rối rắm khiến hắn buồn phiền đã rời khỏi tay rồi. Đây là chuyện đáng mừng. Đối với những nhân viên bên ngoài, để họ ta làm nghỉ phép trước đi, đợi đến khi bàn giao thủ tục xong xuôi rồi mới thông báo để họ đến làm việc. Ừm, thứ hai tuần sau đi, ngày 10 tháng 5. Bùi Khiêm nhìn nhìn lịch, hôm nay là thứ tư, bốn ngày chắc là đủ để hoàn thành hầu hết quá trình rồi xét cho cùng thì đây cũng không phải là trường hợp thu mua có giá vài trăm triệu game thương dương cũng chỉ là một công ty nhỏ cũng chỉ có nhiều đó thứ mà thôi trợ lý tân có tố chất nghiệp vụ vượt trội hoàn toàn có thể hoàn thành đúng thời hạn vừa hay để cho các nhân viên nghỉ ngơi thư giãn sớm thích nghi với tiết tấu làm việc của đằng đạt về sau game thương dương sẽ là công ty con dưới trướng của đằng đạt các loại chế độ và phúc lợi đãi ngộ phải noi theo công ty mẹ mới được vương hiểu tân sửng sốt ngay sau đó gật đầu vâng tổng giám đốc bùi ta sẽ đi thông báo cho mọi người ngay. Bùi Khiêm không ra ngoài mà tiếp tục nghe trợ lý Tân thảo luận các hạng mục công việc với tổng giám đốc Đỗ ở trong văn phòng. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tiếng thảo luận gì rầm, như thể một vũng nước đọng đột nhiên sống dậy vậy. Sau khi Vương Hiểu Tân tuyên bố rằng sẽ được nghỉ phép cho đến thứ hai tuần sau và công ty sắp đổi chủ xong, ngay lập tức dẫn đến một trận rối loạn. Vốn dĩ vận mệnh của game Thương Dương đã hết, rất nhiều người có dự định tìm kiếm công việc mới cho mình. Những nhân viên có CV đẹp như Lão Lưu đều đã nhảy việc thành công hết rồi, nhưng ngay ngày hôm qua, Đỗ Duệ Kiệt đột nhiên thông báo một tin tức, nói rằng có công ty khác bằng lòng tiếp quản, để mọi người dành cả buổi chiều để dọn dẹp vệ sinh, thu dọn bàn làm việc, chào đón người có thể là ông chủ mới với tinh thần và diện mạo tốt nhất. Tin tức này khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, dù sao thì game thương dương là dạng gì thì mọi người ai cũng rõ ràng, ai sẽ ngu ngốc đến độ đi tiếp quản cục diện rối rắm như vậy. Nhưng sau khi hỏi thăm, mọi người đã rất sốc khi nghe nói rằng đó là game bằng đạt. Chuyện tốt thế này, quả thực không khác gì bánh từ trên trời rơi xuống. Xét cho cùng, Gần đây game đằng đạt rất nổi tiếng, có biết bao nhiêu người muốn vào game đằng đạt nhưng không có cửa nào đâu. Tuy nói là bị thu mua, có lẽ chỉ có thể coi là con nuôi, đãi ngộ không thể ngang hàng với con ruột được, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì vẫn là công ty con đằng đạt, có triển vọng hơn bây giờ rất nhiều. Vốn tưởng rằng việc thu mua này sẽ phải bàn bạc ít nhất là một tuần nửa tháng, không trông mong được nghỉ phép gì hết, dù sao mỗi ngày đến cho có mặt là được rồi. Kết quả là không ngờ rằng hiệu suất cao như vậy, đã đạt được mục đích sơ bộ rồi, hơn nữa còn nghỉ phép đến thứ hai tuần sau. Giờ đây các nhân viên của game Thương Dương chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là cuộc sống thay đổi nhanh chóng, đúng là kích thích quá mà. Mấy ngày trước còn lo lắng sẽ thất nghiệp, nay lại đột nhiên lắc mình chuyển thân, vậy mà lại trở thành nhân viên của đằng Đạt, còn được nghỉ phép tới 4 ngày. Suýt nữa còn cho rằng mình đang nằm mơ. Cuối tuần này, Bùi Khiêm khá bận rộn. Vốn dĩ hắn định đánh một giấc thật ngon trong phòng thuê, thế nhưng chằn chọc mãi lại không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh quán cà phê internet kiếm được bội tiền một cách khó hiểu khiến hắn ăn ngủ không yên. Hết cách, hắn chỉ đành nhờ trợ lý tân tới đón mình phải đi xem thử thì mới yên tâm được đương nhiên gửi thêm tiền lương tăng ca cho trợ lý tân là điều hợp tình hợp lý đầu tiên là hắn tới cửa hàng chính của quán cà phê internet netfi một chuyến uống một ly cà phê ngồi một lúc để xác định rằng nơi này không xuất hiện dấu hiệu chuyển lỗ thành lãi tại thời điểm hiện tại và một khoảng thời gian ngắn trong tương lai kế tiếp là hắn chạy tới hai cửa hàng mới của quán cà phê internet netfi kiểm tra tình hình lắp đặt thiết bị và sửa sang vị trí của hai cửa hàng này còn tệ hơn cả vị trí của cửa hàng chính thế nhưng lại rộng rãi hơn nhiều về mặt trang trí thì không thể làm giống y hệt như cửa hàng chính song chỉ cần dựa theo phong cách mà bùi khiêm thích là được nhìn tổng thể thì phong cách khá đơn giản không hoa hỏe hoa sói thế nhưng từ bàn ghế quầy bar giá sách bên trong vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được chút vẻ khoe mẽ không phải là bùi khiêm thích loại phong cách khoe khoang này chủ yếu là vì kiểu nội thất này thường đắt hơn cửa hàng trưởng của hai cửa hàng này trông có vẻ khá lao lực lúc nào cũng ở đây quan sát mấy chuyên gia trang trí nội thất bùi khiêm thân thiết hỏi thăm bọn họ thuyết phục một cửa hàng trưởng trong số đó về nhà sau người còn lại lại tỏ thái độ khá kiên quyết bùi khiêm chỉ đánh tính thêm tiền tăng ca cho hắn nhìn sau một lượt trang trí của quán cà phê internet bùi khiêm vẫn chưa yên tâm hắn lại đi xung quanh một lượt sau đó mới đưa ra kết luận nơi này còn hẻo lánh hơn cả vị trí của cửa hàng chính chắc là sẽ không có nhiều người tới lúc đi về hắn lại bất chợt tới công ty lượn một phen lưỡng minh lượng và mấy thành viên tổ thiết kế đang tăng ca bị bùi khiêm bắt gặp tổng giám đốc bùi rất tức giận trước đó Bùi Khiêm ngầm đồng ý cho mấy người Hoàng Tư Bác ở lại tăng ca là bởi vì Bùi Khiêm cho rằng Hoàng Tư Bác và Bao Húc làm thêm giờ để chơi game. Kết quả sau đó mới phát hiện ra, làm gì có tăng ca chơi game, rõ ràng là đang nghiêm túc làm việc. Bởi vậy, Bùi Khiêm cảm thấy phải khai đao, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai xuất hiện ở phòng làm việc trong thời gian không làm việc. Lần này, Bùi Khiêm đổi Bao Húc mang theo đống đồ lỉnh kỉnh của hắn đi, lý do là để hắn về nhà nghỉ ngơi, nuôi lại đống tóc của mình. Nghĩ đến kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước, Bao Húc cũng không có lý do gì chính đáng hơn chỉ đành lặng lặng thu dọn đống đồ của mình rồi rời đi. Trong khoảng thời gian này, kinh tế của Bao Húc dư giả hơn nhiều, sớm đã không còn phải ở trong quán nét nữa, tự mình thuê một phòng đơn, cũng mua một bộ máy tính mới, về nhà chơi game cũng chẳng sao cả. Những người khác thấy Bao Húc bị tổng giám đốc Bùi thuyết phục cũng chỉ đành im lặng thu dọn đồ đạc rời đi. Cảnh tượng trông khá thê thảm, ai nấy đều ủ rũ cục đôi rời đi, người không biết còn tưởng rằng bọn họ bị sa thải rồi. Sau khi đuổi hết mọi người đi, Bùi Khiêm bèn kiếm một cái ghế rồi ngồi xuống, cảm thấy khá mệt tâm đám người này thật đúng là không khiến người ta yên tâm cho nổi. Ta đang nghĩ, liệu có nên thay một ổ khóa mới cho văn phòng không, hay là mua ổ khóa điện tử cao cấp hơn nhỉ, cái loại mà chỉ có người có quyền hạn tương ứng mới có thể mở được trong ngày lễ theo quy định ấy. Bùi khiêm nhìn trợ lý Tân. Tân hải lộ do dự chốc lát, nói, làm như vậy thì liệu có khiến mọi người mất đi nhiệt huyết trong công việc không? Mất đi nhiệt huyết trong công việc. Vậy thì lại tốt quá. Tốt nhất không phải là mất đi, mà là mất hết mới được. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi nhớ bảo tổ hành chính tìm xem có loại nào tương tự hay không, mua lấy một cái. Ngày lễ theo quy định chỉ có người có quyền hạn mới có thể mở cửa, tạm thời ta sẽ ủy quyền cho, người, ta và mấy cô gái trong tổ hành chính. Công việc của tổ hành chính là nhẹ nhàng nhất, cơ bản thì họ bọn họ chỉ cần đúng 9 giờ đi làm 5 giờ tan ca, có thể đi muộn một phút, nhưng tuyệt đối không thể về trễ một phút. Những ngày nghỉ thì chắc chắn càng không nhìn thấy bóng dáng của các nàng, ủy quyền cho bọn họ, Bùi Khiêm cảm thấy rất yên tâm. Trợ lý Tân ghi chép vào cuốn sổ, vừa mới nói xong, bùi khiêm lại nghĩ ra một vấn đề mới tiền lương tăng ca tính như nào nếu cứ đơn giản mà quyết liệt khóa cửa lại mọi người sẽ không tới làm thêm giờ nữa thế nhưng kéo theo đó là tiền lương tăng ca cũng không trả cho ai được tuy rằng số tiền này không nhiều thế nhưng xét cho cùng cũng là một phần của kế hoạch người nhiều sức lớn là một phần quan trọng của tăng thu tiền làm thêm giờ của một người không đáng bao nhiêu thế nhưng nếu như sau này có nhiều nhân viên hơn thì đó sẽ là một khoản tiền lớn bùi khiêm nghĩ ngợi vậy đi sau này để mọi người tự mình trình báo việc tăng ca tăng ca ở nhà cũng tính là có tiền làm thêm giờ tân hải lộ sửng sốt thế thì làm sao xác minh được xác minh xác minh cái gì mà xác minh mọi người trình báo sai cũng không sao hết đương nhiên bùi khiêm không thể nói như vậy hắn nghĩ lại nói tin tưởng vào tính tự giác của mọi người có điều nếu như kiểm tra được có người trình báo sai sự thật vậy thì trừ tất cả tiền làm thêm giờ trong tháng của người đó đưa ra một tiêu chuẩn trừng phạt có thể chặn họng của hệ thống dù gì bùi khiêm cũng không thật sự đi tra xem có ai trình báo sai vụ tăng ca nhìn công ty vắng tanh tâm trạng của bùi khiêm tốt lên trông thấy hắn đứng dậy chuẩn bị về nhà yên tâm đánh một giấc thật ngon đúng lúc này điện thoại reo lên hoàng tư bác gọi điện tới bùi khiêm lập tức chú ý lần trước sau khi quay xong bộ phim cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc bùi hoàng tư bác và bà húc sẽ nghỉ ngơi trong nửa tháng bấm tay tính toán có lẽ bọn họ đã nghỉ ngơi xong lâu rồi bây giờ chắc lại đang cân nhắc dự án mới quay một bộ phim mới mặc dù bản thân bùi khiêm đã dùng tài ăn nói của mình để khơi dậy tinh thần phấn đấu trong hoàng tư bác thành công thuyết phục hắn đừng dốc sức vào cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc bùi nữa từ bỏ ip thành công này đi thế nhưng cụ thể hoàng tư bác và chu tiểu sách muốn quay cái gì bùi khiêm vẫn thật sự không quá để tâm cuộc điện thoại này không phải là thương lượng với bùi khiêm thì cũng là báo cáo với bùi khiêm bùi khiêm hy vọng là cái trước hơn hắn nhận điện thoại tổng giám đốc bùi xin lỗi vì đã làm phiền ngươi lúc này lần này ta muốn báo cáo với ngươi về kế hoạch làm việc tiếp theo của phòng làm việc phi hoàng cuộc nói chuyện với tổng giám đốc bùi lần trước có thể nói là mang tính khai sáng Vốn dĩ ta và đạo diễn Chu Tiểu xác định tiếp tục đào sâu hơn vào video ngắn, đưa cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi trở thành một series phim ngắn, đạt được tính hiệu quả của việc đảo ngược và trái ngược một cách đầy đủ nhất, tổng hợp những sự kiện hot hiện nay, từ đó phát triển theo hướng tìm ra nhiều nhân vật minh tinh từ những người bình thường. Bùi Khiêm nghe xong mà hãi hùng khiếp vía. Con mẹ nó đây chẳng phải là vạn lần không ngờ tới vào sự kiện lớn hot hay sao? Cho dù là cái nào đi chăng nữa thì nghe có vẻ đều không lạc quan. Hoàng Tư Bác tiếp tục nói, có điều, Lời nói ngày hôm đó của tổng giám đốc Bùi cũng khiến ta đột nhiên tỉnh ra, ta cảm thấy có lẽ bọn ta nên bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Mặc dù video ngắn là một phương thức kiếm tiền tốt, cũng có thể đem lại tiếng cười cho mọi người, thế nhưng bọn ta cứ mãi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đạo diễn Chu Tiểu Sách cũng có cùng quan điểm với ta, vậy nên bọn ta đã đưa ra quyết định sau khi thương lượng, bọn ta muốn quay một bộ phim tài liệu, một bộ phim tài liệu mà chưa ai từng quay. Đương nhiên, với kinh phí hạn hẹp hiện giờ, quay một bộ phim tài liệu với bối cảnh lớn là điều không thể bọn ta sẽ nghiêm túc xem xét việc lựa chọn tư liệu bọn ta chỉ hy vọng có thể dùng ống kính để ghi lại những sự việc có ý nghĩa bùi khiêm thở phào một tiếng nhưng cũng nhanh chóng cảnh giác thở phào nhẹ nhõm là bởi vì hoàng tư bác và chu tiểu sách từ bỏ video ngắn đây chắc chắn là một tin tức vô cùng tốt nếu như thật sự làm theo ý tưởng ban đầu của bọn họ rất có thể sẽ lại tạo ra một đoạn video ngắn hot khác nếu như thật sự đạt đến trình độ như vạn lần không ngờ tới hoặc báo cáo xếp thì sẽ xảy ra chuyện lớn hiện giờ hoàng tư bác và chu tiểu sách muốn quay phim tài liệu từ chủ đề mà nói khả năng kiếm tiền sẽ giảm sút đây chính là chuyện tốt bị giới hạn bởi kinh phí trước mắt phòng làm việc phi hoàng cũng chẳng thể quay ra một bộ phim tài liệu kinh điển những bộ phim tài liệu khá thành công trong ký ức của bùi khiêm chẳng hạn như đầu lưỡi nổi tiếng toàn quốc cũng cần phải chi ra một khoản tiền rất lớn hơn nữa còn phải đi tìm cấp tư liệu khắp cả nước thiết bị quay chủ cũng thuộc hạng đắt tiền nhất nhỉ mà hiện tại phòng làm việc phi hoàng chỉ có thể dùng 50% mươi lãi dòng của cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc bùi cũng tức là khoảng một triệu nhân dân tệ chút tiền này thật sự có cũng như không việc quay một bộ phim tài liệu giống như đầu lưỡi là chuyện không có khả năng có điều bùi khiêm cũng không xem nhẹ được bùi khiêm biết những vấn đề này chẳng lẽ chu tiểu sách lại không biết hay sao chắc chắn là biết chu tiểu sách là một đạo diễn trẻ có tài năng nếu hắn đã muốn quay phim tài liệu vậy thì nhất định là cảm thấy mình sẽ thành công nên mới đi quay bùi khiêm đã bị lừa một lần sẽ không bị lừa đến lần thứ hai có lẽ bộ phim này sẽ vẫn kiếm ra tiền chẳng qua so với video ngắn mà nói chắc hẳn loại phim tài liệu với vốn đầu từ thấp này sẽ kiếm được ít tiền hơn vậy là đủ nghĩ đến đây bùi khiêm nói được ta giúp đỡ các ngươi lời nói này trông có vẻ khá uể oài bởi vì xét cho cùng nó cũng là kiểu nghĩ một đằng là một nẻo hoàng tư bác rất vui mừng cảm ơn sự giúp đỡ của tổng giám đốc bùi cúp điện thoại bùi khiêm lại hỏi ngắn gọn về tình hình của bên game thương dương trợ lý tân báo cáo lại một cách đơn giản trước mắt tất cả đều thuận lợi bùi khiêm có thể qua đó gặp mặt nhân viên mới của mình và phân công nhiệm vụ vào thứ hai bùi khiêm suy tư chốc lát thứ hai ta vẫn cần phải đi sao trợ lý tân ho khan hai tiếng Đương nhiên là vẫn phải đi, tầm ảnh hưởng của người đứng đầu với công ty rất quan trọng, ta cho rằng tổng giám đốc Bùi vẫn cần phải xuất hiện và phát biểu, nếu không đám nhân viên bên game Thương Dương sẽ tự tung tự tác, rất có thể sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có lý. Ý của trợ lý Tân là muốn Bùi Khiêm ổn định lòng người, đưa ra định hướng phát triển chung cho toàn thể nhân viên của game Thương Dương. Song điều mà Bùi Khiêm lo lắng lại là liệu rằng đám nhân viên này có làm hỏng chuyện của mình hay không, ví dụ như sau một hồi làm bậy lại chuyển lỗ thành lại một cách khó hiểu. Mặc dù là tiếp quản Thế nhưng ngẫm lại thì thật ra vẫn xảy ra một chút thay đổi so với game thương dương của trước kia. Một là lão Lưu nhảy việc, giám đốc kế hoạch đổi thành Vương Hiểu Tân. Một vấn đề khác là ông chủ Đỗ Duệ Kiệt chạy. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chắc hẳn hai người này đóng vai trò chủ chốt trong quá trình game thương dương thua lỗ trước đó. Hai người bọn họ không ở đây, trái tim Bùi Khiêm như hững mất một nhịp. Vì để chắc chắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bùi Khiêm quyết định bản thân vẫn phải đích thân tới đó một chuyến. Dù gì cũng chỉ một lần, sau này không tới nữa, vậy thì có thể đảm bảo được mình sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sự phát triển của game thương dương. Xét cho cùng cũng có vết xe đổ trước đó là game đằng đạt, bùi khiêm trước giờ không hề tin tưởng vào trình độ thiết kế game của mình, cho nên vẫn phải thận trọng. Nhỡ đâu một câu nói hay một ý kiến nào đó của Bùi Khiêm lại tạo thành thảm án pháo đài trên biển, vậy thì xấu hổ chết mất. Được, sáng thứ hai tới người đến đón ta, qua game thương dương trước một chuyến. Bùi Khiêm lặng lặng thở dài thường thượt, làm sức khổ biết bao. Sáng thứ hai, game thương dương, Mười phút trước khi tới giờ làm, tất cả nhân viên của game Thương Dương đã đến đông đủ. Ai nấy đều tập trung tinh thần cao độ, lưng thẳng tắp, vừa xem hồ sơ, vừa gõ văn bản, vừa lén lút chú ý đến cửa vào. Game Thương Dương đã đổi chủ rồi. Không một ai biết vị tổng giám đốc Bùi Thần Bí kia có tính cách ra sao, bản chất thế nào, cho nên ngày đầu tiên đi làm đều giữ vững tinh thần, không dám qua loa chút nào. Trong lòng mọi người đều biết rõ tình hình kinh doanh trước đây của Game Thương Dương không tốt lắm. Nhỡ đâu ngày đầu tiên tới tổng giám đốc Bùi lại muốn thị uy, tìm lý do sa thải nhân viên đến muộn, vậy thì chẳng phải xui xẻo lắm hay sao bởi vậy tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần không dám sơ xuất áp lực của vương hiểu tân nặng tượng núi đè giám đốc kế hoạch như hắn vốn chỉ là để cứu nguy thật ra ngay cả hắn cũng không hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình lão lưu nhảy việc xét về kinh nghiệm thì quả thật việc chuyên viên hoạch định trị số như vương hiểu tân được lên chức là điều không có gì sai sót những người khác khó thuyết phục còn đỗ duệ kiệt thì không tin tưởng vương hiểu tân không nghĩ nhiều tổng giám đốc đỗ chỉ định hắn hắn cũng không thể không nhận huống chi lúc đó game thương dương có thể giải tán bất cứ lúc nào hắn cũng cho rằng mình không ngồi trên cái ghế giám đốc kế hoạch được bao lâu thế nhưng vương hiểu tân tự hiểu rõ bản thân mình là một cao thủ trong việc lập bảng so sánh trị số thế nhưng việc nghiên cứu toàn bộ các dự án và xác định phương hướng chính trong việc phát triển game thì hắn lại lực bất tòng tâm bởi vậy hôm nay vương hiểu tân định ngả bài với tổng giám đốc bùi hy vọng tổng giám đốc bùi có thể kéo một nhà thiết kế có kinh nghiệm của bên game đằng đạt qua làm giám đốc kế hoạch còn bản thân thì yên tâm làm trợ thủ cho người đó phía sau vị trí làm việc của vương hiểu tân một thanh niên đang lén lút dùng điện thoại trả lời tin nhắn. Trên khung chat là một tin nhắn mà Mã Nhất Quần vừa mới gửi tới. Thế nào rồi, Tiểu Diệp, gần đây nhân sự phía đảng đạt có gọi điện cho ngươi không? Diệp Chi Chu trả lời, không có. Mã Nhất Quần, không thể nào, lần trước ta đã nói chuyện của ngươi cho Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi nói hắn nhất định sẽ không để ngươi thất nghiệp, chẳng lẽ là bữa nay hắn bận quá, quên mất rồi. Diệp Chi Chu, Tổng Giám Đốc Bùi trực tiếp mua lại game thương dương rồi, ngươi vẫn chưa biết sao. Mã Nhất Quần, mãi một lúc lâu mà vẫn không trả lời hiển nhiên là mã nhất quần phía đầu bên kia đang rất sửng sốt tổng giám đốc bùi làm vậy là sao hắn chỉ mong tổng giám đốc bùi giúp hắn giải quyết vấn đề việc làm của anh em hắn kết quả tổng giám đốc bùi nói nhất định sẽ không để hắn thất nghiệp là có ý này sao thu mua lên thương dương luôn đám người mã nhất quần không hề hay biết chuyện này bởi vì bùi khiêm cho rằng việc này không liên quan quá nhiều đến bọn họ cho nên tạm thời vẫn chưa tiết lộ bởi vậy mã nhất quần mới sững sờ đến thế chẳng lẽ vì tổng giám đốc bùi thấy hoàng tư bác và ta quá xuất sắc cho nên hắn cũng nghĩ rằng những nhân viên khác của game thương dương cũng rất xuất sắc, bèn dứt khoát mua lại công ty này luôn. Nghĩ gì vậy chứ, không thể nào. Mã Nhất Quần vừa mới rời khỏi game thương dương chưa được bao lâu, cho nên hắn hiểu rất tình hình của công ty này. Nếu như dùng năm chữ để miêu tả, vậy thì chính là dối như mớ bỏng mong. Thu mua một công ty game sắp phá sản, tổng giám đốc Bùi muốn chơi trò gì đây? Diệp Chi Chu nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm việc, bèn vội vàng trả lời, anh Mã, bây giờ không chát nữa, có lẽ tổng giám đốc Bùi sắp đến rồi. Sau khi cất điện thoại đi, Diệp Chi Chu tiếp tục giả vờ nhìn vào màn hình máy tính. Không lâu sau, Diệp Chi Chu cảm nhận được bầu không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn liếc mắt, quả nhiên là tổng giám đốc Bùi đến rồi. Mặc dù trước đó đã gặp mặt một lần, thế nhưng khi gặp lại lần nữa, hắn vẫn cảm thấy choáng ngợp trước vẻ tự tin của người kia. Tuy rằng tổng giám đốc Bùi còn rất trẻ, thế nhưng không biết vì sao, mỗi một cử chỉ hành động của hắn đều mang một loại khí chất cực kỳ đặc biệt. Làm thế nào để miêu tả loại khí chất này đây? Không thiếu tiền, tự tin, trách trời thương dân mình ta một đường. Hình như đều không đúng cho lắm. Nói tóm lại, xét từ khí chất, Tổng Giám đốc Bùi không phải là một người tầm thường, so với Tổng Giám đốc Đỗ trước đó thì quả thật là hai thái cực hoàn toàn tương phản. Ngoài ra, nghĩ đến những game thành công do Tổng Giám đốc Bùi chế tác, nó chẳng khác nào khoác thêm lên người hắn một vầng hào quang trói mắt, khó mà nhìn thẳng được. Quả nhiên, đây là mới dáng vẻ nên có cùng một người lãnh đạo chân chính, Tổng Giám đốc Đỗ cùng lắm cũng chỉ có thể xem như là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Một nhà thiết kế thiên tài thật sự phải là như vậy. Diệp Chi Chu cảm khái từ tận đáy lòng. Đến đông đủ cả rồi sao, vậy bắt đầu học thôi. Bùi khiêm bước thẳng vào phòng họp. Những người khác vội vàng đứng dậy, theo sau Vương Hiểu Tân tiến vào trong phòng họp. Mọi người nhanh chóng lần lượt ngồi xuống, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh với vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Chi Chu không khỏi cảm khái. Nhìn đi, đây chính là hào quang. Trước đây khi lão lưu tổ chức cuộc họp, mặc dù ngoài mặt bọn họ tỏ vẻ rất nghe lời, thế nhưng thực tế thì không một ai coi lão lưu ra gì. Tất cả mọi người đều mang trong mình tâm lý không có hoài bão, đừng ngày nào hay ngày đấy công việc được giao cứ làm qua loa cho xong là được dù sao ai cũng biết rõ trong môi trường thế này bản thân có nỗ lực đến mức nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng thế nhưng hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn khác nghĩ đến việc tổng giám đốc bùi trở thành sếp mới chưa cần nói gì đã khiến tất cả mọi người đều tôn trọng và công nhận từ tận đáy lòng đúng thật là vô cùng tài năng bùi khiêm nhích mông trên ghế mấy lần cảm thấy ngồi thế nào cũng không thoải mái chỉ có thể nói là ghen thương dương quá keo kiệt từ ghế trong văn phòng cho đến ghế trong phòng họp đều là loại rẻ tiền ngồi chẳng thoải mái chút nào. Vừa hay mặc cả được 400 nghìn của Đỗ Duệ Kiệt, ta có thể lấy ra để bù thêm vào tiền lương của những người này, đổi mấy bộ bàn ghế làm việc khác. Đợi đến khi kinh phí dư giả hơn, ta sẽ dành thời gian để sửa sang lại toàn bộ game thương dương, đây cũng là một cách hay để tiêu tiền trước khi kết toán. Cái ghế không thoải mái khiến Bùi Khiêm càng thêm quyết tâm nhanh chóng giao phó xong nhiệm vụ để rời khỏi đây. Bùi Khiêm nhìn cái đồng hồ Rolex của mình, tỏ vẻ hắn đang rất gấp gáp. Thực tế thì hôm nay hắn chẳng có việc gì phải làm, hắn còn đang chuẩn bị ngủ bù. Thời gian không nhiều, ta chỉ nói vài điều ngắn gọn nghe thấy vài điều ngắn gọn cái eo của mọi người lập tức thẳng tắp hơn nữa còn làm tốt công tác chuẩn bị lắng nghe một hồi lâu xét cho cùng thì vài điều ngắn gọn của lãnh đạo đều thường kéo dài mấy tiếng đồng hồ bùi khiêm nhìn mọi người một lượt ai là diệp chi chu diệp chi chu bỗng nhiên sững sờ ý gì đây câu đầu tiên trong cuộc họp của tổng giám đốc bùi lại điểm danh hắn là có ý gì diệp chi chu vội vàng đứng dậy tổng giám đốc bùi ta có mặt bùi khiêm cảm thấy không thoải mái vội vàng phất tay bảo hắn ngồi xuống ngồi xuống nói chuyện hắn quay đầu nhìn vương hiểu tân giám đốc kế hoạch kiêm chuyên viên hoạch định trị số hiện tại vương hiểu tân công việc của chuyên viên hoạch định trị số như người rất quan trọng ta cảm thấy đồng thời đảm nhận chuyên viên hoạch định trị số và giám đốc kế hoạch sẽ khiến người phải phân tâm bắt đầu từ bây giờ diệt chi chu sẽ là giám đốc kế hoạch của game thương dương vương hiểu tân hãy phối hợp tốt công việc với hắn bùi khiêm vừa nói vừa lặng lặng quan sát biểu cảm của vương hiểu tân và Diệp chi chu diệt chi chu hoàn toàn chết lặng vương hiểu tân sững sờ chốc lát sau đó trên gương mặt xuất hiện chút ý cười Tuy nụ cười đó mang theo lo lắng, thế nhưng đó quả thật là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Ừm, um, kịch bản này có gì sai sai thì phải. Vốn dĩ Bùi Khiêm còn cho rằng Vương Hiểu Tân vừa mới ngồi lên cái ghế giám đốc kế hoạch mà lại bị giáng chức thì vẻ mặt của hắn sẽ hoang mang, hoảng hốt, không hiểu, sau cùng sẽ buồn bã đau khổ lắm. Thế nhưng chẳng hề, hình như Vương Hiểu Tân còn hơi vui mừng thì phải. Không có màn kịch cung đấu nào hết, khó chịu. Bùi Khiêm lại tiếp tục quan sát phản ứng của những người khác, trong đó có mấy người là nhân viên khá lớn tuổi cho nên sắc mặt khá khó coi. Điều này rất bình thường, Diệp Chi Chu mới tới chưa được mấy tháng, là nhân viên kế hoạch dưới trướng Hoàng Tư Bác, vừa không có năng lực vừa không có kinh nghiệm, ai mà phục hắn đây. Vương Hiểu Tân nghe thấy mình bị giáng chức, chủ yếu là vì hắn cảm thấy bản thân khó mà đảm nhận được công việc này, sợ làm hỏng chuyện nên mới thấy vui. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không cho rằng Diệp Chi Chu có thể đảm nhận được công việc này, bởi vậy trong nụ cười mới mang theo chút lo lắng. Vương Hiểu Tân là một người không mang danh lợi, cho nên mới có thể thản nhiên như vậy. Thế nhưng những nhân viên khác thì không giống, một tên nhóc con dựa vào cái gì mà được làm giám đốc kế hoạch vì sao không phải là ta biểu cảm trên mỗi một gương mặt đều rất đặc sắc bùi khiêm thầm gật đầu quả nhiên thế này mới đúng đấu đá nội bộ đấu đá nội bộ đấu đá nội bộ trong lòng bùi khiêm cảm thấy rất vui vẻ có điều ngẫm lại chỉ như vậy thôi thì có vẻ không thú vị lắm trước đây mấy người này đều là đồng nghiệp của nhau là người quen ngẩng đầu thấy cúi đầu không thấy chỉ mỗi việc ghen tị thôi thì e rằng mâu thuẫn chưa đủ kịch liệt phải kích thích bọn họ thêm chút nữa bùi khiêm nghĩ ngợi bổ sung thêm Diệp Chi Chu, mỗi tháng ngươi có quyền sa thải một người mà không cần lý do, muốn sa thải ai, cứ nhắn tin với ta là được. Diệp Chi Chu càng thêm sửng sốt, đây chẳng phải là thượng phương bảo kiếm hay sao? Hơn nữa cũng không phải mách lèo, mà là sa thải không lý do, chỉ cần gửi cái tên của người kia cho tổng giám đốc Bùi là người đó sẽ lập tức phủi mông rời đi. Bùi khiêm liếc mắt nhìn vẫn nhân viên có tuổi mới nãy đã tái mét mặt mày, bây giờ nhìn lại thấy sắc mặt của bọn họ còn xấu hơn. Không sai, đây là hiệu quả mà ta cần. Một giám đốc kế hoạch không được mọi người tin phục xuất hiện, hơn nữa còn nắm giữ quyền hành, chắc chắn hắn sẽ cho mấy lão già trước đây bắt nạt mình biết mật, tác oai tác quái, thậm chí là sa thải đồng nghiệp để thị uy. Dần già lòng người tan rã, Diệp Chi Chu bị cô lập thành đội quân một người, để lại một cục diện rối dám không cách giải quyết. Ừm, kịch bản hay đấy. Mùi Khiêm nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều. Tuy rằng sắc mặt của mọi người rất thú vị, thế nhưng việc nắm bắt thời gian vẫn phải tiếp tục, bởi lẽ dù gì hắn cũng còn phải về nhà ngủ trưa. Tiếp theo, Game Thương Dương phải đi theo chiến lược hai bước. Bước thứ nhất, thực hiện thay đổi với hai game hiện tại, cắt bỏ tất cả điểm thanh toán, chỉ giữ lại duy nhất một điểm, còn về việc cắt bỏ thế nào, giữ lại thế nào, Diệp Chi Chu, người tự mình quyết định. Bước thứ hai, tất cả mọi người cùng lên ý tưởng về kế hoạch game, làm thành bản thảo thiết kế, ta sẽ lựa chọn rồi chế tác thành dự án mới của game Thương Dương. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Ừm, đến cuối tháng 6, các người chủ yếu sẽ tiến hành bước đầu tiên. Đến tháng 7, gửi bản kế hoạch của các người, chính thức khởi động dự án mới ánh mắt của bùi khiêm quét qua tất cả mọi người còn có vấn đề gì không diệp chi chu giơ tay lên đầu tiên bùi khiêm vớt lở hắn gật đầu tốt lắm kết thúc cuộc họp bùi khiêm đứng dậy tiêu sái rời đi chỉ còn lại một mình diệp chi chu đứng như trời trồng vẫn đang giơ tay lên tất cả những người khác đều tỏ vẻ hoang mang bùi khiêm nói vài điều ngắn gọn thật sự là vài điều ngắn gọn sao cộng lại còn chưa đến mười câu diệp chi chu chỉ muốn lập tức từ chối công việc giám đốc kế hoạch này thế nhưng hệt như bùi khiêm nhìn thấu được suy nghĩ của hắn cho nên không thèm trả lời câu hỏi này mà dứt khoát rời đi. Lúc này đây, Diệp Chi Chu có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của vài nhân viên kỳ cựu đang nhìn về phía hắn như thể kim chích trên lưng. Bầu không khí trong game thương dương vốn như một vũng nước đọng, thế nhưng nay lại hệt như đổ thêm dầu vào lửa, khiến đám cháy dần bùng lên dữ dội. Sau khi rời khỏi game thương dương, tâm trạng của Bùi Khiêm vô cùng tốt. Ừm, lần này không còn vấn đề gì nữa. Tuy rằng không có lão lưu, thế nhưng đưa một nhân viên kế hoạch vào ngành chưa được bao lâu lên làm giám đốc kế hoạch, chắc hẳn cũng chỉ tương đương với lão lưu mà thôi và lại chiến lược hai bước cũng sẽ bảo đảm lỗ liên tục trong một khoảng thời gian trong tương lai trước hết là để tránh cho hai game là đạo sĩ phong lưu và chiến ca nhiệt huyết hồi quang phản chiếu cắt bỏ hầu hết điểm thanh toán để lại duy nhất một điểm đảm bảo hai game này không kiếm được tiền nữa sau đó là động não làm game mỗi một người viết một bản kế hoạch bùi khiêm còn đang cân nhắc đến lúc đó bản thân lựa chọn một bản kế hoạch tệ nhất để làm hay là rút bừa một cái sau khi suy nghĩ đơn giản bùi khiêm vẫn quyết định rút bừa một cái dù gì hắn cũng không tin tưởng vào mắt nhìn của mình lắm lần nào hắn cũng làm game rác kết quả lại được nhanh đón đúng là khó chịu con đường sa bà cô độc và người chế tác trò chơi đã dạy cho hắn đủ bài học rồi bởi vậy bùi khiêm quyết định đến lúc đó sẽ rút bừa rút chúng cái nào thì làm cái đó tất nhiên nếu như bản kế hoạch đó viết quá tốt bùi khiêm sẽ rút lại lần nữa ngoài ra bùi khiêm tuyệt đối sẽ không tới game thương dương nữa cố gắng giảm tầm ảnh hưởng của bản thân tới công ty xuống mức thấp nhất khiến cho nơi này hoàn toàn trở thành một rừng sâu hắc ám không có trật tự quay trở về với những quy tắc nguyên thủy nhất của rừng rậm. Đến lúc đó, công ty này sẽ trở thành một đống cát rời rạc, Diệp Chi Chu cũng không sao chỉ huy được, vậy thì quá hoàn mỹ. Cứ như vậy, chắc hẳn bên phía Game Thương Dương sẽ không có sai sót nào, đúng không? Game Thương Dương, văn phòng. Bầu không khí có chút nặng nề. Ban đầu mọi người còn cho rằng một vị sếp mới sẽ là khởi đầu cho một ngày mai tươi sáng hơn, ai nấy đều mong chờ tổng giám đốc Bùi sẽ đồng cam cộng khổ với bọn họ, đưa ra những ý tưởng hay ho, cùng nhau cố gắng chế tác ra một game mang lại cho người ta cảm giác mới mẻ quét sạch bằng sức hạng bán chạy nhất thế nhưng tất cả đều không xảy ra quả thật tổng giám đốc bùi đã xuất hiện xong lại chỉ nói chưa đến 10 câu đã rời đi hắn loại người có kinh nghiệm lão làng như vương hiểu tân khỏi cái ghế giám đốc kế hoạch để bạt một người mới vào công ty muộn nhất lên làm giám đốc kế hoạch hơn nữa còn cho phép hắn mỗi tháng được sa thải một người mà không cần lý do còn về các kế hoạch tương lai cho công ty thì lại càng vô lý hơn bước đầu tiên là cắt bỏ các điểm thanh toán trong hai game hiện có bước thứ hai là tất cả mọi người tự viết một phần bản thảo của riêng mình Ngoài ra Tổng Giám đốc Bùi không hề có thêm đề xuất hay ý kiến nào, còn về việc Tổng Giám đốc Bùi định tự mình xuất mã, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Xét từ việc Tổng Giám đốc Bùi đưa cho Diệp Chi Chu một thanh thượng phương bảo kiếm, khả năng cao là hắn sẽ không tới đây trong một thời gian dài, Diệp Chi Chu sẽ là người phát ngôn thay hắn. Cái cảm giác này giống như game thương dương tưởng chừng sắp được hồi sinh, thế nhưng vừa mở nắp quan tài ra đã lại bị ấn ngược trở lại quan tài, hơn nữa Tổng Giám đốc Bùi còn đóng thêm mấy chiếc đình trên nắp quan tài nữa. Không khí như này mà còn không nặng nề sao? Tất nhiên tất cả mọi người đều hiểu rõ, có đằng đặt làm chỗ dựa, game thương dương không đến mức phải đóng cửa trong thời gian ngắn, bát cơm của mọi người vẫn giữ được. Chẳng qua bát cơm này có thể giữ được bao lâu thì không ai biết. Vương Hiểu Tân hơi lo lắng liếc nhìn vị trí làm việc của Diệp Chi Chu, sau đó thì nhìn thấy Diệp Chi Chu đang cúi đầu gõ điện thoại, không biết là đang nói chuyện với ai. Không phải là đang dùng quyền sa thải một người không lý do đầu tiên đấy chứ. Vương Hiểu Tân vẫn rất lo lắng. Hiện giờ Diệp Chi Chu là giám đốc kế hoạch, hắn phải đưa ra chỉ thị rồi sắp xếp nhiệm vụ công việc cho mọi người. Đây là chức trách của giám đốc kế hoạch diệp chi chu không nói gì những người khác cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ của mình tiếp tục làm việc vương hiểu tân rất không chắc chắn liệu rằng rốt cuộc diệp chi chu có thể đảm nhiệm được công việc này hay không thế nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ đành im lặng chờ đợi chuyện gì sẽ xảy đến diệp chi chu đang nhắn tin với mã nhất quần anh mã ta có chuyện không biết nói thế nào với ngươi mã nhất quần ở đầu bên kia nhanh chóng trả lời nói đi có anh ở đây có việc gì khó anh em ta cùng nhau gánh mã nhất quần không được giao bất cứ việc gì ở bên phía đằng đạt ngay cả việc tham gia viết nội dung cốt truyện cho phiên bản mới cũng không có phần của hắn bởi vậy ngày nào hắn cũng rảnh rỗi đến mức phát chán có tin nhắn gì là sẽ phản hồi ngay diệp chi chu do dự chốc lát gõ chữ tổng giám đốc bùi tổ chức cuộc họp để bà ta lên làm giám đốc kế hoạch của game thương dương mãn nhất quần mấy chục dấu chấm hỏi được gửi liên tiếp cách một màn hình mà hắn có thể cảm nhận được vẻ sửng sốt của mãn nhất quần ý là sao mãn nhất quần hoàn toàn không hiểu thế giới này nữa rồi nhớ lại hồi trước hắn và hoàng tư bác cùng nhau làm chân chạy vặt ở game thương dương anh em cùng cảnh ngộ kết quả là chớp mắt cái hoàng tư bác nhảy việc đến game đằng đạt một bước lên trời từ nhân viên kế hoạch trở thành giám đốc kế hoạch sau này hắn và diệp chi chu cùng nhau làm chân chạy vặt ở game thương dương anh em cùng cảnh ngộ kết quả là chớp mắt cái game thương dương được tổng giám đốc bùi mua lại diệp chi chu cũng một bước lên trời trở thành giám đốc kế hoạch chỉ có mã nhất quần vẫn đang hàng ngày nghiên cứu ý tưởng thiết kế của tổng giám đốc bùi tới bây giờ vẫn chưa có chút thành tựu nào có thể nói là một chút chút cũng không có. Mã Nhất Quần rơi vào trạng thái tự hoài nghi sâu sắc. Vì sao liên tiếp hai lần đều là thăng chức từ nhân viên kế hoạch lên giám đốc kế hoạch? Chẳng lẽ ta là cá chép may mắn? Anh em có cùng ảnh ngộ như ta đều có thể lên làm giám đốc kế hoạch. Vậy thì tại sao bản thân ta là cá chép may mắn lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Trông thấy Mã Nhất Quần mãi một lúc lâu mà không đáp lại, Diệp Chi Chu lại gửi tin nhắn đến, "Anh Mã, bây giờ áp lực của ta rất lớn, ta chưa từng làm giám đốc kế hoạch bao giờ, người có thể nói với tổng giám đốc bùi đổi sang người khác được không?" mã nhất quần suýt thì bị tức chết cái tên nhóc nhà ngươi có được lợi ích mà còn khoe mẽ dám lên mặt với ta cho người lên chức giám đốc kế hoạch mà ngươi còn không thèm ngươi cơm mẹ nấu đang cố ý chọc tức ta hả tạm biệt lúc này mã nhất quần rất muốn đóng khung chát lại diệp chi chu vội vàng nói đừng anh mã ta thật sự cảm thấy bản thân không có tài cán gì ta mới vào nghề chưa được bao lâu chẳng hiểu biết gì sao có thể làm giám đốc kế hoạch được tổng giám đốc bùi giao cho ta trọng trách lớn như vậy nhỡ ta làm hỏng bét thì phải làm sao Mã Nhất Quần nhìn tin nhắn mà Diệp Chi Chu gửi tới, thầm nghĩ, hóa ra tên nhóc con nhà ngươi đang lo lắng bản thân không đáp ứng được kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi. Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy. Mã Nhất Quần nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân là một người từng trải, là một người từng tìm hiểu tổng giám đốc Bùi trong mấy tháng trời, hẳn là nên truyền thụ một chút kinh nghiệm cho người anh em này của mình. Đừng lo lắng, dám làm là được. Ngươi biết Hoàng Tư Bác không? Cái người từ trước trước khi ngươi đến, hai người bọn ta cũng là anh em tốt. Hồi đó hắn cũng là nhân viên kế hoạch, công việc mà hắn làm giống hệt với ngươi sau này hắn tới game đằng đạt cũng được tổng giám đốc bùi đề bạt lên làm giám đốc kế hoạch luôn ngươi đoán xem pháo đài trên biển là thứ mà người anh em hoàng tư bác của ta làm ra đó cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng ngươi có thể không tin tưởng vào bản thân mình thế nhưng ngươi không thể không tin tưởng vào mắt nhìn của tổng giám đốc bùi tính tới bây giờ tổng giám đốc bùi đã đề bạt rất nhiều người rồi lúc mới bắt đầu mọi người đều không thể hiểu nội dụng ý của tổng giám đốc bùi nhưng sau này lại nhanh chóng phát hiện ra tổng giám đốc bùi sở hữu một đôi mắt độc nhất vô nhị trên người của mỗi người đều có một điểm sáng mà những người khác không nhìn thấy được. Bởi vậy, người căn bản không cần lo lắng, Tổng Giám Đốc Bùi nói người làm được, vậy thì người nhất định có thể làm được. Nhìn thấy dòng tin nhắn của mã nhất quần, Diệp Chi Chu rời vào trầm tư. Hóa ra việc đề bạt thăng chức kiểu này không phải là lần đầu tiên, mà là đã có tiền lệ từ lâu. Hơn nữa ai cũng đều thành công. Vậy thì Tổng Giám Đốc Bùi đã nhìn thấy điểm sáng gì trên người ta đây? Sao ta không biết? Thế nhưng quả thật đúng như những gì mã nhất quần nói, Tổng Giám Đốc Bùi không thể vô duyên vô cớ đề bạt ta, cho ta quyền hạn lớn như vậy được. Diệp Chi Chu nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên tự tin hơn hẳn. Nếu như tổng giám đốc Bùi đã trao cho ta quyền hạn lớn đến thế, vậy cũng tức là đang ngầm cho phép ta làm mọi thứ, nếu ta cứ hèn nhát, vậy thì chẳng phải là không có phong thái của người bên phía đằng đạt, phụ sự tín nhiệm của tổng giám đốc Bùi hay sao? Hiện giờ ta cũng là một nhân viên đằng đạt quang minh chính đại rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Chu bừng tỉnh đại ngộ. Cảm ơn anh Mã chỉ điểm." Diệp Chi Chu mở tài liệu ra, tràn ngập tự tin mà bắt đầu gõ phím. Trong mấy tháng vào nghề, Việc mà Diệp Chi Chu lén lút làm nhiều nhất chính là bóc phốt hai game này. Đây là điều đương nhiên, bởi vì nếu như nói game rác rưởi này đang cho người chơi ăn shit, vậy thì Diệp Chi Chu chẳng khác nào ngày ngày nẵng trên tay cục shit, không nghe tầm sao được. Trong mắt Diệp Chi Chu, hay nói cách khác là trong mắt của đa số người làm trong game thương dương, hai game này đầy bắc, chỉ cần chơi 5 phút thôi là có thể bới ra cả đống lỗi. Thế nhưng không ai thèm sửa, bởi vì mọi người đều mang tâm lý được ngày nào hai ngày đó, lão Lưu không giao nhiệm vụ, chẳng ai muốn giúp thêm việc cho mình. Còn về việc vì sao lão Lưu không sửa, vậy thì cũng rất đơn giản bởi vì áp lực doanh thu quá lớn lúc đó doanh thu từ game chỉ miễn cưỡng đủ để trang trải chi phí hoạt động của công ty làm gì có tiền mua tài nguyên nghệ thuật thay đổi lối chơi game ý tưởng hay thì nhiều đấy thế nhưng mấu chốt là đưa những ý tưởng hay vào game thì không chỉ cần thời gian mà còn cần cả tiền hiện tại bên trên diệp chi chu không có lão lưu cũng không có tổng giám đốc đỗ đương nhiên là hắn có thể làm những việc mà bản thân hắn cảm thấy có ý nghĩa hai game này cũng rất cũ vấn đề tồn động cũng nhiều thậm chí có một số trong đó còn không thể sửa được may mà tổng giám đốc bùi đã đưa ra một lời khuyên rất chuẩn xác điểm thanh toán cắt bỏ tất cả các điểm thanh toán chỉ giữ lại một điểm duy nhất đây là một nhiệm vụ khá khó khăn bởi vì để đảm bảo ít nhất trong hai game này cũng phải có đến mấy chục điểm thanh toán nó bao gồm các hoạt động nạp tiền từ điểm mua một vài đạo cụ hàng ngày cho đến các điểm thanh toán trong hệ thống bồi dưỡng có thể nói hễ là chỗ có thể thêm điểm thanh toán thì đều thêm vào nếu như muốn cắt bỏ những điểm thanh toán này đi thì không đơn giản chỉ là việc đóng cửa hàng là xong chuyện bởi vì những điểm thanh toán đó có liên quan đến hệ thống trị số của toàn bộ game. Để đảm bảo những người nạp 500 đồng có thể được nạp lại 100 đồng, những người nạp 100 đồng có thể được nạp lại 30 đồng thì phải cần làm tốt kế hoạch trị số nạp phí, giúp cho mỗi lần nạp khác nhau có thể nhận được mức tăng lên tương ứng. Mà mức tăng lên đó và hệ thống lực chiến bên trong game lại móc nối với nhau, hệ thống sức mạnh chiến đầu lại ảnh hưởng đến hệ sinh thái của game, cũng giống như trong thế giới tự nhiên có động vật ăn cỏ, có động vật ăn thịt. Bởi vậy nói tóm lại là liên quan đến vấn đề trị số đây cũng là lý do tại sao địa vị của chuyên viên hoạch định trị số rất cao chỉ đứng sau giám đốc kế hoạch chính bởi vì trị số thường quyết định trải nghiệm của việc nạp game thay đổi điểm thanh toán tương đương với thay đổi toàn bộ hệ thống trị số cũng có nghĩa là hệ sinh thái game và cấp bậc người chơi được tính toán dựa theo mức nạp ban đầu đều cần phải được tính toán bằng một phương thức khác đổi một phương thức khác lỡ như xuất hiện vấn đề dẫn đến hệ thống trị số của game bị treo vậy thì đúng là thần tiên cũng khó cứu bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube g các cũng giống như game chiến ca nhiệt huyết nhận một đống lời mắng mỏ và thu nhập giảm mạnh trước đó, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lão Lưu chặt chém quá mạnh, vấn đề trị số đơn giản lại mang đến ảnh hưởng cực kỳ lớn. Diệp Chi Chu suy nghĩ rất lâu, lúc nào cũng cảm thấy bản thân lực bất tòng tâm. Hắn có một số ý tưởng, thế nhưng lại không chắc có thể thực hiện được hay không. Vì vậy, hắn bèn in tài liệu qua, tìm Vương Hiểu Tân để cùng bàn luận. Vương Hiểu Tân là một chuyên viên hoạch định trị số có kinh nghiệm, nhưng lúc nghe được ý tưởng của Diệp Chi Chu thì cũng không khỏi nhíu mày. Việc thay đổi này không phải là nói đùa nếu như là trước đây đừng nói là lão lưu hay vương hiểu tân bất kỳ chuyên viên hoạch định lão làng nào cũng đều cho rằng không thể thay đổi được trực tiếp bác bỏ kiến nghị của diệp chi chu mà hiện giờ diệp chi chu đã là giám đốc kế hoạch không một ai có thể bác bỏ ý kiến của hắn vả lại chuyện cắt bỏ điểm thanh toán là do tổng giám đốc bùi đề xuất đã vậy thì phải là mọi cách để hoàn thành có điều kiện thì phải làm không có điều kiện thì tạo ra điều kiện để làm vương hiểu tân dầu dĩ nói ta cảm thấy cách làm này rất không đáng tin thế nhưng nếu tổng giám đốc bùi đã đề xuất vậy thì chắc chắn sẽ có ý nghĩa sâu xa nào đó ta phải cố gắng hoàn thành mới được chỉ riêng thay đổi đơn giản bằng việc cắt bỏ toàn bộ điểm thanh toán đã tương đương với việc làm lại hầu hết nội dung của game điều này khác với những game fps như pháo đài trên biển ngay cả khi có hoa kỳ lân trong pháo đài trên biển xét từ tổng thể thì đây cũng chỉ là một game cạnh tranh bằng kỹ năng tương đối cân bằng cho dù là phú hào có tiền cũng không thể chiến đấu cùng một lúc với hai kẻ địch có cùng trình độ thế nhưng trong game thuộc loại nạp tiền kinh điển như chiến ca nhiệt huyết đừng nói là phú hào lấy một địch hai cho dù là lấy một địch 20 cũng chỉ là chuyện nhỏ, đây chính là một sự mất cân bằng tuyệt đối. Nội dung xuyên suốt của game chiến ca nhiệt huyết đều được xây dựng dựa trên sự mất cân bằng này. Nếu như cắt bỏ toàn bộ điểm thanh toán, vậy thì phải có một chỉ số để phân chia lực chiến của người chơi, nếu không phải là tiền, vậy đó chỉ có thể là thời gian hoặc may mắn. Thay đổi thành một game đơn thuần dựa vào đôi thời gian ư, vậy thì khả năng cao nó sẽ trở thành thế giới của phòng làm việc và dân cày quốc. Tất nhiên cũng không phải là không thể làm thành game thẻ bài, thế nhưng điều đó sẽ không ăn nhập với thiết kế ban đầu của chiến ca nhiệt huyết nếu như thật sự làm thành game thẻ bài vậy thì có khác nào làm ra một game mới hiển nhiên là không thể thực hiện cũng không phù hợp với yêu cầu của tổng giám đốc bùi thay đổi thành một game dựa vào may mắn vậy thì chẳng khác nào biến nó trở thành thiên hạ của mấy âu hoàng thay đổi như vậy thì khả năng cao sẽ không được như trước vẫn mất cân bằng hơn nữa trải nghiệm của hầu hết người chơi đều sẽ không có cải thiện gì diệp chi chu và vương hiểu tân nghĩ muốn nát óc đây là một bài toán khó của giới game trong nước tạm thời chưa có ai có thể đưa ra được đáp án tất nhiên cũng không có ai sẵn sàng giải quyết vấn đề này bởi vì xét cho cùng thì việc cắt bỏ điểm thanh toán sẽ đi đôi với việc không kiếm được tiền cho dù giám đốc kế hoạch muốn thay đổi thì sếp của hắn cũng sẽ đánh cho tỉnh ra game nạp tiền vẫn vận hành tốt hơn nữa còn kiếm ra tiền làm gì có ai ăn no rừng mỡ nghĩ đến phương án thay thế chứ thế nhưng diệp chi chu và vương hiểu tân càng cân nhắc thì càng cảm thấy việc này rất có ý nghĩa nếu như có thể đưa ra một phương án giải quyết thích đáng cho dù chỉ là một phương án giải quyết không mấy chín chắn thì cũng là phương án độc nhất vô nhị trong nước quả nhiên một câu nói tùy ý của tổng giám đốc bùi cũng ẩn chứa đạo lý huyền diệu Diệp Chi Chu đưa ra mấy phương án, thế nhưng đều bị Vương Hiểu Bân dùng góc độ trị số để phủ nhận. Có điều Diệp Chi Chu cũng không đàn lòng. Cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Anh Vương, ta lại có ý tưởng mới. Để tất cả mọi người đều có cơ hội sắm vai Phú Hào, người cảm thấy như vậy có được không? Vương Hiểu Tân sửng sốt chốc lát, sắm vai Phú Hào, sắm vai như nào? Diệp Chi Chu rất hào hứng, vừa viết lên giấy vừa nói, thật ra vấn đề mà chúng ta dối dám nãy giờ không phải là vấn đề trải nghiệm game mà. Trải nghiệm trong game của chúng ta có thể đơn giản chia thành ba loại, Loại đầu tiên là phú hào, bọn họ nạp tiền nhiều nhất, lực chiến mạnh nhất, hưởng thụ được khoái cảm khi lấy một đánh 10 trên chiến trường. Loại thứ hai là nhóm người tổ chức, bọn họ có nhiều thời gian, năng nổ, phụ trách quản lý công hội, kéo thêm thành viên, hưởng thụ khoái cảm khi được chỉ huy người khác. Loại thứ ba là người chơi bình thường, bọn họ không thể lấy một đánh 10, cũng không phải là người quản lý, thế nhưng một mặt, những người này có thể chậm rãi chuyển hóa thành hai loại người phía trên, mặt khác, bọn họ cũng có thể đi theo phía sau phú hào hưởng ké nếu như đánh thắng thì bọn họ cũng sẽ nhận được phần thưởng như ánh mặt trời chiếu rọi hiện tại chúng ta phân chia ba loại trải nghiệm này dựa trên hai yếu tố là tiền bạc và thời gian yếu tố thời gian không cần thay đổi vậy thì thân phận của nhóm người tổ chức và người chơi bình thường cũng không cần thay đổi chỉ có duy nhất trải nghiệm của người chơi phú hào sẽ phải thay đổi bởi vì chúng ta đã cắt bỏ điểm thanh toán phú hào có muốn tiêu tiền cũng không có chỗ để tiêu vậy thì trong cuộc chiến chúng ta trực tiếp lựa chọn một số người chơi có được lực, lực chiến cao trải nghiệm cảm giác của người chơi phú hào thế không phải được rồi sao Vương Hiểu Tân vẫn cảm thấy hoang mang. Diệp Chi Chu tiếp tục nói, xét từ góc độ tổng thể mà nói, chúng ta cắt bỏ tất cả điểm thanh toán, lực chiến của người chơi sẽ duy trì ở mức tương đương nhau, người chơi may mắn và bỏ ra nhiều thời gian sẽ có lực chiến cao hơn những người bình thường một chút, thế nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều. Có điều trong lúc chiến đấu, chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra một vài người chơi sắm vai phú hào, những người chơi này sẽ trực tiếp có được lực chiến mạnh mẽ mà chỉ phú hào mới có. Vì để đảm bảo mỗi người chơi đều có cơ hội được chọn, chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống chơi chọn cho mỗi một người chơi bắt đầu tích lũy từ tỷ lệ 0%, hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu không được chọn, tỷ lệ được lựa chọn lần kế tiếp sẽ tăng lên, nếu được lựa chọn, tỷ lệ sẽ quay về con số 0, bắt đầu lại từ đầu. Mà cụ thể tỷ lệ tăng lên bao nhiêu thì sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính năng nổ, đóng góp cho game. Chúng ta có thể sử dụng yếu tố này để kích thích người chơi online tham gia vào các hoạt động. Bằng cách này, chúng ta không chỉ có thể đảm bảo được hệ sinh thái ban đầu, mà còn cho phép người chơi thay phiên nhau tận hưởng niềm vui mà chỉ có phú hào mới có, hơn nữa còn hoàn thành yêu cầu của tổng giám đốc Bùi cắt bỏ gần như tất cả điểm thanh toán một mũi tên trúng ba con chim vương hiểu tân rơi vào trầm tư ý tưởng này của diệp chi chu về mặt lý thuyết thì có thể thực hiện được chẳng qua rất mạo hiểm cũng rất xa rời lý luận kinh thế hại tủ thế nhưng để hoàn thành yêu cầu của tổng giám đốc bùi cắt bỏ hết tất cả điểm thanh toán mà không làm hệ thống trị số và môi trường sinh thái của game sụp đổ hoàn toàn có vẻ đây cũng có thể xem như là một phương pháp giải quyết vương hiểu tân gật đầu được vậy thì thử xem sao ta đưa ra mô hình trị số người có thể xem xét kỹ càng chi tiết một số quy tắc ồ hoặc là chúng ta mở một cuộc họp trước giới thiệu ngắn gọn ý tưởng này với mọi người diệp chi chu gật đầu sau khi nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình hắn đứng dậy mọi người tới phòng họp để họp nói về những thay đổi trong game của chúng ta không biết vì sao diệp chi chu cảm thấy bản thân lúc này tràn đầy tự tin có vẻ như trong chốc lát hắn đã thích ứng được với thân vận giám đốc kế hoạch trong căn phòng trọ bùi khiêm chờ mình thức dậy sau giấc ngủ trưa cầm điện thoại lên xem thử phát hiện có một tin nhắn chưa đọc tổng giám đốc bùi xin phép làm phiền gặp phải một vấn đề về mặt thiết kế cần hỏi ý kiến theo kết quả thảo luận trước mắt cắt giảm điểm thanh toán của game chắc chắn sẽ dẫn đến việc người chơi hệ đập tiền không hài lòng xin hỏi phải giải quyết chuyện này thế nào bùi khiêm rụi mắt nhập nhèm lẩm bẩm ai đây nhìn kỹ lại là diệt chi chu cũng chính là giám đốc kế hoạch của game thương dương mà mình vừa đề bạc lên bùi khiêm tặng thượng phương bảo kiếm cho hắn cho phép hắn sa thải nhân viên không cần lý do đương nhiên cũng phải kết bạn nếu không thì không tiện liên lạc kết quả diệt chi chu không nói chuyện xa thải người khác trái lại đi hỏi vấn đề thiết kế game bùi khiêm đọc lại vấn đề này lần nữa hỏi cắt giảm điểm thanh toán game sẽ dẫn đến việc người chơi hệ đập tiền không hài lòng phải giải quyết thế nào cái này rất dễ hiểu chiến ca nhiệt huyết là game nạp tiền nhà giàu người ta đập hàng chục nghìn vào game khó khăn lắm mới có được chiến đàn áp người khác kết quả bẹp bẹp điểm thanh toán game bị cắt giảm hầu hết sau này không thể trải nghiệm cảm giác sung sướng chém người tùy thích như vậy nữa há chẳng phải sẽ gào thét đòi hoàn tiền nghỉ game à đương nhiên hoàn tiền là không thể nào rồi oan có đầu nợ có chủ tiền là đỗ duệ kiệt thu vào, các người tìm đỗ duệ kiệt mà đòi. Nếu nghỉ đêm, thế thì tốt quá rồi, quyết định vậy đi. Tổng giám đốc Bùi thật sự không ưa những người cứ đòi được cống tiền cho game như các người. Vẫn là câu nói đó, muốn cống tiền cho đằng đạt, không có cửa đâu. Hoặc là đám nhà giàu các người cứ ngoan ngoãn chuyển thành người chơi hẹn miễn phí cho ta, hoặc là các người đừng chơi game này nữa. Ừm, hoàn hảo. Bùi Khiêm cầm điện thoại, mơ hồ gõ chữ kệ bọn họ, sau đó ném điện thoại sang một bên ngủ tiếp. Trong phòng họp bên game thương dương, mọi người đều trông mong chờ đợi tin của tổng giám đốc bùi diệp chi chu ngồi ở vị trí chủ trì của bàn họp nhìn chăm chăm màn hình điện thoại chờ tổng giám đốc bùi trả lời trong lòng hơi thấp thỏm không yên tổng giám đốc bùi không trả lời ngay phòng trừng đang bận việc dù sao thì game thương dương chỉ là một trong những sản nghiệp của tổng giám đốc bùi thôi hơn nữa cũng không thân thiết gì mức ưu tiên chắc phải rất sao về phần những người khác bọn họ cũng có phản ứng khác nhau có mấy người nghe phương án thay đổi của diệp chi chu cảm thấy hơi thú vị tràn đầy hăng hái có người vẫn không phục diệp chi chu nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Dù sao thì người lão làng nhất tổ thiết kế là Vương Hiểu Tân cũng định phối hợp với Diệp Chi Chu, những người khác muốn náo loạn cũng không có chút sức kêu gọi gì, huống hồ Diệp Chi Chu còn có thể liên lạc trực tiếp với Tổng Giám Đốc Bùi, đây là uy hiếp lớn nhất. Thậm chí có người nghi ngờ, Diệp Chi Chu cố ý hỏi Tổng Giám Đốc Bùi vấn đề này trong buổi họp là để lập quy. Hắn đang ngầm ám chỉ với tất cả mọi người rằng ta có thể liên hệ trực tiếp với Tổng Giám Đốc Bùi, mấy người các người ăn phận chút cho ta. Nên, bầu không khí trong phòng họp khá là nghiêm túc. Diệp Chi Chu vừa nhận chức vụ mới vẫn có thể khống chế được. Tinh, tiếng thông báo vang lên, Diệp Chi Chu vội xem tin nhắn trả lời tổng giám đốc Bùi. Chỉ có ba chữ đơn giản, kệ bọn họ. Vậy, vậy luôn. Diệp Chi Chu hơi sững sờ. Vương Hiểu Tân ngồi bên cạnh nhích lại gần, ân cần hỏi thăm, tổng giám đốc Bùi trả lời rồi sao? Diệp Chi Chu đưa màn hình điện thoại về phía Vương Hiểu Tân, chỉ ba chữ. Anh Vương, người xem cái này. Diệp Chi Chu hơi mù mờ. Theo lý thuyết, chuyện tổng giám đốc Bùi dặn dò, chắc chắn là phải chấp hành 100% nhưng hoàn toàn không quan tâm đến người chơi giàu có này, thế chẳng phải tự tìm đường chết sao. Trong thể loại game quốc chiến như chiến ca nhiệt huyết, tổng tiền nạp của người chơi nhà giàu lên đến 80% tổng tiền nạp tất cả người chơi, vứt bỏ người chơi nhà giàu chẳng khác gì vứt bỏ 80% thu nhập của bản thân. Đây không phải anh hùng chặt cổ tay gì cả, đây là tự sát. Cũng bởi vì nguyên nhân này, trong cuộc họp mọi người thảo luận rất lâu nhưng mãi vẫn không tìm được cách giải quyết nào vẹn cả đôi đường. Các giảm điểm thanh toán, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người chơi nhà giàu mà người chơi nhà giàu không vui thu nhập game sẽ tụt nói cách khác không cần biết phân tích thế nào cách làm của tổng giám đốc bùi sẽ dẫn đến việc thu nhập của game tụt dốc khiến hai tựa game đã flop càng thêm flop thật sự không còn cách nào khác nên diệp chi chu mới quyết định hỏi ý kiến của tổng giám đốc bùi kết quả tổng giám đốc bùi trả lời ba chữ này cách giải quyết cuối cùng chính là không giải quyết để mấy người chơi nhà giàu này tự sinh tự diệt cách làm này dứt khoát thật vương hiểu tân vốn đang cao chặt mày bất chờ dần thả lòng quả nhiên tổng giám đốc bùi có khí phách lắm bội phục trong ba chữ này ẩn chứa trí tuệ tuyệt tình vương hiểu tân cảm thán từ tận đáy lòng dù diệp chi chu chẳng hiểu gì nhưng biết rất lợi hại quả nhiên nhà có lão làng như có bảo bối bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim chuyện thâm sâu thế này chỉ có nhà thiết kế thâm niên dồi dào kinh nghiệm như vương hiểu tân mới hiểu được thôi vương hiểu tân háng giọng nói với mọi người đừng thảo luận vấn đề này nữa tổng giám đốc bùi đã đưa ra cách giải quyết là kệ bọn họ rồi nói cách khác chúng ta không cần quan tâm đến sự ảnh hưởng của việc thay đổi này đối với người giàu sau khi phiên bản mới lên sàn dữ liệu của đám người giàu ở máy chủ cũ sẽ không thay đổi vẫn có lực chiến như trước nhưng sau này sẽ chặn hết các cổng nạp bọn họ không thể tăng lực chiến bằng việc đập tiền nữa mà người chơi ở máy chủ mới thì cùng đứng ở vạch xuất phát dựa vào quy tắc phiên bản mới của chúng ta mọi người đưa mắt nhìn nhau chỉ thế này vậy chẳng phải không giải quyết vấn đề sao người giàu không chơi không đập tiền làm sao bây giờ vương hiểu tân cười thản nhiên tổng giám đốc Bùi đã giải đáp vấn đề này giúp chúng ta rồi. Các giảm điểm thanh toán sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người chơi nhà giàu, điều này là chắc chắn rồi, chúng ta cố gắng muốn tìm phương án giải quyết, nhưng chuyện thế này vốn không có cách giải quyết. Đây giống như một lần cái cách triệt để, đánh nhà giàu chia đất còn cần suy nghĩ cho cảm nhận của nhà giàu sao, không cần thiết phải thế. Ý của tổng giám đốc Bùi rất rõ ràng, để bọn họ tự sinh tự diệt. Chuyện mà chúng ta xoắn suýt rất lâu, tổng giám đốc Bùi vừa ra tay đã giải quyết hoàn toàn, đây là lệch về trình độ. Mọi người sững sờ, giống như một nút thắt bị một dao chặt đứt vấn đề trông có vẻ không thể giải quyết nhưng lại được tổng giám đốc bùi giải quyết nhẹ nhàng như vậy chỉ là nói thì dễ nhưng làm rất khó ai có thể dứt khoát thế này thẳng thường cắt đứt 80% phần trăm nguồn thu nhập của mình tổng giám đốc bùi thì có thể nghĩ đến đây mọi người không khỏi kính phục tổng giám đốc bùi hơn có bỏ có được không hề do dự quả nhiên đây mới là cảnh giới bậc thầy chân chính diệp chi chu cũng cảm thán hắn gõ bàn nói được vấn đề cuối cùng cũng đã giải quyết rồi chúng ta chính thức làm việc thôi nhất định phải thực hiện cách nghĩ của tổng giám đốc Bùi đến cùng để hai game này có thể hồi sinh từ chỗ chết. Buổi tối, quán cà phê internet Net Phi chính, hai người Mã Dương và Trương Nguyên ngồi chỗ cạnh cửa sổ, vừa uống chút rượu vừa nhìn dòng khách thưa thớt, luôn cảm thấy bầu không khí này hơi đau buồn. Vẫn chẳng có khách khứa gì. Bây giờ đã có hai quán cà phê internet Net Phi đang tu sửa, chắc sẽ nhanh chóng đưa vào kinh doanh chính thức. Mà quán cà phê internet Net Phi chính vẫn trong tình trạng lỗ bền vững, doanh số đã gần như ổn định, thậm chí nhiều khách quen còn quen biết với nhân viên nhưng tính kiểu gì thì mấy người này cũng không thể trèo chống được chi phí hoạt động của quán cà phê Internet Netfi. Mã Dương và Trương Nguyên, một người là giám đốc của quán cà phê Internet Netfi, một người là giám đốc khu vực của quán cà phê Internet Netfi tại Kinh Châu, bây giờ đang nâng ly trong sầu lo. Trương Nguyên uống cạn ly rượu trước mặt, ta đi hát hai bài nữa. Mã Dương giơ tay ngăn hắn lại, thôi, hát cũng chẳng có ai nghe. Tính luôn hai người họ, tất cả chỉ có tám người ngồi uống rượu. Trương Nguyên vẫn đứng dậy, không sao, gào vài hơi thôi, giải sầu tí. Trương Nguyên lên sân khấu, sáng vẻ vẫn giống trước đây, kể thử guitar, nghĩ xem hôm nay nên hát gì. Về phần người uống rượu bên dưới, họ vốn đều là khách quen cả nên cũng không ngạc nhiên lắm. Hơn nữa, quán cà phê internet nào mà không có ca sĩ cố định chứ? Đây cũng chẳng phải chuyện mới lạ gì. Lúc quán cà phê internet Net Phi vừa khai trương, tối nào Trương Nguyên cũng bỏ công hát, nhưng không có tác dụng gì. Mặc dù cũng khiến độ hot tăng lên chút đỉnh thật, nhưng tăng cũng có giới hạn thôi. Dần già, hắn hát ngày càng ít. Hôm nay có tác dụng của rượu nên mới có hứng lên sân khấu. Trương Nguyên cũng không nói mấy câu xã giao gì, sau khi chỉnh nhạc cụ xong thì bắt đầu hát. Tuy không thể nói là giọng tựa thiên nhiên, nhưng cũng xem là hay, dù sao thì cũng là ca sĩ cố định của quán ba, giọng hát chắc chắn không tồi. Giọng hát trầm khản khoan thay truyền ra. Trước kia Trương Nguyên cũng từng thử hát thể loại dữ dội như rock and roll, nhưng nhanh chóng phát hiện ra, nó vốn không hợp với hoàn cảnh, không cháy chút nào. Cho nên sau này hắn toàn hát bài tương đối chậm hoặc dân ca gì đó. Ít nhất như vậy sẽ không quá gượng gạo mã dương vừa uống rượu vừa nghe trương nguyên hát có cảm giác như thả hồn vào trời cao đột nhiên hắn để ý thấy hình như ngoài vách kính thủy tinh có một bóng người lờ mờ đang do dự trước cửa bây giờ đã tối rồi đèn trong quán cà phê internet sáng hơn bên ngoài bên ngoài có thể thấy rõ cảnh bên trong nhưng bên trong không thấy rõ bên ngoài lắm nhưng thật sự có thể thấy được có người đang trần trừ ở cửa có khách mới đến hơn nữa còn đang do dự điều này chứng tỏ có thể tranh thủ một chút mã dương lập tức có tinh thần Tuy bây giờ hắn đã là giám đốc khu vực của quán cà phê Internet Net Phi tại Kinh Châu, nhưng ai nói giám đốc thì không thể kéo khách chứ. Giám đốc như Mã Dương chẳng hề ra vẻ kiêu ngạo chút nào. Mã Dương mở cửa quán, lộ ra vẻ mặt vô cùng hòa nhã, bạn nhỏ, đến chơi à. Rõ ràng bạn nhỏ đứng trước cửa bị dọa hú hồn chim én, vốn vẫn đang do dự ở cửa, kết quả không chú ý thấy cửa mở, gương mặt dài to kia xuất hiện. Bạn nhỏ hơi ngại ngùng cúi đầu, ta, ta không đến để lên mạng. Không sao, vào uống rượu cũng được, Mã Dương vẫn nhiệt tình, hắn đánh giá tỉ mỉ bạn nhỏ này trông có vẻ không đẹp lắm tóc tai rối bù quần áo trên người cũng hơi cũ kỹ nhưng cũng coi như sạch sẽ chỉnh tề bạn nhỏ cào cào tóc rối bời ta ta muốn hỏi thử ở đây còn tuyển ca sĩ cố định không mã dương hơi thất vọng bọn ta không thiếu nhân viên thiếu khách hàng thôi không có khách người hát hay cũng có được gì thấy gương mặt to dài của mã dương suy sụp với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường bạn nhỏ vội nói ta cảm thấy ta hát hay hơn người kia cho nên mới muốn thử mã dương nghĩ nghĩ hình như cũng được. bây giờ trương nguyên cũng là giám đốc của quán cà phê internet netfi, sao có thể mỗi ngày lên sân khấu hát được? tuyển ca sĩ cố định cũng không tồi. được, người tên gì? trần lũy. nào, vào đi. mã dương dẫn trần lũy vào trong quán cà phê internet netfi, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. đợi một lúc, trương nguyên hát xong một bài, xuống sân khấu nghỉ ngơi. mã dương chỉ vào sân khấu, đi đi, đừng căng thẳng. vốn dĩ mã dương cũng không có khiếu âm nhạc gì, không nghe ra được hay dở nghĩ rằng chỉ cần bạn nhỏ này hát ổn, có thể miễn cưỡng nhận việc của Trương Nguyên là được rồi. Trương Nguyên rót ly nước uống, vừa ngoái lại thì phát hiện chỗ của mình trên sân khấu bị người ta chiếm rồi. Một bạn nhỏ chưa từng gặp đang gầy guitar trên sân khấu, có vẻ là đang chuẩn bị hát. Trương Nguyên ngơ ngác ngồi xuống bên cạnh Mã Dương, anh Mã, ai đây? Tên Trần Lũy, đến ứng tuyển làm ca sĩ cố định, ta nghĩ, nếu hắn hát được thì để hắn lên sân khấu hát, sau này ngươi nghỉ ngơi nhiều hơn. Mã Dương quan tâm nói, dù sao thì ngươi cũng bộn bề công việc, bây giờ đã tuyển được ba ten đều mới rồi tuyển thêm ca sĩ cố định nữa người chỉ cần tập trung vào vận hành quán cà phê internet là được rồi trương nguyên rất muốn nói thật ra cả ngày hắn chẳng có việc gì để làm nhưng nghe mã dương nói vậy cũng hơi cảm động ai không đúng chúng ta chưa tuyển ca sĩ cố định mà trương nguyên vừa định hỏi vấn đề này một giọng hát trong trẻo pha chút khàn khàn vang lên trong quán cà phê internet mùa xuân hoa nở gió thoảng mùa thu mặt trời lặn ngày đông trương nguyên sững sờ còn hát nhà xưa nữa mức phổ biến của bài này rất cao gần như tất cả mọi người đều từng nghe rồi. Mà lúc Trần Lũy cất tiếng hát, dường như người đang uống rượu đều nhìn lên sân khấu. Như có một dòng nước trong từ sân khấu đổ xuống vây lấy mỗi người. Trương Nguyên cũng thoáng dưỡng sở, vô thức khẽ ngầm nga theo. Mã Dương uống rượu, khẽ nói, hình như không hay như người hát. Trương Nguyên hơi bất đắc dĩ liếc sang hắn, anh Mã, hắn hát hay hơn ta nhiều. Vậy à, Mã Dương hơi bất ngờ, giọng hắn cao cũng không cao tới, thấp cũng không thấp tới, hay chỗ nào. Trương Nguyên cảm thấy mình nói như nước đổ đầu vịt, nhưng nghĩ dù gì lão mã cũng là cấp trên của mình nên vẫn giữ nụ cười, giọng hát hay là có thể chạm đến đáy lòng con người. để giọng này của hắn hát dân ca, mẹ nó thật sự như thể được ông trời ban cơm vậy, khen tị không được, không tin ngươi nhìn phản ứng của mọi người đi. mã dương nhìn mọi người trong quán, trước đó lúc trương nguyên hát, mọi người nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện thì nói chuyện, mặc dù đang nghe nhưng rõ ràng chỉ coi là nhạc nền bình thường. nhưng sau khi trần lũy lên sân khấu biểu diễn, tất cả mọi người đều như thể đóng băng, tất cả đều cầm ly rượu lên lặng lẽ uống, không ai nói gì cũng không ai tán chuyện còn có mấy người ngần ngơ nhìn trần lũy trên sân khấu không biết bị giọng hát khơi gợi ký ức nào trương nguyên cảm thán anh dương rốt cuộc ngươi gặp hạt giống tốt này ở đâu vậy mã dương im lặng chốc lát tự hắn tìm đến cửa trương nguyên thế chuyện này cũng hơi trùng hợp không trùng hợp lắm mã dương nói hắn nói hắn đứng bên ngoài nghe ngươi hát cảm thấy chắc chắn hát hay hơn ngươi vậy mới gom hết can đảm đi vào ta thấy công lao này vẫn là thuộc về ngươi trương nguyên anh mã ta đổi ý đừng tuyển hắn nữa được không không được một tuần sau, thứ ba, ngày 18 tháng 5, game Thương Dương thay đổi phiên bản sơ lược đã hoàn thành, nhưng từ đầu chí cuối Diệp Chi Chu vẫn không thể đưa ra quyết định cập nhật thêm. Vừa nghĩ đến việc mình ra lệnh một tiếng, vận mệnh của Game Thương Dương sẽ sang trang từ đây, đi về một nơi xa chưa rõ, tay Diệp Chi Chu lại hơi run. Đã một tuần trôi qua sau cuộc họp lần trước, thứ nên thay đổi đã đổi ổn thỏa rồi. Dựa vào lời dặn của tổng giám đốc Bùi, điểm thanh toán của hai game đạo sĩ Phong Lưu và Chiến Ca Nhiệt Huyết đã bị cắt giảm hầu hết, chỉ còn lại một điểm thanh toán duy nhất. Đạo sĩ Phong Lưu là game mô phỏng nuôi dưỡng, giữa những người chơi vốn không có tranh giành gì nên khá dễ thay đổi, chỉ giữ lại điểm thanh toán là thẻ tăng tốc cơ bản nhất. Dù sao thì game này có thể sập bất cứ lúc nào, sớm đã không còn là trọng điểm của công việc nữa. Trọng điểm là chiến ca nhiệt huyết. Nghĩ tư nghĩ lui, Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân quyết định điểm thanh toán duy nhất được giữ lại của game này là thuốc thể lực. Giá mua thuốc thể lực tăng lên, mỗi người được tiêu phí tối đa 100 nguyên bảo, tức là 10 đồng mỗi ngày. Để hoàn thành mục tiêu chỉ giữ lại một điểm thanh toán, Vương Hiểu Tân gần như làm lại toàn bộ hệ thống trị số của game một lượt, kế hoạch khác cũng phối hợp với thay đổi kiểu này, phát triển một vài tính năng hệ thống thay thế, ví dụ như hệ thống trời chọn diệp chi chu từng đề xuất. Sau khi đổi xong, bề ngoài vẫn vậy, nhưng cốt lõi của game đã khác hẳn. Vương Hiểu Tân đến ngồi cạnh Diệp Chi Chu, còn vấn đề gì không? Diệp Chi Chu lắc đầu, không có vấn đề gì, có điều, không yên tâm lắm. Thay đổi quá lớn, hơn nữa cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thành công nào từ game khác để tham khảo, toàn là ý tưởng ta vắt óc nghĩ ra. Không biết hậu quả thế nào, trong lòng hoàn toàn không chắc chắn. trước đây mỗi lần game thương dương mở họp, nếu cô có kế hoạch đưa ra ý tưởng mới, lão lưu luôn hỏi có kinh nghiệm thành công từ game khác không. nếu như không có, quá nửa là ý tưởng này sẽ bị gạt bỏ. diệp chi chu ít nhiều gì cũng đã quen với cách suy xét vấn đề kiểu vậy, cho nên trong lòng mới không chắc chắn như vậy. anh vương, ngươi có kinh nghiệm phong phú, ngươi cảm thấy có thể thành công không? vương hiểu tân khẽ thở dài, nói lời hàm ý sâu xa. tiểu diệp, bây giờ ngươi là giám đốc kế hoạch rồi những chuyện thế này ngươi phải tự quyết không thể hỏi người khác chuyện này thành công cũng tốt không thành công cũng không sao vẻ vang là ngươi trách nhiệm cũng là ngươi làm giám đốc kế hoạch phải gánh vác được những việc này ngươi nhớ người chế tác trò chơi không thật ra ý kiến của người khác đều giống như lời dẫn trong đó ngoài việc làm phiền đến ngươi thì không có tác dụng gì lớn diệp chi chu gật đầu khẽ thở dài đúng vậy bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim game người chế tác trò chơi này diệp chi chu qua ải mấy lần rồi đã thuộc lầu lầu rất nhiều lựa chọn và kết cục. Trong game, người có thể hoàn toàn không để ý đến lời dẫn, cả quá trình đều chọn ra đáp án chính xác. Nhưng trong thực tế, mặc dù hiểu rất nhiều đạo lý, nhưng vẫn không thể tự tin thoải mái như thế. Vương Hiểu Tân đứng dậy, bổ sung thêm một câu, mông lung cũng bình thường thôi, người chỉ cần nhớ mình đang hoàn thành lời dặn dò của Tổng Giám Đốc Bùi là được rồi. Mắt Diệp Chi Chu sáng lên. Đúng rồi, dù nói gì thì đây là nhiệm vụ Tổng Giám Đốc Bùi giao cho. Quan tâm thành công hay thất bại làm chi, chẳng phải chỉ cần làm theo dặn dò của tổng giám đốc bùi là được rồi sao nghĩ đến đây diệp chi chu không do dự nữa kiểm tra phiên bản mới lần cuối sau đó gửi tin nhắn vào nhóm cập nhật phiên bản đi vài tiếng sau chiến ca nhiệt huyết trở thành phong trò chuyện online quy mô lớn mỗi máy chủ đều có tốc lớn người chơi tụ lại ở quảng trường lớn của chủ thành thảo luận thông báo cập nhật mới nhất vừa đăng từ khi phát hành đến giờ chiến ca nhiệt huyết đã cập nhật mấy chục phiên bản rồi trước mỗi lần cập nhật đều đăng thông báo cập nhật nhưng chưa từng có lần nào dẫn đến thảo luận sôi nổi thế này người chơi không thèm chiến đấu không thèm thăng cấp tất cả đều đang thảo luận chuyện phiên bản mới đại lão nào giải thích giúp xem rốt cuộc mấy thứ viết trên thông báo có ý gì sau này cửa hàng chỉ để lại thuốc thể lực cơ bản nhất thôi sao những thứ khác đều không bán nữa hả nghe nói mấy thứ khác đều là tặng tặng cả à game này sắp sập rồi sao đây là niềm vui to lớn cuối cùng chăng lần trước bán thanh đao với giá 888 kia đã khiến cho bao nhiêu người nghỉ game rồi phòng trừng sập cũng là chuyện sớm muộn thôi ai có thể chơi thêm một ngày thì chơi một ngày vậy cảm thấy không đúng lắm chẳng phải nên tranh thủ kiếm thêm một mớ trước khi sập sao tặng không mấy thứ tốt trước đây làm gì xoắn não đuổi người chơi nhà giàu trước à muốn tiêu tiền vẫn có thể tiêu thuốc thể lực có thể mua đi mua lại mỗi ngày giới hạn mua được mười cái càng mua càng đắt nếu mỗi ngày mua hết cũng có thể tiêu được một trăm nguyên bảo đừng ổn nữa một trăm nguyên bảo mười đồng thôi đừng nói với nhà giàu đối với người chơi kinh tế ít ỏi như ta cũng không tính là gì ta chẳng thể hiểu nổi hoạt động chính thức này hội trưởng của bọn ta đã đi đập tiền rồi hắn nói phải nhanh chóng đập tiền trước khi cập nhật phiên bản mới mua hết mấy đạo cụ có thể mua bằng không sau này dừng bán thì không mua được nữa rồi muộn rồi đã cập nhật xong tất cả cổng nạp đã đóng rồi muốn đập tiền cũng không đập được đỉnh game này làm ta nhớ đến quỷ tướng ta có một câu hỏi với cách làm kiểu này có phải mở máy chủ mới thì mọi người đều bắt đầu từ con số không hay không mỗi ngày tiêu 10 đồng là có thể tăng lực chiến nếu dựa vào những gì viết trên thông báo thì đúng vậy đấy không đúng thế đánh quốc chiến kiểu gì mọi người đều có lực chiến như nhau thì sao xe bên nào đông người hơn à? Không, hình như là làm hệ thống trời chọn gì đó, sẽ dựa vào số người và tình hình để cân bằng thực lực hai bên, còn ngẫu nhiên chọn người chơi sắm vài cấp cao tham gia chiến đấu. Ý là nếu ta được chọn, vậy cũng có thể biết được cảm giác sung sướng khi một đánh mười trong quốc chiến à? Thế máy chủ cũ còn chơi mẹ gì nữa? Bán ơ cao bán ơ cao, bán đổ bán tháo, ta đi máy chủ mới. Từ lúc hệ thống đang thông báo, mãi đến khi cập nhật phiên bản, cuộc thảo luận của người chơi chưa hề dừng lại diễn đàn chính thức vốn dày đặc không khí tiêu điều bỗng dưng xuất hiện cả đống bài viết mới thảo luận sôi nổi mất trời diệp chi chu biết chắc chắn người chơi không thể nào nhanh chóng hiểu được thay đổi của phiên bản mới xuất hiện thảo luận quy mô lớn thế này cũng bình thường có người thảo luận là chuyện tốt sợ là sợ cập nhật phiên bản mà người chơi vẫn thở ơ thế mới là sắp sập thật diệp chi chu tạo một ơ cao phụ lặng lẽ chú ý phản ứng của người chơi bất ngờ là người chơi không phản đối dữ dội vốn nghĩ mấy tên nhà giàu kia sẽ mắng bù đầu nhưng sau khi vào game mới phát hiện mấy tin không hài lòng đều bị quét đi nhanh chóng, không ảnh hưởng gì. Mọi người đều đang thảo luận thay đổi lần này ảnh hưởng gì đến chiến quốc, hơn nữa vấn đề được thảo luận nhiều nhất là bao giờ mở máy chủ mới. Đều đang mong mở máy chủ mới, sao mọi người máu vậy? Diệp Chi Chu nhìn về phía Vương Hiểu Tân, anh Vương, chi bằng chúng ta mở máy chủ mới thử xem. Vương Hiểu Tân sững sờ, mở máy chủ mới. Chuyện mở không có gì phiền phức, vấn đề duy nhất là có người chơi sang chơi không. Chiến ca nhiệt huyết ngày càng xa suốt, không có tiền tuyên truyền quảng bá, cũng không có mặt trên bất kỳ bảng xếp hạng nào, đã chẳng có người chơi mới vào chơi. Bây giờ toàn là người chơi cũ chơi từ rất lâu trước đó vẫn còn kiên trì, có thể nói là mặc gió mặc mưa, không rời không bỏ. Mấy người này đều có ơ cao ở máy chủ cũ, tiêu tốn rất nhiều thời gian tiền bạc ở máy chủ cũ, dù mở máy chủ mới cũng có ai sang chơi đâu. Có điều Vương Hiểu Tân vẫn giơ tay ra dấu ok, không thành vấn đề, xong nhanh thôi. Game cũng sắp sập rồi, mở máy chủ mới hay không cũng chẳng khác gì nhau. Diệp Chi Chu tạo ngay một ơ cao phụ vào máy chủ mới, sau đó im lặng chờ đợi chưa đến mấy phút kênh thế giới của máy chủ mới bỗng dưng sôi động hẳn mở máy chủ mới thật này a a a không giành được sofa thật khó chịu có công hội không các đồng chí nhìn sang đây công hội bọn ta phát triển hài hòa đoàn kết nhiệt huyết đại gia dẫn đội bách chiến bách thắng chuyên cứu mang các cụ bà cụ ông té ngã chào mừng ngươi tham gia đưa các cụ sang đường với bọn ta Lầu trên copy lại bài quảng cáo hả bây giờ đâu còn đại gia chơi game dẫn đội kiểu gì sao không còn đại gia đại gia của hội bọn ta nói rồi và công hội thì tất cả mọi người đều được bao thuốc thể lực mỗi ngày. Vãi, mau thêm ta. Kinh thế giới nhảy hết tin này đến tin khác, thậm chí Diệp Chi Chu sắp xem không kịp. Game của chúng ta, vẫn còn nhiều người chơi vậy sao? Diệp Chi Chu dững sờ, vì hắn thấy yêu cầu mở máy chủ mới trong kênh thế giới khá nhiều nên tùy tiện mở máy chủ mới thử xem. Nào ngờ có nhiều người chơi chạy đến máy chủ mới chơi thật. Bọn họ làm gì vậy, không cần ơ cao cũ nữa sao? Diệp Chi Chu cảm thấy chuyện này hơi ảo ma, lâu rồi chưa thấy hot như thế này. Trước kia chiến ca nhiệt huyết cũng thường mở máy chủ mới, Mở máy chủ kiểu cuốn chiếu là một trong những thủ đoạn thường dùng để marketing cho những game nạp tiền. Nhưng chưa lần nào máy chủ mới hot như hôm nay. Diệp Chi Chu vừa luyện cấp vừa suy xét tìm một công hội vào nằm vùng, thu thập ý kiến người chơi về phiên bản mới. Kết quả chơi tới chơi lui chơi tới lác, trên màn hình luôn hiển thị đang trong quá trình đọc tài nguyên, hình ảnh cũng lát thành mo dây x, tranh khảm. Có điều lác thế này ổn nhanh thôi, game lại trở nên mượt như cũ. Diệp Chi Chu vừa định hỏi chuyện gì xảy ra thì thấy Vương Hiểu Tân bên kia gào lên, vãi, tự nhiên người chơi lốt máy chủ mới giữ vậy máy chủ mới đầy rồi diệp chi chu vội mở trình quản lý kiểm tra thử những máy chủ cũ vốn đang hoạt động sôi nổi độ hot đều giảm mạnh cơ bản là chẳng có ai mà độ hot của máy chủ mới mở tự dưng tăng vọt đầy người người chơi mới sang không vào được chỉ có thể đứng xếp hàng ở ngoài diệp chi chu khiếp sợ rồi vì từ lúc hắn đến game thương dương đến nay chưa thấy tình huống xếp hàng vào máy chủ bao giờ bây giờ hắn hiểu rồi mấy người chơi khiến máy chủ mới đầy này đều là từ máy chủ cũ chạy sang vốn dĩ người chơi giải rác khắp mấy chục máy chủ nên mỗi máy chủ đều vắng vẻ nhưng bây giờ người chơi còn hoạt động đang chen chúc vào máy chủ mới cả đám bù lại một chỗ đương nhiên sẽ sôi nổi hơn nhiều diệp chi chu vội nói anh vương mau mở thêm máy chủ mới nữa vương hiểu tân thao tác chuột rất nhanh làm ngay đây bây giờ sau khi máy chủ mới nhất đầy sẽ tự động mở thêm một máy chủ mới kế tiếp hắn khẽ lầu bầu một câu ảo ma thật sao người chơi máu sang máy chủ mới vậy chẳng lẽ thay đổi của chúng ta có hiệu quả thật rồi hiệu quả nhanh chóng vậy sao tất cả mọi người trong tổ thiết kế đều phấn khởi có nhiều người lâu rồi không chơi chiến ca nhiệt huyết lần này cũng phá lệ đăng ký một ơ cao phụ mọi người chia ra ở các máy chủ khác nhau dễ dàng quan sát tình hình các máy chủ khác nhau tốt nhất là vào một công hội lớn lèn vào group chat của bọn họ xem thử người chơi giàu có và người chơi bình thường có phản hồi thế nào về lần cập nhật phiên bản này diệp chi chu rất phấn khích nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người trong tổ thiết kế ẩn danh tiến vào mỗi một máy chủ mới quan sát phản hồi của người chơi về phiên bản mới này lúc lão lưu làm giám đốc kế hoạch chưa bao giờ làm chuyện này vì hắn thấy không có ý nghĩa gì cả xem số liệu của game thay đổi thế nào là được lèn vào đám người chơi thu thập ý kiến có tác dụng gì nhưng diệp chi chu không nghĩ vậy hắn vẫn luôn cảm thấy người lập kế hoạch phải chơi game mình tự làm ra phải bước vào trong nhóm người chơi lấy được phản hồi chân thật nhất nếu bản thân nhà thiết kế không thích game của mình thì sao người chơi thích nổi chơi chưa được mấy phút đã có người mời diệp chi chu vào công hội sau đó lại mời hắn vào group chat vừa vào nhóm đã bị các kiểu tin tức oanh tạc màn hình mau đến kênh thế giới spam tuyển người đi hôm nay phải lên cấp 20, công hội chúng ta phải chuẩn bị quốc chiến thật sớm. Mọi người có bạn cũ trước đó bỏ game không? Tranh thủ thời gian kéo về đi. Ta vào nhóm trước hỏi thử, kéo về được 10 người, toàn là người chơi cũ, lão làng. Diệp Chi Chu không để ý một chút thôi mà tin nhắn trong group chat đã thành 99 rồi, căn bản không xem kịp. Điều khiến Diệp Chi Chu cảm thấy khiếp sợ hơn là nhóm người này lại tự động kéo mấy người chơi cũ đã bỏ game sang chơi ở mái chủ mới. Diệp Chi Chu chưa từng thấy sự nhiệt tình thế này trên người người chơi bao giờ, dù là lúc hắn vừa vào game thương dương, chiến ca nhiệt huyết vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao cũng chưa từng thấy diệp chi chu lại xem bài viết trên diễn đàn còn nhớ lúc trước lão lưu tung ra vũ khí 888 không diễn đàn suýt nữa tung trời người chơi bóc phốt mắng chửi mấy trăm lượt trong bài thông báo cập nhật hai ba tuần sau tiếp tục đào lên hoàn toàn không có ý dừng lại sau này người chơi bỏ đi độ hot của diễn đàn tiếp tục giảm xuống nhưng bên trong chủ yếu vẫn là mắng chửi kết quả bây giờ cập nhật phiên bản toàn bộ diễn đàn đột nhiên đổi phong cách trước kia mỗi ngày đều có bài mắng kế hoạch chó chết bây giờ không thấy nữa người chơi đều thảo luận vấn đề xây dựng công hội chuẩn bị quốc chiến trong game này diệp chi chu không thể tin nổi nhìn mấy bài viết trên diễn đàn và group chat của người chơi nghĩ xem rốt cuộc những điều này xảy ra ra thế nào chẳng lẽ đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết diệp chi chu dần hiểu ra rồi vốn dĩ chiến ca nhiệt huyết đã là đầm nước đọng hai người lão lưu và đỗ duệ kiệt vì doanh thu mà ép cạn đến giọt máu cuối cùng game đã nguy kịch lắm rồi mâu thuẫn giữa người chơi và tổ thiết kế người chơi giàu có và người chơi bình thường đã đạt đến đỉnh điểm không thể điều hòa, vì hút máu dữ quá, rất nhiều người chơi bình thường bỏ chạy, tổ chức hoạt động trong game cũng không vực dậy được, người giàu đập tiền cũng chẳng ai chơi với hắn, ngày càng thấy tiền mình tiêu chẳng có giá trị gì, thế là người chơi bình thường đã chạy, người chơi giàu có cũng chạy, chỉ còn lại số ít người chơi cũ vẫn kiên trì, game liên tục xuống dốc, nhưng bây giờ hầu hết những điểm thanh toán đã bị cắt giảm, chỉ để lại thuốc thể lực cơ bản nhất. Thay đổi không dễ thấy lại khiến môi trường game thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đối với người chơi bình thường, game không nạp chơi mới đã mấy thứ tốt vốn phải đập tiền mới có điều được tặng không? Mình ở mái chủ mới cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác sung sướng một cân 10 trong quốc chiến của người chơi giàu có. Quả thật đây chính là hạ giá sâu nhất, đương nhiên chẳng hề do dựng sang mái chủ mới chơi. Thật sự có không ít người giàu quay xe, nhưng giống như Bùi Khiêm nói, kệ bọn họ. Huống chi, cũng không phải người giàu đều chạy hết, vẫn còn một phần ở lại. Như vậy, tuy thu nhập giảm 7-80%, nhưng mấy người chơi ở lại đều hoàn toàn quên chuyện không vui trước đó, bùng lên nhiệt huyết với game lần nữa. Diệp Chi Chu hiểu rồi. Quả nhiên tổng giám đốc Bùi đã thấy được vấn đề của chiến ca nhiệt huyết, biết rằng chỉ đơn giản là đưa ra cách chơi mới hay đổi đồ họa đều không giải quyết được gì, cho nên mới cắt giảm hầu hết điểm thanh toán. Đây là tráng sĩ chặt cổ tay, cắt giảm doanh thu, cứu vớt danh tiếng, đây là cách duy nhất cứu chiến ca nhiệt huyết. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Vấn đề trông có vẻ không thể giải quyết đã được tổng giám đốc Bùi xoay chuyển trong một thao tác. Trong lòng Diệp Chi Chu không khỏi kính phục tổng giám đốc Bùi hơn. Đương nhiên trong lòng hắn rõ đây chỉ là bước đầu mà thôi. Tuy đây là động tác cứu vãn danh tiếng của game, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn, game này không kiếm được tiền. Nếu không có người giàu đập tiền, doanh thu giảm ít nhất 80%. Vốn dĩ doanh thu tháng của chiến ca nhiệt huyết chỉ có 3-400 nghìn, làm thế này thì doanh thu tháng không biết lên nổi 80 nghìn không. Hơn nữa, sau này không thể mở điểm thanh toán mới nào, nếu không dư luận của người chơi sẽ cắn ngược lại ngay, thế thì sập chắc, tổng giám đốc bùi cũng khó cứu được. Diệp Chi Chu cảm thấy, bây giờ giống như bán đồ bán tháo vậy, Độ hot thì tăng lên rồi, nhưng cứ đốt tiền mà không có lợi nhuận như vậy cũng không phải cách. Thôi, không cần nghĩ đến mấy điều này. Vấn đề ta có thể nghĩ đến, Tổng Giám Đốc Bùi không nghĩ đến chắc. Chắc chắn mấy điều này đều nằm trong kế hoạch của Tổng Giám Đốc Bùi, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi là được rồi. Diệp Chi Chu đột nhiên cảm thấy tự tin với bản thân, với tiền đồ của game thương dương đến lạ. Trạng vạng tối, quán cà phê Internet net Quán cà phê Internet vốn hơi vắng người, bỗng nhiên có không ít khách tới đây rất nhiều người trẻ tuổi túm năm tụm ba đi vào trong quán cà phê internet, còn có người ở bên ngoài liên tục quan sát, xác nhận đúng địa điểm mới đẩy cửa đi vào. Người chắc chắn là chỗ này, sao đến cả bảng hiệu cũng không có. Không sai, chính là chỗ này. Vậy bên này xếp một dàn máy tính để làm gì? Đây không chỉ là quán ba mà còn có thể lên mạng. Còn có thể lên mạng, muốn lên mạng thì mắc gì ta không đến quán net, ta đến đây để uống rượu mà. Cũng có thể uống rượu, hơn nữa rượu ở đây còn ngon hơn mấy quán ba bình thường cơ, chủ yếu là đến để nghe hát, nghe hát thật sự nghe hay như vậy sao? Dù sao cũng không giống với ca sĩ ở mấy quán bà khác, người nghe đi rồi biết. Ở cửa, mấy người trẻ tuổi đẩy cửa đi vào. Nhân viên phục vụ lập tức tươi cười dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, sau khi đưa khăn lau tay thì lại phép hỏi có muốn gọi rượu gì không. Sôi nổi nhất trong đám người này là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, chờ sau khi tất cả mọi người đều đã gọi rượu xong, nàng bắt đầu vô cùng phấn khích chia sẻ với mọi người rốt cuộc sao mình lại phát hiện ra địa điểm kho báu này. Các người biết sao ta phát hiện ra chỗ này không? Thật ra trước đó ta cũng từng đi qua nơi này, nhưng nhìn menu ở bên ngoài, phát hiện đồ bán đều rất đắt, bên trong cũng yên tĩnh vắng vẻ không có mấy người, vì vậy không đi vào. Kết quả tuần trước lại ngẫu nhiên đi ngang qua, vậy mà nghe thấy có người đang hát. Lúc đó ta vừa tan làm, đứng ngoài cửa nghe một lúc rồi đi vào, gọi ly rượu, rồi cứ nghe thẳng đến lúc tối tan cuộc. Thật sự rất dễ nghe, hơn nữa không phải là kiểu phong cách rất ồn ào náo động, mà là cảm giác rất êm dịu, rất thản nhiên, lại mang theo một chút yêu sầu, cộng thêm uống ly rượu, đặc biệt có cảm giác hơn nữa sau khi đến đây mấy lần ta mới phát hiện mặc dù nơi này đắt nhưng phục vụ rất tốt nhân viên phục vụ quả thật rất chu đáo tỉ mỉ thậm chí người không cần phải gọi chỉ cần liếc mắt nhìn hắn hắn sẽ lập tức qua đây thật sự rất thoải mái có người nói chen vào thật hay giả vậy chẳng lẽ nhân viên phục vụ có thuật đọc tâm à cô gái trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn đương nhiên không phải thuật đọc tâm điều này chứng minh nhân viên phục vụ người ta rất tận tâm với công việc luôn luôn chú ý tới khách hàng có thể tự động tác cơ thể rất nhỏ của khách hàng mà hiểu được hắn đang cần giúp đỡ lập tức đến đó hơn nữa nhân viên phục vụ ở đây không nói một câu vô nghĩa nào, cũng không đẩy mạnh tiêu thụ rượu hay mời người làm thẻ, rất lịch sự. Về sau đến cả buổi sáng ta cũng đến đây, gọi một ly cà phê, đọc sách, rất thoải mái. Đừng gấp, có lẽ ca sĩ sắp đến rồi. Tên là Trần Lũy, nghe nói nhà ở gần đây, sau khi tốt nghiệp trung học thì không đến trường nữa, lúc nào cũng ở trong nhà sáng tác nhạc. Cũng không biết sao cửa hàng này lại đào được báu vật như vậy. Mau nhìn lên sân khấu kìa, đến rồi đến rồi. Trần Lũy ôm đàn guitar bước lên sân khấu bên dưới lập tức vang lên vài tiếng hoan hô còn có em gái hô to trần lũy ta yêu người mặt trần lũy đỏ lên ngồi xuống vị trí trên sân khấu điều điều chỉnh micro rồi gậy thử đàn guitar vờ như không nghe thấy gì dẫn tới một trận cười khẽ dưới sân khấu không có lời khách sáo hay hỏi han tâm sự cũng không có lời phát biểu ấm áp trần lũy là một người không giỏi ăn nói chỉ hắng giọng kèm theo tiếng đàn guitar khẽ hát vào micro Đèn vụt tắt ánh trăng là con mắt cô đơn lạnh lẽo lặng lẽ nhìn xuống ai cô đơn khó chìm vào giấc ngủ giai điệu du dương vang vẳng trong quán cà phê internet khán giả dưới sân khấu vừa uống rượu vừa lặng lẽ và chìm đắm vào trong bầu không khí này hay quá rõ ràng rất khác với bản gốc nhưng cảm thấy hương vị rất giống trần lũy chính là người như vậy hát bài nào cũng có phong cách cá nhân rất mạnh chính là kiểu khiến người ta rất thư thái nhưng cẩn thận thưởng thức lại thấp thoáng chút buồn bã hay quá một người đàn ông lộ vẻ tang thương khẽ uống một ngụm rượu ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn lờ mờ bên ngoài màn đêm không biết là bị ánh đèn gợi lên hồi ức gì đột nhiên hắn hơi nghi ngờ nhìn ly rượu trong tay làm sao vậy bạn gái bên cạnh hỏi người đàn ông lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa rượu này vậy mà lại là rượu thật bạn nữa khúc khích cười ra tiếng người đây không phải là đang nói nhảm sao người ta có giấy phép buôn bán chính đáng còn bán rượu giả lừa ngươi à người đàn ông lắc đầu cái này thì ngươi không hiểu rồi hiện nay loại chuyện đổ rượu giả và chai rượu đắt rất thường gặp ở rất nhiều quán bar rượu có giá gốc mấy trăm đồng nhưng lại rót loại rượu giá một hai trăm vào chai rỗng rồi bán ra điều chế thành cốc tiêu rồi thì có mấy người có thể nếm ra chứ cái này cũng không tính là rượu giả chỉ có thể nói là rẻ tiền uống rượu giả sẽ nhức đầu còn có thể sẽ bị đưa vào bệnh viện nhưng rượu rẻ tiền thì khi uống vào trong miệng chỉ cảm thấy được khác biệt rất nhỏ uống xuống bụng rồi cũng xong bạn nữ vẫn chưa tin lắm vậy ngươi có thể nếm ra sao người đàn ông cười đương nhiên rượu mấy trăm đồng và một hai trăm mặc dù đều là rượu thật nhưng hương vị chắc chắn có chỗ khác nhau nếu không thì người ta dựa vào đâu để bán tận mấy trăm đồng hơi hiểu một chút về rượu đều có thể cảm nhận được khác biệt hắn khẽ lắc ly rượu trong tay lại nhìn trần lũy đang hát trên sân khấu chỗ này đúng là rất thú vị hôm khác có thể gọi thêm vài người bạn cũ đến đây chơi quầy ba mã dương cầm một ly rượu chậm rãi uống nhìn trần lũy đang hát trên sân khấu xúc động nói có vẻ như quả thật là hát hay hơn ngươi trương nguyên thật lòng không phục nói đúng vậy anh mã bây giờ ngươi mới nghe ra sao mã dương vô cùng thật thà lắc đầu ta không nghe ra mà ta nhìn ra lúc ngươi hát không có nhiều người nghe như vậy không có nhiều người gọi rượu như vậy mọi người cũng không nghe nghiêm túc như vậy trương nguyên anh Mã, nể mặt ly rượu này, có thể đừng sắt muối vào lòng ta không? Trương Nguyên quả thực hết biết nói gì, Trần Lũy người ta là được ông trời ban cơm, ngươi lấy chuyện hắn hát hơn hơn ta ra nói rất thú vị sao? Cho nên, chốt cuộc ta nên trả lương cho hắn như thế nào? Mã Dương hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Tuần trước, sau khi nghe Trương Nguyên hát, Trần Lũy không biết lấy đâu ra tự tin, xung phong đảm nhận biểu diễn trên sân khấu. Sau khi hát xong hiệu quả rất rõ ràng, Mã Dương lập tức không nói hai lời giữ hắn lại, hát thử một tuần trước, nếu sau một tuần vừa lòng thì chính thức ký hợp đồng nếu không vừa lòng thì cho hắn một nghìn đồng phí vất vả rồi rời đi bây giờ đã qua một tuần mã dương vô cùng hài lòng về trần lũy nhưng gặp phải một vấn đề chính là chuyện trả lương bình thường lương của ca sĩ cố định ở quán bar là bao nhiêu thì hợp lý mã dương cân nhắc xem có nên đi tham khảo tiêu chuẩn tiền lương của quán bar hay không chuyện này trương nguyên biết rõ dù sao trước kia hắn cũng từng làm việc này anh mã bình thường ca sĩ cố định ở quán bar nhỏ chỉ khoảng ba nghìn đồng một tháng đương nhiên đó đều là những ca sĩ nhỏ không có danh tiếng có vài quán bar lớn có lưu lượng khách lớn rất nhiều ca sĩ vì để nổi tiếng, thậm chí có thể đến hát miễn phí. Ngược lại, quán ba nhỏ muốn mời ca sĩ có chút danh tiếng đến hát, đương nhiên phải bỏ ra nhiều tiền. Theo lý trình độ này của Trần Lũy, ta cảm thấy trả 4 năm nghìn cũng không quá đáng, thậm chí còn ít. 4 năm nghìn. Mã Dương hơi do dự. Cái này, không phải là ta tiếc tiền, cũng không phải cảm thấy Trần Lũy không xứng đáng với số tiền này. Chủ yếu là, quán cà phê Internet của chúng ta vẫn đang lộ vốn. Người cảm thấy thế này được không? Chúng ta trả tiền lương cơ bản là 1.500 đồng cho hắn, còn lại thì tất cả đều trích hoa hồng trương nguyên sửng sốt trích hoa hồng trích từ đâu ra mã dương chỉ rượu trên quầy ba trích từ rượu sau này chúng ta nói rõ với khách hàng trong lúc biểu diễn một nửa lợi nhuận của rượu là trích ra cho trần lũy trương nguyên hít sâu một hơi anh mã có phải trích một nửa hơi nhiều rồi không không sao chúng ta vốn cũng chẳng bán được bao nhiêu rượu mã dương thở ơ như không trương nguyên lập tức nói không nên lời cũng đúng hơn nữa rượu chúng ta bán đều là rượu thật lợi nhuận cũng không cao như vậy nghĩ lại thì cũng có thể chấp nhận được nếu dựa theo hình thức của quán bar bình thường rượu chính là lợi nhuận chính rất nhiều quán bar quán ăn đêm karaoke okay television ít nhiều gì cũng có tình huống gian dối ví dụ như loại sau này thu vào chai đắt tiền về đổ chút rượu rẻ tiền vào rồi bán đều là hiện tượng thường gặp dùng cách bán như vậy thì rượu chính là món lãi cách dù nhưng quán cà phê internet vi thì khác từ đầu tổng giám đốc bùi đã lặp đi lặp lại rằng tất cả rượu nhất định phải là thật đừng nói là rượu giả một sợi rượu kém chất lượng cũng không độc trợn nói mua rượu gì thì phải là rượu đó. Cho nên đều là bán rượu, mặc dù trong định giá của quán cà phê Internet Net Phi đã bao gồm cả lợi nhuận, nhưng lợi nhuận căn bản không cách nào so với mấy quán bà khác. Huống hồ nhìn số khách ít ỏi trước mắt, một ngày cũng chẳng bán được bao nhiêu. Trương Nguyên suy nghĩ, vậy anh Mã quyết định đi, ta cảm thấy trích hoa hồng cũng được, nói không chừng còn có thể tăng thêm lượng tiêu thụ rượu. Mã Dương lập tức quyết định, được, cứ quyết định như vậy đi, đợi đêm nay Trần Lũy hát xong thì ta nói với hắn, đoán chừng hắn sẽ đồng ý thôi. Nếu thật sự đi theo hình thức này thì ta có một đề nghị, Trương Nguyên đột nhiên nhớ ra một điểm quan trọng, chúng ta lập một menu mới, phía sau giá của mỗi ly rượu đều đặt một dấu ngoặc, trong ngoặc viết số tiền có thể trích cho Trần Lũy. Ví dụ như Aurora Jungle Juice, chúng ta bán 60 đồng một ly, chi phí khoảng 30 đồng, cộng thêm chi phí về địa điểm, nhân lực, giả sử chi phí của chúng ta là 40 đồng, lợi nhuận là 20 đồng, trích một nửa cho Trần Lũy thì chính là 10 đồng. Đến lúc đó trực tiếp viết 10 ở phía sau giá 60 của Aurora Jungle Juice. Như vậy mọi người đều biết 10 đồng trong ly rượu này là trích cho Trần Lũy. Mã Dương nhíu mày, hơi do dự, "Như vậy, không phải mọi người sẽ đoán ra lợi nhuận cơ bản của chúng ta sao?" Trương Nguyên lắc đầu, "Anh Mã, cho dù ngươi không viết, người khác sẽ không biết lợi nhuận của ngươi sao? Giá của những loại rượu này đều có thể tìm được trên mạng. Phần lớn người đến quán bà uống rượu đều biết rõ lợi nhuận trong này, nhưng toàn bộ ngành nghề đều là như vậy, chẳng có ai để ý đâu. Chúng ta viết trích hoa hồng cho ca sĩ, còn cho thấy chúng ta đối xử với ca sĩ vô cùng tốt, vô cùng hào phóng đấy." Mã Dương bừng tỉnh, ồ cũng đúng ta cảm thấy cách đó không tồi làm như vậy đi hát hơn một giờ trần lũy tạm thời xuống sân khấu nghỉ ngơi mã dương trực tiếp gọi hắn lại nói sơ qua chuyện tiền lương và trích hoa hồng bán rượu trần lũy gãi đầu rất thành thật nói được điều này khiến mã dương hơi xấu hổ không sao nếu cảm thấy lương cơ bản ít thì còn có thể tăng thêm mã dương nói trần lũy trừng mắt nhìn vậy thì tăng thêm đi mã dương người xem đứa nhỏ này cũng thật thảo quá rồi mã dương cảm thấy đúng là tự đào hố chôn mình vốn cho rằng Trần Lũy sẽ khách khí nói một câu không cần không cần, sau đó hắn có thể thuận theo sườn núi xuống khỏi lưng lừa, hỏi han hai câu rồi bỏ qua chuyện này. Kết quả lại bị Trần Lũy nắm bắt cơ hội để xuống trước. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể nuốt lời. Mã Dương hơi dối dám một chút, vậy được, tăng lương cơ bản của ngươi lên 1.800, cộng thêm chiếc hoa hồng bán rượu, lúc ngươi lên sân khấu, nhất định phải nói với mọi người một câu, để mọi người mua nhiều rượu một chút, hiểu chưa? Mặt Trần Lũy lộ vẻ lúng túng, nhăn nhó nói, anh Mã, ta xấu hổ lắm nếu không ta vẫn lấy 1.500 đi, ngươi đừng bảo ta nói chuyện với khán giả. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Mã Dương rất cạn lời, ngươi nhìn đứa nhỏ ra mặt mỏng này đi. Bỏ đi, vậy ngươi cứ hát vậy, chuyện này để ta tuyên bố, lương cơ bản vẫn là 1.800, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Trần Lũy gật đầu, xuống sân khấu uống nước nghỉ ngơi. Mã Dương liếc mắt ra hiệu với Trương Nguyên, hắn lập tức hiểu ý, đi lên sân khấu. Alo alo, chào mọi người, ta tự giới thiệu một chút, ta là giám đốc của quán cà phê internet netfi ta họ trương bên dưới có người nhỏ giọng nói thầm không phải tuần trước vẫn còn là ca sĩ cố định ở đây sao tại sao sau khi bị trần lũy cướp mất vị trí ca sĩ thì thăng cấp rồi trương nguyên nhìn thấy dáng vẻ không mấy hứng thú của rất nhiều người thì vội vàng đi vào chủ đề chính cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua lần này chủ yếu là muốn nói với mọi người rằng quán cà phê internet của bọn ta sẽ cho ca sĩ cố định một phúc lợi đặc biệt từ nay trở đi trong lúc trần lũy biểu diễn cũng là trong 4 tiếng từ bây giờ đến 11 giờ tối mỗi ngày, đều sẽ trích một phần doanh thu của tất cả các loại rượu cho Trần Lũy. Cách tính trích hoa hồng cụ thể là, qua hai ngày nữa bọn ta sẽ lập một menu mới, mỗi một ly rượu có thể trích bao nhiêu tiền đều viết rõ ràng ở trên đó. Tóm lại, nếu mọi người yêu thích ca sĩ của bọn ta thì đừng ngại gọi thêm vài ly rượu nữa, những thứ này đều sẽ biến thành ủng hộ thực sự của mọi người với ca sĩ. Cảm ơn mọi người. Trương Nguyên nói xong rồi lập tức xuống sân khấu, không nói thêm một câu vô nghĩa nào. Điều này cũng phù hợp với tôn chỉ nhất quán của quán cà phê Internet Netfi, chính là nói ít làm nhiều phục vụ phải giống như gió nhẹ để khách hàng có thể cảm nhận được tận tâm của bọn họ khách hàng dưới sân khấu lập tức xôn xao hẳn lên trích hoa hồng bán rượu cho ca sĩ lương tâm vậy sao hơn nữa còn là trích một nửa bây giờ ta đi lên hát có được không ha ha người hát hay hơn trần lũy là được tốt quá rồi ủng hộ làm phiền lấy thêm cho ta một ly rượu nữa ta cũng lấy thêm đi nữa bên này bên này mấy nhân viên phục vụ vẫn đang bận rộn từ lúc khai trương đến nay đây chính là lần đầu tiên mã dương và trương nguyên nhìn nhau cười khỏi phải nói, hình như thật sự có hy vọng. Đêm khuya, rất nhiều người đã uống say nhưng vẫn không muốn đi. Trước khi Trần Lũy xuống sân khấu, phá lệ nói cảm ơn với mọi người, lúc này mới mang theo quân mặt đỏ bừng xuống sân khấu, trốn trong khu vực Internet. Hai người Mã Dương, Trưng Nguyên và nhân viên phục vụ tiễn khách. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người đi đường cẩn thận, hoan nghênh lần sau lại tới. Mãi cho đến 10 rưỡi, khách hàng mới đi hết. Mau tính xem, bán được bao nhiêu rượu, Mã Dương vội vàng chạy đến quầy thu ngân. Mấy phút sau, biểu cảm vui vẻ của mã dương biến mất bán được không ít rượu nhưng mới được chút tiền như vậy mã dương rất thất vọng còn tưởng rằng có thể chuyển lỗ thành lãi rồi nhưng nhìn doanh thu này thì lập tức chết tâm tối nay quả thật bán ra rất nhiều rượu mức bình quân tăng thêm ít nhất 8 phần so với mấy ngày trước nói cách khác phần lớn khách hàng tối nay sau khi nghe gọi rượu thì có thể chia phần trăm cho trần lũy thì đều gọi ly thứ hai hơn nữa trong đó có không ít những loại cốc tiêu đắt tiền nhưng để có được lợi nhuận thì còn xa lắm trương nguyên lý trí hơn điều này rất bình thường anh mã lượng tiêu thụ rượu quả thực tăng cao nhưng khách hàng của chúng ta quá ít người nghĩ đi tổng cộng chỗ ngồi của chúng ta chỉ ít như vậy cho dù ngồi đầy rồi còn có người đứng nữa bán được hơn 100 ly rượu có thể đủ sao một buổi tối chúng ta cũng kiếm được khoảng mấy trăm đến một nghìn đồng khấu trừ một nửa cho trần lũy một tháng mới được hai ba mươi nghìn mà thôi đợi đã mã dừng nhíu mày nói đó chẳng phải nói chúng ta kiếm lời hai ba mươi nghìn cũng phải chia hai ba mươi nghìn cho trần lũy trương nguyên cứng họng anh mã ngươi nói vậy chẳng phải là phí lời sao Chia năm mươi cho trần lũy đây là ngươi quyết định đó khuôn mặt của mã dương lập tức suy sụp ta đổi ý rồi hay là đừng chia cho trần lũy một nửa nữa chia năm phần trăm đi hoặc là một phần trăm cũng được trương nguyên vui vẻ anh mã nói chuyện không đáng tin thì cũng không thể lật lọng ngay trong đêm chứ ngươi đây không phải là đang đổi người ta đi sao trích một nửa đây là do ngươi quyết định đó là ta quyết định nhưng ta không ngờ lại nhiều tiền như vậy mã dương đau khổ đến mức vào đầu trương nguyên lập tức cạn lời chẳng trách mã dương hào phóng như vậy thì ra hắn căn bản không tính rõ con số này nhưng mắt thấy mã dương thật sự có ý hối hận trương nguyên vẫn nhanh chóng khuyên nhủ anh mã thực sự không cần lo lắng dù sao tháng này chúng ta cũng lỗ mất ba trăm nghìn người tham phần hoa hồng của trần lũy thì cũng chỉ kiếm lời hai ba mươi nghìn đó không phải là kế lâu dài chúng ta cho trần lũy một nửa khán giả ủng hộ nhiều đến lúc đó danh tiếng này truyền ra khách hàng cũng đông hơn vậy thì dễ nói rồi mã dương nhíu mày nói thế nào mới xem là đông nếu theo tính toán của ngươi thì mỗi tối phải bán 1.000 ly rượu mới có thể kiếm lại vốn hao hụt của quán cà phê Internet, nghĩ lại thì điều này là không thể nào. Chỗ nhỏ này của chúng ta, đừng nói là 1.000 người, 200 người cũng không có chỗ ngồi. Trương Nguyên lập tức cứng họng, trực, tóm lại, lượng tiêu thụ rượu đã tăng lên, chúng ta quan sát thêm, tuyệt đối đừng làm ra loại chuyện qua cầu rút ván. Ta vẫn đau khổ quá, mã dương xoa huyệt thái dương, cảm thấy đau lòng đến mức khó thở. Trên khuôn mặt viết đầy vẻ không cam lòng. Không được, ta không thể đau khổ khó hiểu như vậy được nhất định phải khiến cho khách hàng cũng cảm nhận được. Trương Nguyên mơ hồ, làm sao để khách hàng cảm nhận được? Mã Dương nhìn, vách tường bên cạnh sân khấu còn có không ít không gian, thuận tay chỉ, ở đây treo một cái màn hình nhỏ. Mỗi lần có người gọi rượu, bên trên sẽ hiện lên một dòng thông tin, số bàn, gọi rượu gì, trích cho Trần Lễ bao nhiêu, sau đó còn có thể kèm theo một câu chúc phúc. Như vậy, mỗi lần có người gọi rượu, toàn bộ khán giả đều có thể thấy được. Bên trên cùng lại thêm một hàng, hiển thị tổng hoa hồng đêm đó Trần Lễ nhận được là bao nhiêu ta trả giá lớn như vậy, quyết không thể tự mình im lặng chịu đựng, nhất định phải khiến tất cả khách hàng biết trả giá của ta mới được. Trương Nguyên suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng được, một màn hình hiển thị nhỏ mà thôi, không tốn nhiều tiền, vậy chuyện này cứ giao cho ta, sáng mai sẽ sửa sang lại. Buổi sáng, hát gì? Trong văn phòng, bùi khiêm bị điều hòa thổi vào không nhịn được hát hơi một cái. Kỳ lạ, hôm nay trình điều hòa hơi thấp sao? Bùi khiêm hơi chùm chăn lông nhỏ lên người, tắt phim truyền hình đi, dự định dựa lên ghế giám đốc chợp mắt một lát bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa là lữ minh lượng tổng giám đốc bùi có mấy chuyện muốn báo với ngươi bùi khiêm gật đầu nói đi lữ minh lượng nhìn thấy bùi khiêm chùm chăn lông lộ ra dáng vẻ buồn ngủ không nhịn được cảm động tổng giám đốc bùi không thoải mái trong người rõ ràng có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn kiên trì đến công ty làm việc cùng mọi người quả nhiên cho dù đạt được thành công lớn cỡ nào hắn vẫn luôn giữ tinh thần phấn đấu lữ minh lượng sợ làm chậm trễ tổng giám đốc bùi nghỉ ngơi vội vàng báo cáo đầu tiên là chuyện phiên bản mới Trước mắt cập nhật phiên bản mới vô cùng thuận lợi, nhưng cũng không biết vì sao, tin tức vũ khí sử thi của pháo đài trên biển bán giới hạn số lượng bị truyền ra ngoài, bây giờ các người chơi đều đang phản đối mãnh liệt. Tổng giám đốc Bùi, ngươi xem xem, hay là chúng ta nới lỏng số lượng vũ khí giới hạn, ví dụ như 5000 chiếc. Bùi Khiêm kiên quyết lắc đầu, không được. 5000 chiếc? Đùa cái gì vậy? 5000 nhân 888 là bao nhiêu, ngươi có biết tính toán không? Bùi Khiêm nghiêm mặt nói, giới hạn số lượng chính là giới hạn số lượng, làm thành nhan nhản như rau cải trắng, vậy sao còn gọi là giới hạn tiêu thụ nữa? Đừng để ý đến kêu gào của bọn họ, 500 chiếc chính là 500 chiếc, bán nhiều thêm một chiếc vậy coi như ta thua rồi. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tổng Giám Đốc Bùi, Lữ Minh Lượng cũng không có cách gì, đành phải gật đầu, vâng Tổng Giám Đốc Bùi. Tiếp theo chính là, vấn đề công việc của Mã Nhất Quần. Hắn đã nhiều lần phản ánh với ta, mãnh liệt hy vọng mình có thể tham dự công việc phát triển phiên bản mới. Ta suy nghĩ một chút. Quả thật cập nhật phiên bản mới của quỷ tướng và người chế tác trò chơi có rất nhiều nội dung văn án cần chuyên gia như hắn đến làm bằng không trước tiên cứ cho hắn thử làm luyện tay chút bùi khiêm không trả lời ngay không tìm ra lý do nào từ chối nhưng không từ chối bùi khiêm lại vô cùng không muốn cho mã nhất quần đi làm những văn án này khả năng viết văn án của mã nhất quần rất tốt mấy văn án làm cho game thương dương lúc trước đều vô cùng đặc sắc nếu để hắn viết cho quỷ tướng và người chế tác trò chơi quả thật chính là dệt hoa trên gấm hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhưng mà từ chối thế nào đây mã nhất quần vào công ty từ tháng ba đến bây giờ đã được hai tháng cứ để hắn tiếp tục học tập thì không hợp lý lắm không cho mã nhất quần làm nội dung văn án của game vậy dù thế nào cũng phải sắp xếp cho hắn chút chuyện gì khác đưa đến chỗ hoàng tư bắt quay video ngắn hình như không được lắm e rằng văn phòng của hắn cũng phát huy tác dụng trong video ngắn đưa đến quán cà phê internet Netfi, làm vậy cũng không tệ nhưng danh không chính ngôn không thuận không tìm ra được lý do nào thích hợp cân nhắc một lát bùi khiêm không nghĩ ra cách nào hay đành phải miễn cưỡng gật đầu được trong khoảng thời gian này hắn cũng học tập đủ rồi để hắn phụ trách làm một số việc cơ bản đi bùi khiêm nói với vẻ vô cùng bất đắc dĩ lữ minh lượng vội vàng gật đầu vâng tổng giám đốc bùi vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi ta đi làm việc bùi khiêm dựa vào ghế lại chùm chăn lông nhỏ lên người luôn cảm thấy đứng ngồi không yên muốn ngủ cũng không ngủ được kỳ lạ rốt cuộc cảm giác nguy cơ từ phía này là từ đâu ra không phải là bên phía game thương dương đấy chứ bùi khiêm nhanh chóng nghĩ lại mấy hạng mục đã xong đằng đạt bên này chắc chắn phiên bản mới sẽ có lợi nhuận nhưng lợi nhuận bao nhiêu hẳn vẫn nằm trong khống chế không có gì đáng ngại bên phía phòng làm việc phi hoàng nói là quay phim tài liệu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng. Quán cà phê Internet Net Phi là hạng mục có lợi thế từ trước, hai cửa hàng mới vừa sửa sang xong chuẩn bị khai trương, mà bên chỗ cửa hàng chính, hơn một tuần trước mới đến, không phát hiện ra tai họa ngược gì. Ngẫm nghĩ, vẫn là game thương dương có mạo hiểm lớn nhất. Bùi Khiêm yêu cầu bọn họ cắt giảm hầu hết điểm thanh toán của game, chỉ để lại một điểm, đây đúng là hành động mạo hiểm. Cắt giảm điểm thanh toán sẽ nâng cao danh tiếng cho game, đây là điều chắc chắn. Nhưng danh tiếng và doanh thu là hai chuyện khác nhau. Thể loại game giống như chiến ca nhiệt huyết, đồ họa rác rưởi lối chơi bình thường vượt trội duy nhất chính là sau khi đại gia nạp tiền có thể áp đảo người khác nói cách khác ưu điểm vượt trội của game này chính là buôn bán thù hận người chém ta ta có tiền thì sẽ lập tức nạp tiền để chém lại đây là ưu điểm vượt trội của các game cùng thể loại cũng chính bởi vì buôn bán thù hận trong game này kích thích cảm xúc tiêu cực của người chơi cho nên dù đồ họa rác rưởi đến đâu lối chơi kém cỏi cỡ nào nhưng vẫn có người chơi nếu bùi khiêm không thay đổi chút gì game này vẫn có thể hồi quang phản chiếu hơn nữa hiệu quả còn không nhỏ chỉ cần Diệp Chi Chu làm ra kế hoạch khuyến mãi, tri ân người chơi cũ trở lại, để game này khôi phục mức lợi nhuận ban đầu, vậy Bùi Khiêm lỗ không được rồi. Cho nên, Bùi Khiêm trực tiếp cắt giảm điểm thanh toán của game. Cho dù về đồ họa hay lối chơi, Chiến Ca nhiệt huyết đều không có bất kỳ ưu thế nào so với các game khác, hấp dẫn người chơi mới là chuyện mơ mộng hão huyền. Cho dù nó trở nên công bằng, danh tiếng tốt hơn, vậy thì có sao? Chỉ cần nó không kiếm ra tiền là được rồi. Đương nhiên, lỡ như game này bởi vì danh tiếng được nâng cao mà thu hút lượng lớn người chơi mới, Người chơi mới quá nhiều cái lợi nhuận tăng cao thì sao? Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Không thể không nói, hoàn toàn tồn tại khả năng này, chỉ có thể nói, khả năng này rất nhỏ. Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, hình như chỉ có bên chỗ game thương dương tồn tại mạo hiểm, quyết định chú ý nhiều hơn chút. Đầu tiên là lên diễn đàn chính thức của chiến ca nhiệt huyết xem thử. Quả thật, hình như độ hot đang tăng lên, danh tiếng đảo ngược, còn có một bộ phận người chơi cũ trở về. Nhưng Bùi Khiêm cũng không hoảng hốt. Lập tức gửi tin nhắn cho Diệp Chi Chu, gửi số liệu nạp tiền trong trình quản lý của chiến ca nhiệt huyết cho ta xem. Vài phút sau, Diệp Chi Chu gửi đến một ảnh chụp màn hình. Đây là số liệu nạp tiền trong trình quản lý của chiến ca nhiệt huyết, Bùi Khiêm tùy tiện nhìn qua, thấy tỷ lệ nạp tiền bình quân đầu người quả thật tăng lên, hơn nữa còn tăng lên không ít, nhưng tổng mức nạp tiền lại giảm trên diện rộng, giảm đến 7, 8 phần. Dựa theo tình hình hiện giờ suy đoán, doanh thu tháng của chiến ca nhiệt huyết có thể lên đến 100.000 hay không còn khó nói. Ừm, không cần hoảng hốt, vẫn trong kế hoạch game vẫn có thể sống sót, quan trọng nhất chính là lợi nhuận, cho nên có nhiều công ty cho dù bị người chơi chửi bù đầu cũng phải đẩy mạnh hoạt động nạp tiền tư phí, chính là vì đạt được mục tiêu lợi nhuận này. Nếu như game cứ thua lỗ, danh tiếng tốt thì có lợi ích gì? Chiến ca nhiệt huyết sau thay đổi quả thật rất có lương tâm, nhưng quan trọng phải xem so với ai. So với game nạp tiền, đại gia trong này chơi không thoải mái, doanh thu bị bỏ sao mấy con phố. So với lương tâm thì sao? Ví dụ như thế giới kỳ ảo, chiến ca nhiệt huyết có đổ họa rác rưởi, lối chơi bình thường lại càng không có sức cạnh tranh hai mặt này thì đều không cần để ý, không tệ, tiếp tục giữ vững. Sau khi trả lời Diệp Chi Chu, Bùi Khiêm yên lòng, trùng kín chăn lông, đánh một giấc ngon lành. Lại qua hai ngày nữa, hai cửa hàng mới sắp khai trương, đến lúc đó hắn còn phải đi kiểm tra xem xét rồi mới yên tâm được. Diêm Thương Dương, Diệp Chi Chu nhìn tin nhắn trả lời của Tổng giám đốc Bùi trong lòng không nhịn được cảm thấy ấm áp. Mặc dù Tổng giám đốc Bùi bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn chú ý đến Diêm Thương Dương. Mặc dù trước mắt doanh thu game của bọn họ bị sụt giảm. Nhưng rõ ràng điều này vẫn nằm trong kế hoạch của tổng giám đốc Bùi, vì vậy giám đốc Bùi mới bảo bọn họ tiếp tục giữ vững. Như vậy chứng tỏ phương hướng của bọn họ là đúng đắn. Diệp Chi Chu bỗng nhiên cảm thấy tinh thần hăng hái. Quả nhiên, đây chính là thay đổi về chất của một công ty khi có ông chủ tốt sao. Ngày 20 tháng 5, hai quán cà phê internet Net Phi Chi nhánh chính thức khai trương. Bùi Khiêm, Mã Dương và Trương Nguyên, tất nhiên ba người cấp bậc quản lý của quán cà phê internet Net Phi bọn họ phải có mặt chúc mừng, chỉ là tình huống ở hiện trường hơi lúng túng vắng vẻ quá rồi. Còn vắng vẻ hơn khi khai trương quán cà phê Internet nét phi chính. Quan trọng là vị trí của hai cửa hàng chi nhánh này còn thảm hơn cửa hàng chính. Bùi Khiêm hạ lệnh cấm, khi khai trương tuyệt đối không thể làm mấy chuyện đốt pháo, phát tờ rơi thừa thải kia, muốn bao nhiêu khiêm tốn thì có bấy nhiêu khiêm tốn. Lặng lặng khai trương ở nơi hẻo lánh này, đương nhiên cực kỳ vắng vẻ tiêu điều. Bùi Khiêm thì lại rất hài lòng, ngồi trong khu cà phê uống cà phê ngắm nhìn cảnh bên ngoài, thỏa thích hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Hai cửa hàng trưởng hơi lúng túng, nhưng dù sao bọn họ cũng là từ trong cửa hàng chính đều đến, từng thấy nhiều cảnh tượng thế này, biết tổng giám đốc Bùi sẽ không trách mắng, cho nên chẳng hề hoảng hốt. Trái lại là nhân viên phục vụ mới tuyển dụng, chưa từng thấy cảnh tượng ly kỳ thế này, ai nấy đều lúng túng tay chân, luôn cảm thấy đâu đâu trong cửa hàng này cũng lộ vẻ kỳ lạ. Trong một góc hẻo lánh của quán cà phê internet, hai người Mã Dương và Trương Nguyên nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi cản ta làm gì?" Trên mặt Mã Dương tràn đầy nghi ngờ. Vừa rồi, Mã Dương cảm thấy cảnh tượng này quá tiêu điều, ý chí nhân viên sụt giảm, vì vậy muốn chia sẻ tin tức tốt gần đây của quán cà phê internet netfi trần lũy dốc sức biểu diễn lượng tiêu thụ rượu của quán cà phê internet tăng lên mỗi ngày lượng khách cũng tăng lên rõ rệt mã dương cảm thấy có thể mở rộng hình thức này đến tất cả quán cà phê internet netfi nhưng hắn còn chưa kịp nói ra miệng thì đã bị trương nguyên ngăn cản rõ ràng trương nguyên biết hắn muốn nói cái gì thấp giọng nói anh mã không phải không cho người nói chỉ là bây giờ không đúng lúc quá liều lĩnh quá lỗ mãng mã dương sững sờ hả sao vậy anh mã bây giờ chúng ta mới tăng được chút ít lượng tiêu thụ rượu, tính toán một chút, mỗi tháng cũng chỉ có thể kiếm hai ba mươi nghìn, so với mức thua lỗ ba trăm nghìn mỗi tháng của quán cà phê internet thì còn kém xa. thành tích như vậy, nói ra chẳng vang dội chút nào. đến lúc đó, ngươi vừa khoe ra, tổng giám đốc hỏi một câu làm rất tốt, vậy kiếm được bao nhiêu tiền rồi? kết quả ngươi trả lời vẫn đang lỗ đó, như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. không khoe còn tốt, vừa khoe ra sẽ càng khiến tổng giám đốc bùi mong đợi, chẳng phải sau đó hắn sẽ thất vọng hơn sao? nghe ta nói này, cho đến khi chúng ta dần dần có lợi nhuận rồi nói cho tổng giám đốc Bùi, cho hắn một niềm vui bất ngờ, nhưng vậy chúng ta vào quán cà phê internet nét phi mới càng có địa vị cao hơn trong mắt tổng giám đốc Bùi. Anh mã ngươi nói đi, có phải đạo lý này không? Mã Dương ngẫm nghĩ, hình như đúng là như vậy. Khoảng cách với có lợi nhuận còn xa lắm, bây giờ đã nói cho Bùi Khiêm tin tức tốt này, quả thật không có ý nghĩa gì, còn ra vẻ mình là muốn tranh công, có tí thành tích đã chạy đến khoe khoang. Quả thật không ổn. Mã Dương gật đầu, ừm, nói có lý, vậy chuyện này để sao hãy nói, Chờ một ngày quán cà phê internet net phi chính thật sự có lợi nhuận rồi cho anh Khiêm một niềm vui bất ngờ. Ngày 21 tháng 5, Bùi Khiêm kiểm tra báo cáo của Diệp Chi Chu gửi tới, bên phía game thương dương vẫn ở trong trạng thái thua lỗ, không hề có chút tiến triển nào. Trong báo cáo, Diệp Chi Chu đã ghi rất chi tiết mức tăng về số lượng người chơi hoạt động và tỷ lệ tiêu phí trong game, rõ ràng coi đây là thành công để báo cáo với tổng giám đốc Bùi. Đương nhiên, tất cả thành tích này đều là hoàn thành dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm căn bản không chú ý những thứ này mà là trực tiếp nhìn về phía cổ tổng số tiền nạp vào ừ vẫn không có chút cải thiện nào bùi khiêm đã sớm nắm chắc chuyện này hắn trả lời như thường lệ không tồi tiếp tục giữ vững diệp chi chu như được tiêm máu gà tiếp tục năng nổ làm việc bùi khiêm coi như là hài lòng với tình trạng hiện giờ của game thương dương dù sao danh tiếng tốt hay xấu cũng không quan trọng chỉ cần bùi khiêm quan sát mỗi ngày mức nạp tiền của game này không lên nổi vậy thì tất cả đều dễ nói diệp chi chu còn tưởng rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tổng giám đốc bùi đương nhiên sự thật chính là như vậy chỉ là chuyện tổng giám đốc bùi kiểm soát và chuyện mà diệp chi chu cho rằng tổng giám đốc bùi kiểm soát là hai chuyện hoàn toàn khác nhau cốc 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 bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa bùi khiêm ngẩng đầu lên nhìn là hoàng tư bác tới hả khách quý đấy à đã lâu không gặp sự oán giận của bùi khiêm đối với hoàng tư bác cũng đã nguôi ngoai đi phần nửa thật ra suy nghĩ kỹ lại phòng làm việc phi hoàng cũng không làm chuyện gì rất có lỗi với hắn tuy nó kiếm được gần 2 triệu nhưng dựa theo cách chia của bùi khiêm số tiền phân đến đằng đạt bên này cũng chỉ khoảng bốn trăm mà thôi huống hồ đạo diễn Chu Tiểu Sách trả Bùi Khiêm một khoản thù lao không nhỏ, còn cung cấp một lý do chính đáng để Bùi Khiêm mua đồ điện gia dụng, cho nên Bùi Khiêm đã không còn tức giận từ lâu rồi. Hoàng tư bác sách theo một túi hoa quả, ta tiện đường nên tới đây, cũng tiện thể nói lời tạm biệt với tổng giám đốc Bùi. Hả, tạm biệt, Bùi Khiêm hơi bối rối, ngươi muốn đi đâu? Hoàng tư bác mỉm cười, không phải lúc trước đã xác định là phòng làm việc phi hoàng muốn làm phim tài liệu sao? Ta và đạo diễn Chu Tiểu Sách còn có một số công việc, muốn tới Mado một chuyến, toàn bộ công việc quay chụp đều được tiến hành ở bên đó có thể phải quay đến tháng sau, cho nên trước khi đi ta muốn tới thăm và nói với ngươi một tiếng. Đến Mado. Bùi Khiêm gật gật đầu, ừm, Mado là một nơi tốt, trong lòng hắn rất rõ ràng, chi phí đi Mado cũng không ít đâu. Cho dù trừ đi nhân viên chỉnh sửa hậu kỳ, phòng làm việc phi hoàng vẫn còn có năm sáu người nữa, nhóm người này đi đến Mado, vé tàu khứ hồi, chi phí ăn ở, cộp vào cũng không rẻ. Bùi Khiêm không tiếp tục cung cấp kinh phí cho phòng làm việc phi hoàng, kinh phí quay phim lần này của bọn họ đều đến từ lợi nhuận của cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi tính toán cẩn thận cũng chỉ khoảng một triệu mà thôi còn phải dành một khoản tiền để đổi mới thiết bị quay chụp quay loại video ngắn như cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc bùi có thể dùng máy ảnh slg có thể dùng màn hình dọc sau đó cắt ghép chỉnh sửa một chút là được rồi nhưng làm phim tài liệu thì chắc chắn phải sử dụng thiết bị phù hợp để quay nếu không sẽ lộ vẻ rất không chuyên nghiệp nghĩ tới đây bùi khiêm không ghét bỏ như vậy nữa ngược lại còn hơi hứng thú tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý cho dự án mới của hoàng tư bác và chu tiểu sách sẽ kiếm ra tiền nhưng bùi khiêm vẫn phải hỏi một chút mặc dù kiếm ít cũng là kiếm kiếm nhiều cũng là kiếm nhưng trong đó vẫn có sự khác biệt lớn kiếm được ít còn có thể sử dụng các dự án khác để bù đắp vào nếu kiếm được nhiều vậy tổng giám đốc bùi không còn gì nữa rồi ừ đi đường nhớ cẩn thận mọi việc bùi khiêm làm như không chút để ý hỏi các người quay phim tài liệu gì mà phải đặc biệt đi tới ma đô vậy hoàng tư bác hơi ngượng ngùng cười cười tổng giám đốc bùi ta nói thật với ngươi ngươi đừng trách rất có thể đề tài bọn ta quay lần này sẽ làm mất hết vốn liếng hả mất hết vốn liếng tổng giám đốc bùi lập tức ngồi thẳng lên nếu ngươi nói kiểu chuyện này với ta ta sẽ không buồn ngủ nào uống trà đi bùi khiêm lập tức rót một chén trà đưa qua cho hoàng tư bác thái độ đối xử lập tức thay đổi hoàng tư bác cũng không nhận ra rằng thái độ của tổng giám đốc bùi đã thay đổi khẽ nhấp một ngụm nước trà rồi nói ngắn gọn sắp xếp công việc gần đây của phòng làm việc phi hoàng tổng giám đốc bùi ta và đạo diễn chu tiểu sách vô cùng xúc động trước những lời nói của ngươi quyết định đi ra khỏi vùng an toàn của video ngắn làm chuyện thật sự có ý nghĩa sau đó bọn ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều phương hướng, nhưng cứ cảm thấy thiếu chút thú vị. Có một số đề tài là sở trường của bọn ta, có một số đề tài là bọn ta cảm thấy có thể kiếm tiền, nhưng đều không phải là loại đặc biệt cấp bách không thể không làm. Sau đó, cuối cùng bọn ta tìm thấy một chủ đề mà bọn ta cảm thấy bắt buộc phải làm, đó là phim tài liệu về tuyển thủ eSports. Bùi Khiêm càng cảm thấy có hứng thú, phim tài liệu về tuyển thủ eSports. Hoàng Tư bác thật sự không lừa hắn, đề tài này có khả năng sẽ mất hết vốn liếng. Đây là năm nào? Năm 2010. Bây giờ những tuyển thủ eSports vẫn còn ngủ lề đường, uống nước máy, ăn mì gói. Nào giống như 10 năm sau, từng người đi Ferrari màu vang đỏ, lương mấy chục triệu mỗi năm. Còn chưa có tư bản đầu tư, trong xã hội game vẫn bị coi là hồng thủy mãnh thú. Chơi game, cho dù ngươi là người chơi chuyên nghiệp hay chỉ đơn thuần là giải trí tha lòng, trong mắt hầu hết mọi người thì đều không có gì khác biệt, đều dùng năm chữ để hình dung, đó chính là không làm việc đàng hoàng. Bây giờ làm phim tài liệu về tuyển thủ eSports, có thể quay, có thể tìm thấy tài liệu phù hợp, nhưng quay xong thì làm thế nào để kiếm ra tiền? Cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi có thể kiếm tiền, đó là bởi vì website Alizao này đúng lúc muốn tìm một ít nội dung video chất lượng, cho nên mới ký một thỏa thuận phân chia đặc biệt. Video ngắn có thể liên tục cập nhật, liên tục thu hút lượng truy cập vào website, hơn nữa còn là phát sóng độc quyền trên toàn mạng. IP, danh tiếng tích góp được từ 3 mùa trước, đây là những điểm có thể dùng để thương lượng với các website video. Nhưng phim tài liệu thì khác. Đầu tiên, không chắc có bao nhiêu người theo dõi. Thứ hai, không thể liên tục cập nhật, liên tục thu hút lượng truy cập vào website, đương nhiên cũng không thể ký thỏa thuận phát sóng độc quyền hay phân chia gì với website, cùng lắm là đi theo kế hoạch khuyến khích cơ bản nhất, kiểu như 10.000 lượt xem sẽ được khích lệ hay 30 đồng gì đó. Thứ ba, không có cách nào để chèn quảng cáo vào, cũng không có cách nào nhận bút quảng cáo. Phim tài liệu rất chặt chẽ cẩn thận, bởi vì nó là sự thật, vì vậy nó mới có ý nghĩa, cũng không thể vừa phỏng vấn tuyển thủ, phỏng vấn một nửa thì đột nhiên phát một câu quảng cáo muốn thắng, ngồi gào khóc điên cùng đi chứ. Có thể nói, hầu hết các bộ phim tài liệu đều không kiếm ra tiền ngoại trừ một số ít ví dụ như đầu lưỡi bùi khiêm vừa nghe nói bọn hoàng tư bắc muốn làm phim tài liệu thật đúng là lo lắng bọn họ muốn làm đầu lưỡi nhưng bây giờ đã xác định là không phải rồi bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nghĩ lại cũng hợp lý chu tiểu sách quả thật rất có năng khiếu nhưng hắn cũng không phải người xuyên không làm ra một bộ phim hot đó là có thực lực liên tiếp làm ra rất nhiều bộ phim hot đó là hack bùi khiêm nghe đến đó thì yên tâm hơn nhiều tạm thời không nói đến chuyện cụ thể sẽ làm bộ phim tài liệu này thế nào chỉ cần đầu tư nhiều và lợi nhuận ít thì đó là một hạng mục tốt sắc mặt bùi khiêm lập tức ấm áp lên không ít mất hết vốn liếng đó không phải là vấn đề phòng làm việc phi hoàng có ta chống lưng cho các ngươi thoải mái làm đi tiền thì tính là cái gì chúng ta không thể sống tầm thường như vậy hoàng tư bác uống trà vẻ mặt cũng tràn đầy tươi cười quả nhiên ta biết tổng giám đốc bùi nhất định sẽ ủng hộ bọn ta tổng giám đốc bùi yên tâm bọn ta cũng nhận thức rất rõ rủi ro của hạng mục lần này cho nên bọn ta dự định ngồi xe lửa phổ thông đi Mado, về phần chỗ ở và ăn uống cũng cố gắng tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. Hoàng tư bác còn chưa dứt lời, mặt bùi khiêm lập tức sầm lại. Ý của ngươi là gì? Hoàng tư bác sửng sốt, hắn rất ít khi thấy tổng giám đốc bùi nổi giận, lắp bắp nói, không có, không có ý gì cả, chính là khống chế chi phí một chút. Bùi khiêm chỉ hận rèn sắt không thành thép, khống chế chi phí, hoàng tư bác, hãy hiểu rõ thân phận của ngươi. Hoàng tư bác hoảng sợ, chén trà trong tay cũng lắc lư, rất ít khi thấy tổng giám đốc bùi giận dữ như vậy hắn nói sai câu nào rồi bùi khiêm nghiêm túc nói phòng làm việc phi hoàng là công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của đàng đạt ngươi còn có toàn bộ nhân viên của phòng làm việc phi hoàng tất cả đều là nhân viên của đàng đạt ngươi để cho bọn họ đi xe lờ phổ thông còn tiết kiệm chi phí ăn uống ngủ nghỉ ngộ nhỡ ăn phải đồ hỏng rồi bị bệnh thì làm sao đây cho dù sức khỏe bọn họ tốt không có bệnh tật gì vậy bôn ba mệt nhọc cả đường ăn không no ngủ không ngon ảnh hưởng đến hiệu quả công việc quay video không tốt không thuận lợi hoàn thành tốt công việc quay phim tài liệu trách nhiệm này tính cho ai hoàng tư bác cảm thấy tay mình hơi run rẩy tính tính cho ta à không 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 hoàng tư bác phát hiện mình bị tổng giám đốc bùi cho vào chồng tổng giám đốc bùi ngươi yên tâm ta chỉ là tiết kiệm chi phí mà thôi cũng không phải là quản đốc lòng dạ hiểm độc ta chắc chắn có thể bảo đảm sức khỏe của nhân viên bùi khiêm hận rèn sắt không thành thép nói thể diện của đằng đạt đều bị ngươi làm mất hết rồi ta đã dạy như thế nào hoàng tư bác á khẩu không trả lời được bùi khiêm nghiêm túc nói nghe ta đi lại bằng máy bay thời gian chính là vàng bạc hiểu chưa đến bên kia đồ ăn và chỗ ở cứ dựa theo tiêu chuẩn bình thường mà làm không hiểu tiêu chuẩn cụ thể là gì thì đi hỏi trợ lý tân đến ma đô cũng không cần vội vàng quay không xong thì hoãn lại từ từ mà quay chỉ cần trước ngày 18 tháng 6 có thể quay xong là được dù hoãn cũng chỉ tốn thêm chút chi phí ăn ở có đáng bao nhiêu tiền chứ không đủ tiền thì hãy nói với ta có chuyện gì lớn đâu nhớ kỹ đằng sau phòng làm việc phi hoàng là đằng đạt có gì khó khăn cứ việc lên tiếng hoàng tư bác vội vàng gật đầu vâng tổng giám đốc bùi đều nghe theo ngươi lúc này sắc mặt bùi khiêm mới hơi giãn ra gật gật đầu thấm thiên nói ngươi cũng là nhân viên cũ của đằng đạt đừng để ta phải bận tâm loại chuyện vặt vãnh này còn định ngồi lừa phổ thông đi ma đô đằng đạt chúng ta không có nhân viên mất mặt như ngươi sắc mặt hoàng tư bác thoáng chốc đỏ lên trong lòng cực kỳ hổ thẹn vâng tổng giám đốc bùi nói phải sau này phòng làm việc phi hoàng nhất định theo sát bước chân của đằng đạt tất cả đều dựa theo tiêu chuẩn của ngươi lúc này bùi khiêm mới hài lòng gật gật đầu ừm như vậy mới đúng nhớ kỹ có khó khăn gì nhất định phải phản ánh với ta đầu tiên dặn dò nhiều lần lúc này bùi khiêm mới hài lòng tên hoàng tư bác này đúng là một hạng mục có thể lỗ không ít tiền còn ở đây tiết kiệm chi phí cho ta ra lệnh và cảnh cáo nhiều lần thế mà vẫn có người keo kiệt như vậy hơn nữa còn là nhân viên cũ đàng đạt điều này làm cho tổng giám đốc bùi cảm thấy vô cùng buồn lòng hoàng tư bác đi rồi bùi khiêm chia hoa quả hoàng tư bác đem đến cho mọi người tiện tay rửa một quả táo rồi quay lại phòng làm việc cầm trước mắt đã sắp một tháng trôi qua nhìn từ tình hình hiện giờ dường như vẫn tạm ổn chỉ cần đừng đột nhiên nổ ra doanh thu mới chắc hẳn có thể dễ dàng thâu lộ chút ít bây giờ bùi khiêm đã bắt đầu cân nhắc nên thêm cho đám nhân viên một vài phúc lợi mới gì mới rồi sau khi quán cà phê internet nét phi chi nhánh khai trương nhân viên dưới trướng tổng giám đốc bùi càng lúc càng nhiều chỉ cần phát cho mỗi người một ít phúc lợi vậy trước mắt đã tiêu ra được một khoản tiền lớn rồi hạng mục kiếm được tiền hay không nói từ một mức độ nào đó thì đó là điều không thể khống chế nhưng ít nhất Bùi Khiêm có thể bảo đảm việc tiêu nhiều tiền. Bùi Khiêm gặm táo, dùng ăn du tìm kiếm phúc lợi nhân viên. Tìm ra được mấy công ty được gọi là có phúc lợi nhân viên tốt, nhấn vào xem thử, lập tức khịt mũi coi thường. Chỉ như vậy, thôi đi, không có kinh nghiệm sẵn, chỉ có thể tiếp tục phát huy sức tưởng tượng. Tiếp tục lướt, lướt tới lướt lui, Bùi Khiêm cảm thấy hơi buồn ngủ, trực tiếp hạ ghế xuống, quấn chiếc chăn lông nhỏ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hồi lâu sau, ngủ một giấc dậy, trời đã sẩm tối rồi bùi khiêm đột nhiên cảm thấy mắt phải của mình đang giật hừm chuyện gì nữa đây bùi khiêm dụi dụi mắt phải kết quả vẫn giật giật không ngừng mắt trái giật có tiền mắt phải giật gặp họa không phải dấu hiệu tốt nha bùi khiêm vội vàng đứng dậy đi hai vòng trong văn phòng ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa cũng không lâu lắm mắt phải không giật nữa phù sợ bóng sợ gió một trận có thể là gần đây xem phim truyền hình hơi nhiều đôi mắt mệt mỏi rồi bùi khiêm vứt hạt táo vào trong sọt rác ngồi lại trên ghế chuẩn bị tiếp tục xem phim nhưng chính ngay lúc này mắt trái của hắn lại bắt đầu giật hơn nữa lần này dụi cũng không có kết quả gì vẫn giật mắt trái giật có tiền mắt phải giật gặp họa không sao đây là một dấu hiệu tốt dù sao vẫn tốt hơn mắt phải hừm đợi đã hình như không đúng mắt trái giật có tiền đây là dấu hiệu tốt thì khô gì chứ bùi khiêm đùng một cái đứng bật dậy cũng không ngồi yên được nữa hắn đột nhiên ý thức được chắc chắn có vấn đề đối với người khác cách nói mắt trái giật có tiền này quả thật là một dấu hiệu tốt dù sao ai mà không muốn phát tài chứ nhưng mà đối với bùi khiêm mắt trái giật có tiền và mắt phải giật gặp họa hai cái này chẳng có gì khác biệt đều là điểm đại hung có vấn đề chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở đâu rồi mấy ngày trước cứ cảm thấy tinh thần thấp thỏm không yên chưa ngủ cũng có thể mơ thấy quán cà phê internet Net phi lời lớn hôm nay hai con mắt lại giật mãi tuyệt đối không phải dấu hiệu gì tốt bùi khiêm đứng bật dậy nhanh chóng đi lại trong phòng suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là có vấn đề ở đâu trong đầu bùi khiêm lần nữa kiểm qua một lượt sản nghiệp của bản thân cuối cùng vẫn tập trung vào quán cà phê internet Net phi hai chi nhánh kia vừa mới khai trương chắc là không xảy ra được chuyện bất chắc gì vậy thì khả năng duy nhất chính là cửa hàng chính bùi khiêm tỉ mỉ nhớ lại bản thân quả thật đã hơn một tuần chưa đến quán cà phê internet nét vì chính rồi nghĩ đến đây bùi khiêm lập tức bước ra khỏi cửa bây giờ đã xế chiều không ít người đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca bùi khiêm lập tức gọi trợ lý tân buổi tối đưa ta đến quán cà phê internet nét vì một chuyến vâng tổng giám đốc bùi trợ lý tân không nói nhiều dù sao thứ như tiền tăng ca không cần nhắc chắc chắn tổng giám đốc Bùi sẽ trả đầy đủ. Quán cà phê internet nét phi chính. Gần 7 giờ, người ngoài cửa dần nhiều lên. Mấy nhân viên phục vụ đang dọn bàn, bày biện trên bãi đất trống bên ngoài quán cà phê internet. Nơi này vốn là một quán cơm, không gian bên ngoài không nhỏ, vốn dĩ còn có thể đậu xe, nhưng sau khi sửa đổi thành tiệm nét thì trên cơ bản không còn nhu cầu đậu xe gì nữa, cho nên vẫn luôn để trống. Nhưng hôm nay, mấy nhân viên phục vụ đã bày đầy bàn ghế đẹp đẽ trên đất trống, có cả ô che nắng, trạng vạng của mùa hè vẫn có loại cảm giác giống một thị trấn nhỏ ven biển châu âu đương nhiên bởi vì nguyên nhân khí hậu chắc chắn độ thoải mái của kinh châu không thể so sánh với thị trấn nhỏ ven biển châu âu nhưng nếu chỉ nói về phong cách thì vẫn khá tốt quầy ba bên trong quán cà phê internet nhanh chóng chật ních chỗ ngồi không ít người ngồi ở bên ngoài bên ngoài có thể xuyên qua bức tường thủy tinh nhìn lên sân khấu hơn nữa mã xương còn đặc biệt bố trí dàn âm thanh ở bên ngoài ngồi ở ngoài cũng có thể nghe thấy trần lũy ca hát mắt thấy khách hàng càng ngày càng đông trên khuôn mặt to dài của mã xương ngập tràn nụ cười đã mất từ lâu nhìn đi cứ như vậy không phải vấn đề không đủ chỗ ngồi của chúng ta được giải quyết rồi sao mã xương vô cùng hài lòng với tình hình trước mắt trương nguyên ở bên cạnh bật ngón tay cái lên ừm ý tưởng của anh mã quả nhiên rất tuyệt càng ngày càng đông fan hâm mộ của trần lũy đến vị trí bên trong đã chật ních hoàn toàn không đủ đáp ứng nhu cầu mã xương chợt nghĩ đến việc kê thêm bàn ở bên ngoài bây giờ vừa hay là mùa hè bày bàn bên ngoài là cách mà rất nhiều quán ăn đều sử dụng đương nhiên trương nguyên cũng nghĩ đến chỉ là thuận tiện định bợ mã dương một chút chuyện vui mà cớ sao không làm một cô gái trẻ tuổi trang điểm thời thượng đi đến quầy ba trực tiếp lấy ra hai tờ tiền màu đỏ ba ly aurora Jungle, một ly uống hai ly còn lại tặng trần lũy về phần lời nhắn ừm cứ viết fan em gái vĩnh viễn yêu trần lũy Bà tender lập tức thành thạo pha chế rượu rất nhanh một ly aurora Jungle đã chuyển đến trên tay cô gái nhớ kỹ trần lũy vừa lên sân khấu là phải tặng ngay nha cô gái còn đặc biệt dặn dò hai câu rồi mới rời đi mã dương nhìn thấy tất cả nụ cười trên khuôn mặt to dài càng thêm vui vẻ trương nguyên lại khen ngợi cứ đà tăng trưởng như vậy có lẽ tháng sau chúng ta có thể báo cáo với tổng giám đốc bùi chính thức đổi lỗ thành lãi rồi mã dương càng thêm đắc ý hừ ta cần phải chứng minh ta không kém gì hoàng tư bác chủ ý này không phải do mã dương và trương nguyên nghĩ ra mà là ngẫu nhiên phát hiện ra trong quá trình khách hàng khen thưởng dựa theo cách nghĩ ban đầu của mã dương khách hàng gọi một ly rượu uống một nửa doanh thu sẽ chia cho trần lũy kết quả vừa triển khai cách nghĩ này ấy vậy lại nhận được hoan nghênh phản ứng của mọi người đều rất nhiệt liệt. Hơn nữa, một vài fans nữ có tiền lại còn nghĩ ra được cách hay hơn. Gọi một ly rượu, còn muốn gọi ly thứ hai, nhưng mà không uống nổi nữa. Vì thế khách hàng nữ trực tiếp hỏi bartender có thể không lấy ly thứ hai mà trực tiếp chia phần cho Trần Lũy được không? Bartender cũng không dám tự quyết định, lập tức tìm cửa hàng trưởng báo cáo, cửa hàng trưởng lại báo cáo cho Mã Dương và Trương Nguyên. Mã Dương lập tức đồng ý, không thành vấn đề nha. Rượu có giá gốc là 60 đồng, nếu khách hàng thật sự không thể uống hết, chỉ muốn khen thưởng, vậy thì trích phần trăm 30 đồng cho Trần Lũy, quán cà phê Internet lấy 30 đồng thôi. Cứ như vậy, fans cũng thể hiện được tấm lòng mà Trần Lũy và quán cà phê Internet cũng thu được lợi ích, há chẳng phải vô cùng hoàn mỹ sao. Vì thế đã xuất hiện tình huống hôm nay. Rất nhiều người một lần mua hai ly, một ly mình uống, một ly mang tặng. Mã Dương nghiêng người dựa trên quầy bar, cầm một ly cocktail, cảm thấy tâm trạng rất tốt. Dựa theo tiến độ hiện giờ, nói không chừng tháng sau là có thể đổi lỗ thành lãi rồi. Tục ngữ nói, mọi người tối mới thật sự tốt. Đến lúc đó kéo Trần Lũy đi sang hai quán cà phê Internet Netfi còn lại, làm một buổi biểu diễn lưu động. Kéo độ phổ biến của hai quán cà phê Internet Netfi còn lại lên, đó cũng là một công đôi chuyện. Đợi đến lúc ba quán cà phê Internet cùng nhau đổi lỗ thành lãi, sau đó mới nói với Tổng Giám đốc bùi tin tức cực kỳ tốt này, nhất định có thể cho hắn niềm vui bất ngờ to lớn. Đến lúc đấy, chắc chắn địa vị của Mã Dương Ta ở trong lòng anh Khiêm có thể vượt qua Hoàng Tư Bác, Bảo Húc, Lữ Minh Lượng và tất cả những người khác. Ta phải chứng minh với tất cả mọi người, mã dương ta mới là nhân viên đắc lực của đằng đạt nghĩ đến đây trên khuôn mặt to dài của mã dương ngập tràn nụ cười hạnh phúc ngoài cửa quán cà phê internet net bùi khiêm vừa xuống xe cả người đã chìm vào trạng thái ngây ngốc ta là ai đây là đâu quán cà phê internet net của ta đâu ta đặt một quán cà phê internet net to như vậy ở đây đâu rồi cái quầy hàng lớn này cái quái gì vậy hả là ai làm bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim tổng giám đốc bùi rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Người ở ngoài cửa quán cà phê internet nét rất đông, hai người Mã Dương và Trương Nguyên bận rộn bên trong, vốn không chú ý đến Bùi Khiêm đã ở bên ngoài. Bùi Khiêm dẫn theo trợ lý Tân, yên lặng quan sát. Có một nhân viên phục vụ nhận ra Bùi Khiêm, vừa định đi nói với Mã Dương thì đã bị Bùi Khiêm kéo lại, làm ra dấu tay suỵt. Nhân viên phục vụ lập tức ngầm hiểu trong lòng. Tổng giám đốc Bùi ngươi là muốn tạo bất ngờ cho giám đốc Mã sao? Vâng ạ. Nhân viên phục vờ như không nhìn thấy, tiếp tục đi làm việc. Sắc mặt Bùi Khiêm tái xanh, sầm mặt đi một vòng ngoài quán cà phê internet bãi đất trống trước cửa quán cà phê internet đã bày đầy bàn ghế và ô che nắng có thể nhìn ra tất cả đều là hàng đắt tiền còn là kiểu rất cao cấp trong cảm nhận của mã dương rõ ràng là bố trí dựa theo phong cách trấn nhỏ ven biển châu âu nhưng trong mắt của bùi khiêm đây mẹ nói chính quán ăn khuya về hè còn kinh doanh của cửa hàng sao người không dứt khoát bán thêm mấy két bia xếp thêm chút thịt nướng luôn đi náo nhiệt như vậy đây còn là quán cà phê internet netfi của hắn sao bùi khiêm đúng là đau lòng nhức óc vừa định đi vào trong dàn âm thanh đặt bên ngoài truyền đến tấng guitar ca sĩ bắt đầu hát rồi phản ứng bên ngoài cũng không mấy nhiệt tình dù sao đều là người qua đường đến nghe hát không cuồng nhiệt là mấy nhưng bên trong quán cà phê netfli đặc biệt là khu vực quầy bar trước mắt đã nổ ra một tràng pháo tay và tiếng reo hò bầu không khí rất náo nhiệt người không biết còn cho rằng có người đang tổ chức concert ở đây nữa đấy hai người bùi khiêm và trợ lý tân hòa cùng đám người đi vào bên trong phát hiện vậy mà chỗ ngồi ở khu vực quầy bar đã chật ních người rồi hơn nữa còn có rất nhiều người đang đứng không ít người đi thẳng đến quầy bar bùi khiêm chưa mắt nhìn thấy bọn họ đưa ra hai tờ tiền giấy màu đỏ nhưng chỉ lấy một ly rượu rời đi cũng không cần tiền thối lại nhìn lên trên sân khấu trần lũy đàn guitar hát dân ca chỉ là khi đối mặt với mọi người thì sắc mặt thoáng có chút ửng hồng vì xấu hổ nhưng mà cũng không quá luống cuống cũng có thể là sau khi hắn cất tiếng hát thì đã bước vào một loại trạng thái quên mất chính mình quên đi sự luống cuống trên bức tường không bắt mắt bên cạnh treo một tấm màn hình chiếu rất đẹp bên trên còn đang chỉnh chiếu vị khách hàng nào đó ở một bàn nào đó đã chọn thức uống gì cho Trần Lũy bao nhiêu phần trăm, phía sau còn kèm theo một câu chúc phúc. Từng dòng chúc phúc chuyển động qua lại, tô điểm cho bầu không khí trong quán càng thanh nhiệt liệt. Khóe miệng Bùi Khiêm hung hăng co rút một cái. Hắn chưa từng gặp Trần Lũy, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng đoán ra được, người này là ca sĩ cố định do quán cà phê internet tìm đến. Nhưng mà những chuyện này lại khiến Bùi Khiêm có chút không thể chấp nhận được. Có điều dù sao tổng giám đốc Bùi cũng là một người thông minh, đầu óc hơi xoay chuyển, đã làm rõ đại khái đầu đuôi câu chuyện trong này. Một quán cà phê internet nét phi đang tốt đẹp, người má nó làm thành tv netflix rồi hả tặng rượu thế này có gì khác với tặng quà tặng hỏa tiễn đâu ai làm vậy ta không để yên cho hắn đâu nhìn thấy từng hàng chữ số chuyện động qua trên màn hình bùi khiêm cảm thấy hãi hùng khiếp vía thậm chí hắn còn nhìn thấy bên trong có người tặng liên tiếp mười ly cocktail hoàn thành hiệu quả spam khoe dầu trực tiếp thường đến 500 đồng bùi khiêm không cảm thấy đây là cảnh ngốc nhiều tiền dù sao hắn biết sau này đại gia trên nền tảng phát sóng trực tiếp còn điên cuồng hơn thế này nhiều đây chỉ có thể nói là chút đồng thành mà thôi Hú hồ Trần Lũy hát quả thực rất hay, hoàn toàn xứng đáng với số tiền nhiều như vậy. Bây giờ Bùi Khiêm chỉ muốn hỏi là ai đã khai quật ra ca sĩ bảo tàng Trần Lũy này, là ai? Tức giận có thừa, nhưng Bùi Khiêm cũng thầm cảm thấy có chút may mắn. May là mấy ngày nay hắn ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ, phát hiện sớm. Nếu như quên luôn nơi này, trước khi kết toán vẫn cứ tính là mỗi tháng quán cà phê Internet net phí lỗ 300.000, đoán chừng đợi đến lúc kết toán có thể phun ra được một ngụm máu tươi. Mấu chốt là, xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà không hề báo cáo với hắn đúng là tạo phản rồi tân hải lộ cũng đang quan sát trong lòng còn hơi cảm khái không tệ nha tuần trước quán cà phê internet vi vẫn còn vắng ngát vậy mà sau một tuần lại là bừng bừng sức sống vậy rồi tiếp tục phát triển theo xu hướng này nói không chừng cửa hàng xung quanh cũng đều có thể được ké chút đến lúc đó tiến vào một vòng tuần hoàn tốt đẹp hơn nữa thứ kỳ lại chính là rõ ràng ca sĩ này chỉ là cúi đầu hát không khí trong quán cũng không sôi động giống như các quán bar khác nhưng mọi người vẫn rất chăm chỉ khen thưởng chắc chắn tiền rượu thu vào một buổi tối sẽ vô cùng khả quan trước kia tổng giám đốc bùi không hề quan tâm đến tổn thất của quán cà phê internet netfli là vì sớm đã dự liệu được ngày hôm nay sao tân hải lộ vừa định khen mấy câu đột nhiên phát hiện hình như biểu cảm của tổng giám đốc bùi không đúng lắm kỳ quái tổng giám đốc bùi không hài lòng sao hình như tuần trước đến tổng giám đốc bùi vẫn còn tươi cười hớn hở mà sao lần này nhìn như rất tức giận vậy chứ trong lòng tân hải lộ hơi buồn bực nhưng rất thông minh không nói lời nào chỉ im lặng đi theo phía sau bùi khiêm lặng lẽ chen vào trong đám người lách đi đến góc mã dương đang vui vẻ bàn luận Mã Dương đang nói chuyện dự định sau này với Trương Nguyên. Ta cảm thấy cửa hàng chính này vẫn còn không gian để cải tạo. Bây giờ không thể phá tường, chuyện này hơi tổn hại. Ta định tìm một đội thi công, cải tạo vách tường một chút, tốt nhất để cho người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được bầu không khí bên trong quán. Bây giờ Mã Dương tràn đầy tự tin, cảm thấy thiên phú kinh doanh của bản thân chưa từng được phát huy đầy đủ như vậy. Trương Nguyên đang nghe rất nghiêm túc, đột nhiên nhìn thấy nửa khuôn mặt quất trong bóng tối của Bùi Khiêm sau lưng Mã Dương. Tổng giám đốc Bùi, sao ngươi lại đến đây? Trương Nguyên vội vàng hỏi thăm mã dương sửng sốt lập tức quay đầu vừa hay nhìn thấy sắc mặt tái xanh của bùi khiêm hở anh khiêm đáng tiếc vốn định cho người một bất ngờ nào ngờ bị người phát hiện rồi ánh đèn hơi mờ mã dương cũng không chú ý đến sắc mặt của bùi khiêm sai sai còn đắm chìm trong niềm vui của bản thân một quán cà phê đang tốt đẹp ai bảo ngươi sửa thành một quán ăn đêm về hè vậy hả bùi khiêm sụ mặt nói còn tặng quà có phải ca sĩ cố định còn phải hô một câu người anh em lợi hại hay không vậy mã dương sững sờ lúc này hắn mới nhận ra hình như hôm nay tâm trạng của bùi khiêm không đúng lắm sao vậy anh khiêm quán cà phê internet net vì sắp có lợi nhuận rồi vừa nghe thấy hai chữ lợi nhuận bùi khiêm cảm thấy mã dương này đúng là đang sát muối lên vết thương của mình càng tức giận hơn người đó lão mã may ta phát hiện sớm nếu không quán cà phê internet net vì đang tốt đẹp đã bị người phá hỏng rồi người làm rối loạn toàn bộ cục diện của ta bùi trò chát chấu lên hình tượng của đằng đạt rõ chưa hả lời nói này của bùi khiêm vô cùng nghiêm khắc khiến mã dương choáng váng không thôi Trước kia chưa từng nhìn thấy anh khiêm tức giận như vậy, làm rối loạn toàn bộ cục diện, bùi trò chát trấu lên hình tượng của đằng Đạt. chết tiệt, đừng có chụp cái mũ này lên trên đầu ta chứ. dục vọng sinh tồn của mã dương chớp mắt tăng cao, vội vàng kéo bùi khiêm đi vào bên trong, tìm một vị trí yên tĩnh không người ở cuốn sách báo rồi ngồi xuống. Anh khiêm, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Nếu ta có làm gì không đúng cứ nói thẳng với ta. Cơn giận của bùi khiêm vẫn chưa tan, nói nhảm có thể không tức giận sao? Hắn đã mở thêm hai quán cà phê internet nét vi mới sắp mở thêm hai quán nữa tổng cộng 5 quán mỗi tháng chung tay lỗ vốn hơn triệu như vậy tốt biết mấy kết quả bây giờ ngươi biến cửa hàng chính thành dáng vẻ thế này một khi chuyển lỗ thành lãi vậy rất có thể sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi không đương nhiên trong lòng bùi khiêm nghĩ như vậy nhưng lại không thể thật sự nói ra lão mã ta nhấn mạnh với ngươi bao nhiêu lần rồi mãi mãi không cần đặt doanh thu của quán cà phê internet netfi ở trên đầu tiêu chí đầu tiên là xây dựng hình tượng của đảng đa chúng ta bây giờ ngươi đã xây dựng hình tượng gì cho ta hả quán ăn khuya về hè mã dương nhỏ giọng thì thầm không phải quán ăn khuya về hè đây là phong cách chấn nhỏ bên ven biển châu âu bùi khiêm trừng mắt ngươi còn cứng miệng trong mắt ta không khác gì quán ăn vỉa hè mã dương được rồi quán ăn khuya về hè phong cách ven biển châu âu bùi khiêm vẫn dụ mặt như cũ hình tượng của đằng đạt chúng ta là thế này sao ta không phải nói làm theo phong cách đó không tốt vấn đề là ngươi từng thấy công ty nào làm cửa hàng trải nghiệm thành chợ bán thức ăn trưa? ngươi thế này mà gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô sao ta nhổ bắt con san sát mất con cá rô thì có. Một tháng trời, chỉ vì hai ba trăm nghìn còn con mà ảnh hưởng đến hình tượng công ty đằng đạt, ngươi biết sau này phải tốn bao nhiêu tiền quảng cáo mới có thể bù đắp nổi không? Hai người Mã Dương và Trương Nguyên đều thẫn thờ, len lén đưa mắt nhìn nhau, âm thầm giao lưu ánh mắt. Trương Nguyên, xong đời, hình như chúng ta gây họa rồi. Mã Dương, làm sao đây? Trương Nguyên, làm sao ta biết, anh Mã không phải người là anh em tốt của Tổng Giám Đốc Bùi sao, ngươi nghĩ cách đi. Mã Dương, làm sao ta biết, thôi đi ta hỏi thẳng vậy. Mã Dương và Trương Nguyên trao đổi ánh mắt, thấy Bùi Khiêm đã bớt giận đôi chút, bèn nhỏ giọng hỏi, vậy, anh Khiêm, ngươi cảm thấy nên làm sao, ngươi cứ việc dặn dò, lập tức làm xong, nên làm thế nào? Ta muốn khiến quán cà phê Internet nét phi quay lại dáng vẻ ta đến lần trước, có thể làm được không? Bùi Khiêm cảm thấy bản thân rất khổ tâm, hắn cực khổ lỗ trước tiền bộ dễ lắm sao, trở tay đã bị làm xáo trộn, cuối cùng vẫn là tự bản thân ta đến dọn dẹp tàn cuộc cho các ngươi. Quan trọng là Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, nhưng vấn đề hiện giờ quả thật không dễ thu dọn khách hàng đều đã đến, chẳng lẽ ra sức đổi bọn họ về? Chuyện đó chắc chắn là không thể nào rồi. Trong đầu Bùi Khiêm nhanh chóng lóe lên một vài ý tưởng. Dự định ban đầu của hắn là làm một quán thập cầm có tên quán cà phê internet Netfi, khu quầy bar, thư viện, rạp chiếu phim mini, ăn uống. Tất cả đều xoay quanh chức năng chính là quán cà phê internet. Mục đích cuối cùng là để biến quán cà phê internet Netfi thành một quán net không kiếm ra tiền. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ giờ khu ba lại giọng khách át giọng chủ mà hot lên chỉ vì một ca sĩ cố định cứ thế này thì quán cà phê internet net phi biến thành quán bar net phi rồi còn gì vậy sao được điều này hoàn toàn đi ngược với mục đích ban đầu của bùi khiêm phải làm sao đây vứt đống bàn bên ngoài quán cà phê internet đi à không áp dụng quy chế bán rượu được hoa hồng nữa ư hay là không thuê ca sĩ cố định nữa đều không ổn lắm danh không chính ngôn không thuận vứt bàn đi thì khách bên ngoài ngồi đâu quy chế bán rượu được hoa hồng vừa có lợi cho doanh thu của quán cà phê internet lại có lợi cho việc kích thích sự tích cực của ca sĩ cố định lấy cớ gì để hủy bỏ đây những cách làm này đều quá gượng gạo dễ khiến người ta hoài nghi cũng dễ bị hệ thống cảnh cáo bùi khiêm suy tư trong chốc lát rồi nói bỏ màn hình đi bàn ghế bên ngoài đợi bao giờ vắng khách cũng bỏ dần đi trở về trạng thái ban đầu lòng mã dương vẫn đang dỉ máu nhưng thấy sắc mặt bùi khiêm bất thiện nên hắn chẳng dám nói gì chỉ có thể gật đầu bùi khiêm biết những điều này chỉ là tượng trưng thôi nếu muốn thay đổi mọi việc mấu chốt là phải giải quyết tận gốc vấn đề bỏ hết bàn ghế bên ngoài hủy bỏ quy chế bán rượu được hoa hồng thì đã sao đám người kia tới đây để xem trần lũy hát cơ mà không có chỗ ngồi thì họ đứng nghe nhạc, đến lúc đó vẫn chẳng giải quyết được vấn đề. Vậy nên muốn giải quyết vấn đề thì mấu chốt là phải giải quyết Trần Lũy. Đương nhiên không thể đuổi việc hắn mà phải dùng cách khác. Giờ còn hai tháng nữa là đến tháng 8, Bùi Khiêm vẫn chưa thể chọn ra nhân viên ưu tú. Nhưng tục ngữ có câu, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, Bùi Khiêm vừa động não đã nghĩ ra một cớ hay. 10 giờ, buổi diễn kết thúc, Trần Lũy cúi người chào khán giả rồi bước xuống sân khấu. Dưới sân khấu vẫn còn rất nhiều người đang vỗ tay hoan hô, bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Mã Dương, Trương Nguyên và nhân viên phục vụ bắt đầu tiện khách. Bùi Khiêm kéo Trần Lũy đến một góc yên tĩnh trong quán cà phê Internet rồi ngồi xuống. Trần Lũy chưa từng thấy Bùi Khiêm, sau khi nghe hắn tự giới thiệu mới biết hắn chính là tổng giám đốc Bùi mà Mã Dương thường xuyên nhắc tới, Trần Lũy không khỏi hơi rén. Bùi Khiêm tùy ý hỏi mấy câu về hoàn cảnh của Trần Lũy, biết hắn tốt nghiệp cấp 3 xong không đi học nữa, tính cách rất hướng nội, thậm chí có thể nói là hơi cực kỳ mỗi ngày Trần Lũy đều ở nhà chơi nhạc. Một lần tình cờ đi ngang qua quán cà phê internet Netfi, hắn nghe thấy có người đang hát nên mới lấy hết dũng khí ứng tuyển ca sĩ cố định. Người nhà biết hắn tìm được việc đều rất mừng, dặn dò hắn nhất định phải chăm chỉ làm việc, hòa đồng với đồng nghiệp. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, một nhân viên tốt biết bao, đáng tiếc người không thuộc về ta. Không phải ta không muốn giữ ngươi, mấu chốt là việc ngươi ở lại ảnh hưởng quá lớn đến ta. Giờ đang là thời khắc mấu chốt để xây dựng liên minh quán nét lỗ nặng, nhỡ danh tiếng cửa hàng flagship văng xa, quán cà phê internet netfi ở những người khác cũng hot theo thì chẳng phải xong phim à vậy nên vì tương lai của quán cà phê internet netfi ngươi phải đi trong nội tâm bùi khiêm trượt lóe lên rất nhiều suy nghĩ nhưng hắn không thể hiện ra mặt chỉ có nụ cười càng lúc càng sâu hơn từ nhỏ đến lớn ngươi đều ở kinh châu không muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới sao nếu thực sự muốn theo đuổi giấc mộng âm nhạc ta thấy ngươi nên đi ma đô đế đó mới là nơi để thực hiện ước mơ lời nói của bùi khiêm tràn ngập mê hoặc trần lũy sửng sốt ma đô đô ta ta không được, cách nhà xa quá, có lẽ cha mẹ ta sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa ta nghe nói chi phí sinh hoạt ở Ma Đô Đế cao lắm, ta sợ chết đói mất. Bùi khiêm mỉm cười lắc đầu, không không không, ngươi đánh giá bản thân quá thấp rồi. Ngươi không biết mình hát hay đến mức nào đâu, với trình độ của ngươi, ngươi chỉ cần cắt giọng đã là vũ khí sát thương trên diện rộng rồi, ngươi có biết có bao lỗ tai của các cô gái nguyện mang thai vì ngươi không? Vậy nên ngươi đừng coi thường bản thân, ở thành phố lớn ngươi mới có cơ hội phát triển tốt hơn. Đến lúc đó áo gấm về làng, trở lại kinh châu khiến những người bạn từng xem thường ngươi sáng mắt ra để họ có gato tô cũng chẳng gato tô nổi lời của bùi khiêm vẫn có hiệu quả vì hắn thấy trong mắt trần lũy lóe lên tia sáng trong lòng bùi khiêm mừng thầm ha ha ta đoán đúng rồi một kẻ quái thay tính cách hướng nội ngoại hình cũng không quá nổi bật tốt nghiệp cấp 3 xong liền bỏ học ở nhà chắc chắn từ trước tới nay luôn phải chịu đựng áp lực từ mọi phía bất kể là cha mẹ bạn học hay cha mẹ bạn bè có lẽ đều thường xuyên lấy trần lũy làm ví dụ xấu hát hay thì sao đô thị loại hai như kinh châu căn bản không có sân khấu tốt cho hắn thể hiện dù sao trần lũy cũng là một người vô cùng khát khao được công nhận vậy nên khi nghe thấy viễn cảnh mà bùi khiêm miêu tả rõ ràng trần lũy cũng bị thuyết phục ai không muốn đến thành phố lớn chứ bùi khiêm thoáng dừng lại một chút không phải hắn đang đợi trần lũy ấp ủ cảm xúc mà hắn đang hỏi hệ thống vớt cuộc mình có thể dùng cách gì để giúp đỡ trần lũy hiện tại điều duy nhất do dự trần lũy chính là tiền quán cà phê internet có hoa hồng rất cao hơn nữa còn có rất nhiều fan yêu mến hắn đây là vùng an toàn của trần lũy hắn không muốn ra khỏi đó đến đế đô ma chưa nói đến việc phải bắt đầu lại từ đầu ở một nơi xa lạ chỉ riêng chi phí ăn ở sinh hoạt trần lũy cũng không đủ khả năng chi trả rồi dù sao đến đó hắn sẽ không còn thu nhập nữa vậy nên bùi khiêm phải giúp trần lũy giải quyết nỗi lo về tương lai thì hắn mới có thể an tâm rời đi mấy phương án bùi khiêm lặng lẽ thầm hỏi hệ thống đều bị phủ định hết ví dụ như bùi khiêm muốn khuyên trần lũy nghỉ việc rồi lấy danh nghĩa công ty cung cấp tiền sinh hoạt cho hắn để hắn đến thành phố lớn tự do theo đuổi ước mơ của mình nhưng hệ thống không đồng ý vì nếu vậy Trần Lũy không còn là nhân viên của Đảng Đạt nữa rồi, chi phí này rõ ràng không cần thiết. Giờ Bùi Khiêm không thể sa thải Trần Lũy vì Trần Lũy chẳng những không phạm sai lầm mà còn rất hữu ích đối với quán cà phê internet, chẳng có lý do gì để đổi việc hắn cả. Nếu muốn tiêu tiền cho Trần Lũy thì phải thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất, Trần Lũy phải là nhân viên của Đảng Đạt, thứ hai, chi tiền cho Trần Lũy phải hợp tình hợp lý, nằm trong phạm vi cần thiết, còn một trường hợp nữa là có thể đầu tư một triệu cho Trần Lũy như Hoàng Tư Bác. Nhưng giờ Bùi Khiêm cũng không dám mạo hiểm kiểu ấy nữa, Trần Lũy là người có bản lĩnh thực sự nếu đầu tư cho hắn một triệu có quỷ mới biết hắn có thể gây ra sóng to gió lớn gì thế nên bùi khiêm hy vọng chỉ cần đảm đảm cuộc sống cơ bản của trần lũy còn những khoản khác một phần tiền hắn cũng không chi hơn nữa chắc chắn phải lấy tiền từ quỹ hệ thống vì bùi khiêm làm gì có tiền nhưng vấn đề này cũng không làm khó được đầu óc thông minh của tổng giám đốc bùi hắn thoáng suy tư rồi nói nếu ngươi muốn đến thành phố lớn như Mado để tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình thì ta có thể giúp ngươi phòng làm việc phi hoàng trực thuộc đằng đạt ở ma ta có thể điều ngươi sang phòng làm việc phi hoàng đến lúc đó đơn giản chỉ cần bảo họ sắp xếp nơi ăn trốn ở trong một người là được ở đó ngươi chỉ mang danh nên có thể yên tâm theo đuổi giấc mộng âm nhạc của mình ngươi cảm thấy thế nào trần lũy hơi rối rắm một bên là cuộc sống hạnh phúc trước mắt một bên là giấc mơ nơi phương xa tổng giám đốc bùi để ta suy nghĩ một lát đã ngày hôm sau màn hình hiển thị trong quán cà phê internet không còn nữa bàn ghế bên ngoài cũng bị bỏ bớt thoạt nhìn quán không giống một cửa hàng đắt khách mà quạnh quẽ hơn hẳn buổi tối khán giả vẫn rất đông nhưng ai cũng nhận thấy hình như trần lũy hơi mất tập trung ngoài đình nghỉ chân ven đường xưa cỏ xanh ngát trời hỏi người lần này đi bao lâu mới về đến lúc đi chớ trần trừ trần lũy vẫn hát hết bài này lại đến bài khác như trước hắn chỉ lặng lặng hát mà chẳng nói gì cả nhưng phan dưới sân khấu vẫn nghe ra tâm sự trong giọng hát của hắn lạ ghê sao tối nay hình như toàn mấy bài hát về chia ly vậy phải đó tự dưng buồn ghê ta tặng thêm hai ly aurora nhắc mới nhớ sao không thấy màn hình hiển thị nữa nhỉ chẳng biết nhưng không thấy thì thôi chủ yếu là đến để ủng hộ trần lũy chứ có phải là màu đâu Mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện như bình thường nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác bầu không khí hôm nay sai sai. Trần Lũy hát thêm một bài rồi ngưng, hắn hắng giọng vào mic nói mấy câu hơi buồn. Hôm nay ta nói với mọi người một chuyện, từ mai ta sẽ không hát ở đây nữa. Dưới sân khấu đột nhiên nhốn nháo. Không phải như mọi người nghĩ đâu, ta rất thích hát ở đây, cũng rất thích hát cho mọi người nghe. Giám đốc mã của quán cà phê Internet Netfi cũng rất muốn ta ở lại. Và lại trước giờ mọi người đều rất nhiệt tình, tặng ta rất nhiều quà, ta vô cùng cảm động. Ta rời đi là vì ông chủ lớn của quán cà phê Internet Netfi rất thích ca khúc của ta, muốn đưa ta đến Mado tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình, hắn sẽ phụ trách nơi ăn trốn ở của ta trong suốt thời gian đó. Ta rất thích hát cho mọi người nghe nhưng ta cũng rất trân trọng cơ hội này, ta hy vọng có thể rời khỏi Kinh Châu đến Mado. Trần Lũy nói rồi bất giác nước mắt lưng tròng. Ra là vậy, chuyện tốt mà. Tuy rất tiếc nhưng vẫn ủng hộ việc ngươi theo đuổi giấc mơ của mình. Nếu ở Mado không như ý nhất định phải trở về nhà, đây mãi là nhà của ngươi. Hu hu hu, buồn ghê tặng thêm 10 liều đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Bầu không khí thương cảm bỗng chốc bao trùm phía dưới sân khấu. Rất nhiều người tặng rượu cho Trần Lũy tại quầy bar, có không ít em gái bật khóc, cầm khăn giấy khẽ chấm nước mắt. Bùi Khiêm lặng lặng đứng trong góc, cảm thán trong lòng, ta đúng là một kẻ xấu xa, nhưng hết cách rồi người anh em ạ, à, người ưu tú quá, không hợp ở lại đây đâu. Trong một góc hẻo lánh trên tầng hai, Mã Dương đang khóc lóc thảm thiết, "Cây dụng tiền của ta, a à hu 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 hu." Trương Nguyên bên cạnh vừa đưa khăn giấy vừa an ủi, giám đốc Mã chúng ta làm theo sắp xếp của tổng giám đốc bùi thôi mà không sao không sao chúng ta tuyển ca sĩ cố định mới giám đốc mã chúng ta vẫn còn cơ hội biến lỗ thành lãi mà vẫn còn nhưng mã dương hoàn toàn không được an ủi mà vẫn nước mắt nước mũi ròng ròng vì sao rõ ràng sắp biến lỗ thành lãi rồi mà ta cảm thấy không thể tìm được ca sĩ cố định nào như trần lũy đâu tuy mã dương không nghe ra được hắn hát hay hay giờ nhưng qua mấy ngày quan sát đại khái hắn cũng hiểu ca sĩ cố định bình thường không sánh được với trình độ của trần lũy đâu tuyển người khác cũng chẳng có ai được chào đón như trần lũy cả thực ra đến giờ quán cà phê internet nét vi có thể thấy được lợi nhuận đều nhờ cả vào trần lũy đấy chứ hắn hát hay nên hút fan tối nào khán giả cũng đến tặng rượu tặng nước gia tăng doanh thu cho quán cà phê internet nếu trần lũy đi thật ca sĩ khác cùng lắm cũng chỉ ngang trình trương nguyên thôi đại khái có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó bùi khiêm im lặng lên tầng thấy mã dương khóc lóc thảm thiết hắn cũng không đành lòng chuyện này khiến mã dương buồn vậy sao Tuy lúc đầu hắn có hơi giận Mã Dương nhưng giờ việc Trần Lũy sẽ đi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi nên Bùi Khiêm cũng chẳng giận nữa. Bùi Khiêm đưa một túi khăn giấy sang, lão Mã, không sao đâu, Trần Lũy là nhân tài, để hắn ở quán cà phê Internet net vì thì lãng phí tài năng quá, nếu ngươi thật sự cảm thấy mình là bá lạc của hắn thì nên chúc phúc cho hắn. Mã Dương xì sì mũi, anh Khiêm, ta đâu có buồn vì chuyện này. Chủ yếu là ta cảm thấy khó khăn lắm quán cà phê internet net vì mới có cơ hội kiếm tiền cho người mà giờ lại mất rồi, ta đang buồn thay người thôi. Bùi khiêm cảm động, xem kìa chỉ có anh em thương ta thôi nhưng hình như mã dương có tinh thần trách nhiệm cao như vậy cũng chẳng phải chuyện hay ho gì chắc lần này chỉ là việc ngoài ý muốn thôi do mã dương may mắn nên tự dưng vừa được trần lũy nếu không cũng chẳng nhiều chuyện đến thế nên suy cho cùng người anh em này vẫn rất đáng tin bùi khiêm vỗ vai mã dương lão mã ta đã bảo ngươi bao lần rồi ngươi phụ trách quán cà phê internet net phi thì đừng chỉ nghĩ đến việc làm sao để kiếm tiền điều quan trọng là ngươi phải thay ta giữ gìn cánh cửa thể hiện hình tượng đằng đạt này ngươi hiểu chưa lần này sai lầm mà ngươi phạm phải cũng vậy vì chút lợi nhỏ mà hy sinh cả hình tượng quán cà phê internet thế là không được mã dương gật đầu vâng anh khiêm ta biết rồi lần sau ta sẽ chú ý bùi khiêm rất hài lòng ừm um được rồi đi chúng ta đi tiễn trần lũy tầng một quán cà phê internet nét phi phần trình diễn của trần lũy đã đến hồi kết nhưng đa số khán giả đều không muốn đi trần lũy lại hát thêm hai ba bài cuối cùng mọi người vây quanh trần lũy đi ra cửa quán cà phê internet nhiều cô gái khóc trôi cả lớp make up ai nấy đều làm như sắp sinh ly tử biệt đến nơi vậy bùi khiêm nhủ thầm trong lòng bao giờ ta mới được đối xử như vậy nhỉ mã dương cũng khóc như mưa hắn bước tới tạm biệt trần lũy rồi chúc hắn thượng lộ bình an vốn dĩ hốc mắt trần lũy chỉ phiếm hồng nhưng trông thấy dáng vẻ của mã dương hắn bỗng không kìm nổi cảm xúc mà cảm động tột cùng bùi khiêm thấy hơi ba chấm bởi hắn biết mã dương khóc vì mất đi một cây dụng tiền là chính chứ chẳng có tình cảm sâu đậm gì với trần lũy đâu nhưng trần lũy nào biết hắn còn cảm thấy giám đốc mã có ơn nặng như núi với mình nhưng mình chưa thể báo đáp làm khổ nhau tới 11 giờ đêm, cuối cùng đa số mọi người cũng tàn cuộc. Bùi Khiêm gọi riêng Trần Lũy sang một bên, đưa cho hắn một số điện thoại. Đến Ma Đô cứ tìm người này, hắn tên Hoàng Tư Bác, là người phụ trách phòng làm việc Phi Hoàng. Đến lúc đó ngươi không cần bận tâm gì cả, hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bùi Khiêm đã gọi điện báo trước với Hoàng Tư Bác rồi, tóm lại Trần Lũy đến đó thì mọi vấn đề về nơi ăn trốn ở đều do Hoàng Tư Bác lo hết. Trần Lũy thích làm gì thì làm, Bùi Khiêm cân nhắc, cùng lắm hắn cũng chỉ hát cả khúc chủ đề cho phim tài liệu thôi mà chẳng gây ra được sóng gió gì đâu với lại phóng sự của hoàng tư bác cũng kiếm được tiền nhờ điều này nó cũng nằm trong tính toán của bùi khiêm tổn thất sẽ ít hơn việc giữ trần lũy lại quán cà phê internet netfi cảm ơn tổng giám đốc bùi đã đề bạt ta sẽ nhớ kỹ công ơn của giám đốc mã và tổng giám đốc bùi sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp trần lũy giữ tay bùi khiêm cảm động tột cùng thật sự không cần đâu ánh mắt bùi khiêm vô cùng chân thành có thể thấy được câu này xuất phát từ tận đáy lòng hắn lên xe rời khỏi quán cà phê internet netfi bùi khiêm thở phào nhẹ nhõm thật sự mỗi bước đều hú hồn ta khổ quá mà bùi khiêm nhớ lại chuyện hôm nay mình mà phát hiện muộn một hai tuần thôi là có khi không cứ vãn nổi mọi chuyện nữa rồi đến lúc đó chẳng những quán cà phê internet nét phi có chuyện mà những dự án khác cũng công cấp may mà mọi việc đều nằm trong kế hoạch của mình nên vẫn thành công dù cách xa ngàn dặm dẹp yên lão mã là giải quyết được tai họa ngầm rồi thật xứng đáng là một cách giải quyết hoàn hảo ta quả là thiên tài Bùi khiêm lo Mã Dương sẽ bị đà kích vì chuyện này mà không gượng dậy nổi nên cuối cùng hắn đã hứa hẹn với Mã Dương đương nhiên lời bùi khiêm cũng chỉ nửa thật nửa giả hơn nữa những lời hứa hẹn của hắn khác hẳn với mấy ông chủ khác những lời hứa hẹn của mấy ông chủ khác toàn là lừa người nhưng bùi khiêm thì khác hắn định làm vậy thật cách làm của mã dương đã nhắc nhở bùi khiêm khiến hắn liên tưởng đến bảng livestream bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim bùi khiêm biết rõ trong vòng mấy năm tới livestream sẽ nhanh chóng trở thành trào lưu các nền tảng livestream bắt đầu đại chiến thay đổi cách sống của con người một cách sâu sắc nhưng ai nói trào lưu thì chắc chắn kiếm ra tiền chọn đúng trào lưu quả thật có thể tạo nên một đế quốc thương nghiệp khổng lồ nhưng khả năng cao cũng sẽ bị thiêu thành cho bụi chẳng còn đường lui trong cuộc chiến đốt tiền dù sao người khác cũng không mù người có thể thấy được trào lưu thì người ta cũng có thể trong thời đại internet muốn biết ai là người cuối cùng có thể dẫn đầu xu hướng thì phải xem anh nhiều tiền hơn rất nhiều công ty đốt hàng trăm triệu bùi khiêm tự hỏi hắn không tức đốt tiền nhưng quan trọng là tạm thời đằng đạt không có nhiều tiền cho hắn đốt nhưng dù nói thế nào thì có thể lỗ là được bùi khiêm biết rất nhiều ví dụ liên tục thua lỗ kinh điển xe đạp công cộng tiểu hoàng hãng đặt xe đi đi, hãng chip đồ ăn mây tuần, nền tảng live stream Panda, GZ Logistics. Đây chẳng phải đều là những ví dụ điển hình về việc liên tục thua lỗ hay sao? Bùi Khiêm cảm thấy chỉ cần mình làm đại một cái cũng có thể lỗ liên tục, lỗ bền vững rồi dùng tiền của hệ thống để đổ vào thôi, vậy chẳng phải tốt quá sao? Trước đó Bùi Khiêm chưa từng dấn thân vào mấy lĩnh vực này, quan trọng là vì mấy lĩnh vực này cần rất nhiều tiền, không có chút của cải thì còn chẳng làm nổi thùng rỗng chứ nói chi đến việc kinh doanh. Nhưng giai đoạn này Bùi Khiêm phát hiện mục tiêu thua lỗ của mình dần nhảy lên hàng chục triệu rồi, đương nhiên hắn có thể lên kế hoạch cho mục tiêu tương tự trong chu kỳ tương lai nhưng cụ thể phải làm thế nào thì phải suy nghĩ kỹ càng đã hệ thống đã có quy tắc đến hạn có sản phẩm chưa hoàn thành thì sẽ rời hạn kết toán lỡ bùi khiêm chọn vừa một lĩnh vực nào đó sản phẩm mới làm được một nửa vốn đã đứt đoán muốn kết toán cũng không được tiền cũng tiêu hết thì chẳng khó xử à nếu hai chu kỳ này có thể thuận lợi thua lỗ thì tạm thời không cần dấn thân vào mấy lĩnh vực đó nhỡ lại ma xui quỷ khiến mà lời nữa thì tổng giám đốc bùi sẽ phải đặt chân vào con đường vung tiền một đi không trở lại mà trong rất nhiều lựa chọn, rõ ràng livestream là một lựa chọn không tồi. Bùi Khiêm thấy Mã Dương buồn bã như vậy nên muốn an ủi hắn một chút bằng cách ném luôn chiếc CEO livestream Netflix cho hắn. Vừa hay có thể nói điểm mấu chốt của livestream Netflix bắt nguồn từ màn hình hiển thị trong quán cà phê internet Netflix của Mã Dương. Ngày mùng 3 tháng 6, hai quán cà phê internet Netflix khác cũng đã khai trương. Bùi Khiêm vẫn đích thân ghé quán để tận mắt nhìn thấy cảnh cả hai quán đều vắng tanh vắng ngắt, vậy hắn mới yên tâm. Mã Dương và Trương Nguyên cũng có mặt có điều trong mắt mã dương còn hơi hoang mang lại vững chút sầu muộn bùi khiêm im lặng kéo trương nguyên sang một bên ta cảm thấy trạng thái này của lão mã không khả quan lắm trương nguyên thành thật đáp không sao đâu tổng giám đốc bùi anh mã tạm thời mất mục tiêu xíu thôi thỉnh thoảng hơi chán đời nhưng không ăn thiếu miếng cơm nào đâu còn ăn nhiều hơn ấy bùi khiêm cảm thán trong lòng quả nhiên không hổ là lão mã tố chất tâm lý thật sự quá cứng gặp đả kích nặng nề như vậy cũng không bỏ thiếu cơm nào bên cửa hàng chính thế nào trương nguyên đáp vẫn vậy thôi sau khi trần lũy đi chúng ta đã tìm một ca sĩ cố định mới thỉnh thoảng vẫn có người tặng rượu nhưng lượng người giảm dần rồi vẫn có tiền hoa hồng doanh thu khá hơn hồi đầu một chút nhưng muốn chuyển lỗ thành lãi thì còn xa bùi khiêm gật đầu hắn yên tâm rồi chỉ cần đừng chuyển lỗ thành lãi là được nhưng vậy mà doanh thu lại khá hơn hồi đầu một chút điều này chứng tỏ hình thức bán rượu được hoa hồng thật sự hữu ích có thể kiếm ra trước tiền nên trung quy nó vẫn là một mối nguy nhỏ nhìn mã sương mặt ủ mày trao mặt đã dài nay còn dài hơn bỗng bùi khiêm có một ý tưởng Liệu có thể nghĩ ra một cách vừa giải quyết chuyện bán rượu được hoa hồng của quán cà phê Internet Net phi lại giúp Mã Dương tìm được việc mới để làm, phấn chấn trở lại không nhỉ? Trong đầu Bùi Khiêm nhanh chóng lóe lên một ý tưởng. Trong số mấy ví dụ thua lỗ kinh điển kia có mấy cái cần tới hàng trăm triệu tiền vốn nên tạm thời không làm được nhưng cũng có mấy cái chẳng cần nhiều vốn ban đầu. Ví dụ, sao đồ ăn. Bùi Khiêm chú ý tới cửa hàng trưởng của quán cà phê Internet Net phi là một đầu bếp. Lúc trước khi chọn cửa hàng trường, ngoài bốn nhân viên phục vụ còn có một đầu bếp giơ tay, thế là hắn được chọn làm cửa hàng trưởng luôn. Trùng hợp ghê. Trương Nguyên, ngươi gọi cửa hàng trưởng quán này với Mã Dương lại đây, ta có việc với giao cho mọi người. Bốn người ngồi ở khu cà phê. Mã Dương và Trương Nguyên thấy rất thành quen, đầu bếp mới được thăng chức lên làm cửa hàng trưởng kia vẫn chưa quen với thân phận mới nên có vẻ hơi bất an, đứng ngồi không yên, không biết nên xưng hô thế nào với cửa hàng trưởng đây. Bùi Khiêm hỏi, hắn thật sự không để ý tới tên của mấy cửa hàng trưởng, dù sao đều là công cụ hình người cả, tên gì đâu quan trọng. Thật ra nếu xét từ góc độ khác thì đó cũng là một chuyện tốt biết tên của công cụ hình người phần lớn là do người đó làm việc quá xuất sắc đối với bùi khiêm đây không phải tin tốt đầu bếp mới được thăng chức lên làm cửa hàng trường trong tầm 40 tuổi không béo như người trung niên bình thường mà vẫn duy trì được vóc dáng da rẻ cũng khá tốt nghe tổng giám đốc bùi hỏi cửa hàng trưởng vội đáp ta tên lâm sán vinh bùi khiêm gật đầu chỉ nhớ hắn họ lâm lão mã nghe nói hình như gần đâu ngươi hơi mất mục tiêu không sao ta có một nhiệm vụ mới rất quan trọng giao cho ngươi đây đây sẽ là một bước tiến trong việc mở rộng quán cà phê internet netfi của chúng ta là một khâu quan trọng trong bố cục của đế quốc thương nghiệp đàng đạt người có lòng tin sẽ làm tốt không bùi khiêm nhìn mã dương ánh mắt ngập tràn sự khích lệ mã dương bỗng phấn chấn hẳn anh khiêm người cứ nói ta còn đang lo tài hoa của ta không có chỗ dùng đây bùi khiêm gật đầu quả nhiên chỉ cần một nhiệm vụ đơn giản là có thể khơi dậy ngọn lửa phấn chấn trong lòng mã dương rồi chúng ta phải tiến quân vào ngành ẩm thực ba người mã dương trưng nguyên lâm sán vinh đương mắt nhìn nhau tiến quân vào ngành ẩm thực. Thật ra đã đặt một chân vào rồi, chính là quán cà phê Internet Netfi này đây. Quán cà phê Internet Netfi có bán đồ ăn, trên thực đơn mặt trước là rượu ngoại, mặt sau là mấy món nhà làm. Công việc trước đó của đầu bếp Lâm ở cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netfi chính là mỗi ngày lên mạng, à không, là món cho khách. Nhưng khách của quán cà phê Internet Netfi trước đó vốn không ai gọi món nên đầu bếp Lâm luôn trong trạng thái rảnh rỗi. Giờ còn định tiến thêm một bước nữa. Mọi người đều thấy khó hiểu, nhất là Lâm Sán Vinh trong mắt hắn lộ rõ vẻ mờ mịt người khác không rõ tình hình ăn uống trong quán cà phê internet Net phi chứ hắn thì quá rõ căn bản là chẳng có việc để làm ấy mỗi ngày từ khi vào làm đến lúc tan ca thực sự không làm được quá mười món Ngắm lại cũng rất bình thường một nơi vô cùng phong cách và thời thượng như quán cà phê internet Net phi ai lại chọn món nhà làm ở đây em gái xinh xắn bàn bên chọn một ly cốc tiêu đẹp mắt vừa chậm rãi thưởng thức vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ sau phi một bức là có thể làm màu trong vòng bạn bè rồi kết quả mấy chàng trai bàn bên lại ôm đĩa trứng xào cà chua nhai nhóc nhép không ổn nếu gọi món thật mùi thức ăn sẽ bay khắp khu cà phê có lẽ sẽ bị ánh mắt những người xung quanh giết chết 100 lần nên từ đầu chẳng ai gọi món cả công việc mỗi ngày của đầu bếp lâm chính là đứng gác trong bếp dành muốn chết sau này tình hình ổn hơn một chút bùi khiêm đảm bảo sinh hoạt cơ bản cho nhân viên nên quán cà phê internet net phi sẽ cung cấp bữa trưa cho nhân viên vì vậy mỗi trưa đầu bếp lâm đều khá bận rộn nhưng vẫn rất nhàn rỗi vì quán cà phê internet net phi đã có thêm hai đầu bếp cường độ làm việc thế này so với quán ăn bình thường cứ như đang nghỉ. Nên từ trước tới giờ, mảng thức ăn của quán cà phê Internet Net Phi vốn luôn trong trạng thái có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng những không có lãi mà đến doanh số cũng chẳng được bao nhiêu. Thậm chí còn có xu hướng phát triển thành nhà ăn của nhân viên đằng đạt Thế mà còn muốn tiến thêm bước nữa, e là lỗ tụt quần mất. Đầu bếp lâm không hiểu nổi lốt của có thể tiến thêm bước nữa kiểu gì. Ba người dương mắt nhìn bùi khiêm, im lặng chờ cao kiến. Bùi khiêm khẽ ho hai tiếng rồi nghiêm túc nói, tục ngữ có câu thực sắc tính dã ăn uống là ngành liên quan mật thiết đến cuộc sống con người, không bao giờ lỗi thời. Đến giờ, món ăn quán cà phê Internet Net Phi đưa ra đều bổ dưỡng thơm ngon, tràn ngập hơi thở cuộc sống nên được rất nhiều người yêu thích. Nên ta muốn tiến thêm một bước, phát huy uy thế này để những ai không thể đến quán cà phê Internet Net Phi ăn các món thơm ngon này có thể hưởng thụ một cách tiện lợi mà không cần ra khỏi cửa. Nhiệt tình trong mắt mã dương dần biến mất, hắn hơi mù mịt nhìn về phía buổi khiêm. Anh khiêm, nói cả buổi thì ra anh muốn đi quán cà phê Internet Net kiêm luôn bằng giao đồ ăn. Vậy ngươi nói phức tạp thế làm gì? Nói thẳng ra là sau này quán cà phê internet net phi cung cấp dịch vụ giao hàng là được rồi còn gì? Hừ, thằng nhóc này có khả năng tiếp thu cao đấy, đúng là giao hàng. Nhưng không phải giao hàng thông thường. Bùi khiêm tỏ vẻ nghiêm túc, lão mã, thái độ của ngươi vậy là không đúng. Cùng là hát nhưng ngươi hát là ca tụng cái chết, còn trần lũy hát lại là âm thanh thiên nhiên, giống nhau được chắc. Chuyện gì cũng phải làm đến cùng, đó đều là khởi nguồn trong một sản nghiệp vĩ đại. Ngươi nghĩ đi, tương lai muốn đưa đế quốc gia đồ ăn của chúng ta ra khỏi Kinh Châu, đến các thành phố lớn trong nước thay đổi rõ rệt cách sống của mọi người chẳng lẽ đây chỉ đơn giản là bán tắc cửa quay thôi sao hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ bước đầu tiên giờ chúng ta phải bước ra bước đầu tiên quan trọng nghe bùi khiêm nói vậy biểu cảm của ba người mã Dương, trưng nguyên lâm sán vinh chuyển từ phản đối thành hoàn toàn tỉnh ngộ rồi nhanh chóng tiếp thu lâm sán vinh không khỏi cảm thán quả nhiên đây chính là sự khác biệt về lề lối tổng giám đốc bùi đã nghĩ từ mặt tắc cửa quay đơn giản đến đế quốc thương nghiệp tương lai còn muốn tắc cửa quay phổ biến rồi sẽ thay đổi cực lớn cách sống của mọi người Đúng là nhìn xa trông rộng, khó trách người ta còn trẻ đã làm tổng giám đốc, chỉ có thể nói đây chính là số trời. Mã Dương cũng thay đổi thái độ phản đối trước đó, hứng thú của hắn lại được Bùi Khiêm khơi dậy. "Anh Khiêm, vậy ngươi mau nói xem chúng ta phải làm thế nào? Phát triển website giao hàng thì sao? Hợp tác với doanh nhân thành phố Kinh Châu, xây dựng nền tảng giao hàng online." Mã Dương và Trương Nguyên liên tục đưa ra nhiều ý tưởng, Lâm Sán Vinh cũng bổ sung ý kiến. Bùi Khiêm chỉ cười không nói. Mấy người Mã Dương đưa ra đề nghị như vậy cũng chẳng hạ gì. Năm 2019 là năm Internet PC bước vào giai đoạn cuối, chuyển sang giai đoạn đầu phát triển của Internet di động. Theo trí nhớ Bùi Khiêm, 74.5% người online bằng điện thoại đã chính thức vượt qua 70.6% online bằng máy tính nhưng đó là chuyện của hai năm sau. Ở thế giới này, do ngành điện thoại phát triển nhanh hơn trong ký ức nên giờ là thời đại của Internet di động rồi. Nhưng đến giờ dịch vụ đặt đồ ăn online vẫn chưa bị các tập đoàn lớn sâu xé vì họ đang để ý tới một trào lưu khác chính là mua theo nhóm. Bắt đầu từ mùa xuân năm 2010, các startup trong nước thấy hình thức mua theo nhóm nổi lên rồi dẫn đến đại chiến trăm nhóm, đại chiến nghìn nhóm, gần như mỗi ngày đều có thêm 10 công ty mua theo nhóm. Trong tình hình mua theo nhóm lên ngôi như vậy, sao đồ ăn có phần bị xem nhẹ, một hai năm sau nước lên thuyền mới lên theo, tắc cửa quay sẽ trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt tư bản. Nhưng dù nói thế nào thì giờ đã có nhiều quán ăn cung cấp dịch vụ tắc cửa quay rồi, có điều đều gọi món bằng cách vô cùng nguyên thủy là gọi điện thoại đến cửa hàng. Cách này tồn tại rất nhiều vấn đề, chẳng những không đảm bảo thời gian mà còn có thể giao nhầm đơn. Vậy nên xây dựng một nền tảng tập hợp tất cả sản phẩm của các doanh nghiệp để khách dễ đặt đồ ăn online, sau đó nền tảng sẽ được chia hoa hồng, đây chính là cách nghĩ của người bình thường. Nhưng rõ ràng Bùi Khiêm không định làm thế. Các ngươi đều quá nóng vội rồi, ăn phải ăn từng miếng, đi phải đi từng bước. Bây giờ vốn dĩ mọi người đều chưa hình thành thói quen này, quán cà phê internet Netfee của chúng ta không có thương hiệu ăn uống độc lập cũng chẳng có danh tiếng, dù tạo được trang web thì tuyên truyền kiểu gì, đảm bảo hiệu quả mà chúng ta muốn bằng cách nào? Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Huống chi vấn đề lớn nhất của ngành này không chỉ là quảng bá và chiếm lĩnh thị trường mà còn là giám sát. Ăn uống là chuyện lớn, mấy quán ăn ven đường đầy rủi nhặng gia nhập trang web rồi kết quả là không chú ý tới vệ sinh để khách hàng ăn vào xảy ra vấn đề. Chúng ta là nền tảng cũng có trách nhiệm. Tạo ra một nền tảng nghĩ thì đơn giản, nhưng mọi người có từng nghĩ đến chuyện giải quyết mấy vấn đề này thế nào không? Bùi Khiêm hỏi ngược mấy câu khiến đám mã dương á khẩu. Cũng đúng, hình như suy nghĩ này hơi xa vời, không thiết thực lắm nhưng không làm thế thì làm thế nào mọi người nhìn về phía bùi khiêm bùi khiêm mỉm cười rất đơn giản chúng ta cứ bước từng bước thôi bước đầu tiên là xây dựng một thương hiệu ăn uống thật tốt làm một áp đặt đồ ăn online thật đơn giản nhưng chỉ có thể chọn món của chúng ta thôi đầu bếp của chúng ta là đỉnh nhất món ăn cũng sạch sẽ tươi mới chắc chắn sẽ không có vấn đề đâu trực tiếp chiếm lĩnh thị trường cao cấp xây dựng danh tiếng rồi từ thành phố kinh châu mở rộng ra toàn quốc ba người đưa mắt nhìn nhau hình như đây đúng là một phương án khả thi hơn chỉ có điều kế hoạch rất hoàn hảo nhưng cứ thấy sai sai vậy thương hiệu ăn uống của chúng ta tên là gì mã dương hỏi bùi khiêm mỉm cười tắc cờ quay nét phi lâm sán vinh tỏ vẻ hơi khó hiểu nhưng tổng giám đốc bùi bây giờ rất nhiều cửa hàng kinh doanh kiểu thách ơ quay một vài cửa hàng có tiếng đều cung cấp dịch vụ tắc cờ quay tuy hương vị các món ăn của chúng ta không tồi nhưng cũng chỉ là món nhà làm mà thôi không có ưu thế rõ rệt so với những quán ăn khác chứ nói chi đến mảng tuyên truyền định giá quả nhiên là đầu bếp mới đó đã nhìn ra vấn đề bùi khiêm khẽ cười nên ta mới nói phải đi theo con đường cao cấp. Những cửa hàng khác đều dùng hộp nhựa, túi nhựa để giao, vô cùng mất vệ sinh lại rất mất thẩm mỹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao nhiều người thích đến cửa hàng ăn hơn chứ không chọn mua tắc cửa quay. Đồ ăn vẫn như nhau, chỉ khác mỗi bao bì thôi. Điều này chứng tỏ con người là động vật thị giác, giá trị thẩm mỹ còn cao hơn khẩu vị. Tất cả món ăn của chúng ta đều được đựng trong bộ đồ ăn sứ trắng được đặt riêng, do nhân viên giao hàng đưa đến tận cửa, đúng giờ thu hồi, trực tiếp dùng bộ đồ ăn để giáng một đòn nặng nề vào các cửa hàng lân cận khác. Bùi Khiêm tràn đầy tự tin, nói đến mức bản thân hắn cũng suýt tin. Rõ ràng Mã Dương đã bị Bùi Khiêm thuyết phục, trong mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa phấn khởi bừng bừng. Còn Lâm Sán Vinh thì nhìn Trương Nguyên rồi thấy sự bối rối trong mắt nhau, chẳng hiểu kiểu gì, làm thế có tác dụng không? Do mạch suy nghĩ của tổng giám đốc Bùi quá tiên tiến hay do mạch suy nghĩ của chúng ta quá lạc hậu vậy? Bùi Khiêm không cho ba người cơ hội do dự mà giao nhiệm vụ luôn. Vậy thì đầu bếp Lâm, người phụ trách nghiên cứu chuyện này, lấy quán cà phê internet này làm thí điểm xem. Cụ thể có những món gì, Phạm vi giao hàng, website đặt món hoặc phần mềm phải làm thế nào, ban đầu tuyên truyền ra sao. Mã Dương, Trương Nguyên, hai người lo mấy vấn đề này đi, qua một thời gian đưa phương án cho ta xem, tốt nhất là tuần này lên ý tưởng đại khái rồi tuần sau chính thức làm luôn. Mã Dương vũ ngực, anh khiêm yên tâm, cứ để ta. Thực ra dịch vụ giao thức ăn kiểu này có từ lâu rồi, dù sao thì giờ quán cà phê Internet Netfi cũng đang phụ trách cơm trưa cho nhân viên đằng đạt, vốn dĩ cũng phải giao. Giờ chỉ cần hoàn thiện một vài chi tiết, tuyển thêm mấy shipper là có thể phụ trách về giao hàng trong khu vực lân cận rồi. Đương nhiên nghiệp vụ của tác cờ quay Netfi chắc chắn sẽ lấy quán cà phê Internet Netfi làm trung tâm rồi mở rộng phát triển. Chỉ giao trong khu vực 2 km xung quanh quán cà phê Internet Netfi, đợi đến lúc quán cà phê Internet Netfi mở thêm nhiều cơ sở chắc chắn sẽ thực hiện được mục tiêu phủ khắp thành phố. Nghiêm khắc mà nói, cách thập cầm thế này thật sự không tiết kiệm cũng chẳng khoa học. Nhưng điều Bùi Khiêm muốn chính là tốn kém và không khoa học, dù sao hắn chỉ mong quán cà phê Internet Netfi thua lỗ là được. Nếu cửa hàng thật sự chỉ chuyên về một mảng, ví dụ như chỉ làm quán cà phê internet hay quán ăn, quán bar, tắt cửa quay, mà Bùi Khiêm cứ bỏ vốn vô tội vạ kiểu này thì việc từ từ chuyển lỗ thành lãi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao hệ thống cũng đặt ra rất nhiều hạn chế với Bùi Khiêm, không thể bán hàng nhái nên bất luận tiêu bao nhiêu tiền thì dịch vụ và sản phẩm đều phải dao động trong phạm vi hợp lý, dù giá cao hay thấp đều phải có nhóm khách hàng tương ứng. Mà việc biến quán cà phê internet nét phi thành một nồi thập cầm đương nhiên có thể khiến các bộ phận cản trở lẫn nhau, vậy mới có thể hoàn thành tốt mục tiêu thua lỗ của Bùi Khiêm. Bùi Khiêm rất hài lòng với trạng thái hiện tại của quán cà phê Internet Netfi. Mà trong số đó, Bùi Khiêm hài lòng với tình trạng ăn uống nhất nên đương nhiên phải tiếp tục phát huy rồi. Nuôi thêm mấy đầu bếp cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền nhưng nuôi thêm mấy shipper, mấy nhân viên tẩy sửa, khử trùng bát đũa với mấy nhân viên phát triển app và website thì sao? Đến lúc có mấy quán cà phê Internet net liền, tiền lỗ lại tăng thêm, chuyện tốt thế này kiếm đâu ra? Bùi Khiêm giao nhiệm vụ quan trọng này cho Lão Mã, có thể nói hắn hết sức hy vọng vào Lão Mã vừa hay tìm chút chuyện cho lão mã làm để hắn khỏi ngày nào cũng ăn thùng uống vại vì trần lũy lỡ béo lên thì không ổn sắp xếp xong nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo giờ bùi khiêm mới yên tâm quán cà phê internet nét phim mới hơi hot lên tổng giám đốc bùi đã phát hiện kịp thời và dập tắt ngay tắp lự không để lửa cháy lan cả cánh đồng hoàn hảo ngày mùng 10 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật internet đằng đạt bùi khiêm khá quan tâm đến tiến độ phát triển phiên bản mới của máy tựa game còn hơn tuần nữa là đến deadline phát triển dự định ban đầu nhưng còn cần chừa ra mấy ngày để thử nghiệm nên đến giờ, phần lớn việc khai phá các chức năng gần như đã hoàn thành cả rồi. Tuy nhiên đồ họa vẫn chưa bàn giao hết, dù sao bản phát thảo bên quỷ tướng đều giao cho Nguyễn Quang Kiến, đồ họa là thứ phải cẩn thận tỉ mỉ sản phẩm mới hoàn hảo nên không vội được. Chỉ cần mấy đồ họa này đều được bàn giao trước ngày 18 tháng 6 cập nhật phiên bản mới là được. Dù sao thì mấy thứ như đồ họa sẽ không có bác, không ảnh hưởng đến trải nghiệm game của người chơi như trình tự chức năng. Bùi Khiêm chạy thử các chức năng mới của phiên bản mới một lượt rồi đạo cụ mới sắp bán. Dù sao hắn biết rằng phiên bản mới của mấy game này chủ yếu là để kiếm tiền, giới hạn kiếm tiền cũng nằm trong mức dự kiến nên Bùi Khiêm không quá để tâm. Nội dung cập nhật không ít nhưng chủ yếu đều là màng đồ họa. Con đường sa mạc cô độc mở thêm 10 map mới và chế độ vô tận, đây là thứ Bùi Khiêm thấy không thể kiếm tiền được nhất. Tuy bản mở rộng giá một đồng rất có tâm nhưng Bùi Khiêm cảm thấy chắc sẽ chẳng mấy ai mua bản mở rộng để đổi cảnh chạy một vòng cả. Quỷ tướng cập nhật thêm 50 võ tướng, bản mở rộng có bán 5 đồng. Đây là thứ Bùi Khiêm thấy có tỷ lệ lãi trung bình cao nhưng nghĩ đến vốn dĩ giá 50 võ tướng đã cao rồi, tốn hẳn 250.000, phải bán được 100.000 bản mới đủ hồi vốn. Bùi Khiêm đoán hơn 50% có thể hòa vốn nhưng chắc cũng không thể lại quá nhiều. Bản mở rộng của người chế tác trò chơi cũng có giá 5 đồng, cơ bản đều dao động giữa lãi và không lãi. Vấn đề lớn nhất chính là pháo đài trên biển. Pháo đài trên biển thêm cốt truyện mới, cảnh mới, nhân vật mới, súng mới, tất cả đều là miễn phí, chỉ có một thứ thu phí duy nhất là món vũ khí sử thi mới kia, lại còn giới hạn số lượng vũ khí có giá 888 đồng thì giới hạn 500 cái mỗi tháng, nói cách khác tháng này trừ đi phần trăm và tiền hoa hồng cho nền tảng, cùng lắm Bùi Khiêm cũng chỉ lãi được 200 nghìn. Doanh thu chủ yếu của pháo đài trên biển đến từ việc lượng người chơi tăng nhanh dẫn đến lượng tiêu thụ của Hòa Kỳ Lân cũng tăng theo, mỗi tháng tăng thêm mấy chục nghìn người chơi mới, một phần nhỏ trong đó mua Hòa Kỳ Lân cũng là một khoản lớn rồi. Tính ra trước tiền lãi từ vũ khí sử thi thật sự chẳng thấm vào đâu. Chỉ tính một tháng, doanh thu 200.000 rất khó thu hồi được chi phí phát triển phiên bản mới nhưng hệ thống không phán vậy là phạm quy chủ yếu là vì đây là mua bán lâu dài chỉ cần nội dung mới được tung ra thì mấy tháng trong tương lai mỗi tháng đều có thể kiếm được nhiều đây nhưng chi phí phát triển phiên bản mới sẽ không tăng nghĩ tới việc phiên bản mới cũng có tác dụng tuyên truyền cho game trước mắt độ hot của người chơi vẫn kéo dài người chơi cũ quay lại đủ các loại nhân tố xét về mặt lâu dài đây không hẳn là thua lỗ ác ý do đó chắc chắn trăm phần trăm vũ khí sử thi mới của pháo đài trên biển sẽ cực hot nhưng người chơi có đập bao nhiêu tiền cũng chỉ có thể tranh nhau mua thôi đang đạt chẳng lời thêm được đồng nào nên bùi khiêm cũng không hề hoảng hốt Nối tiếp Hoa kỳ lân lần trước, vũ khí sử thi mới của pháo đài trên biển tung ra lần này là Barrett Detroit. Thấy súng bắn tiểu khoa trương thế này, Bùi Khiêm không khỏi mỉm cười. Dường như hắn có thể thấy được oán giận sâu đậm của Lữ Minh Lượng từ khẩu súng này. Trước đó Lữ Minh Lượng từng báo cáo tin vũ khí sử thi mới trong pháo đài trên biển giới hạn 500 cái khiến người bàn luận sôi nổi, có thể đổi thành giới hạn 5000 cái không nhưng bị Bùi Khiêm bác bỏ rồi. Rõ ràng Lữ Minh Lượng tốn không ít tâm huyết vào khẩu súng này, hắn dốc sức muốn kiếm tiền cho Bùi Khiêm. Là một khẩu súng bắn tỉa, dù tạo hình hay tính thực dụng thì Barrett Detroit cũng cao hơn hẳn Hoa Kỳ Lân, nhưng cao hơn thì sao? Nhưng Bùi Khiêm vốn không để ý tới điều này, 500 cái thì 500 cái, bán thêm một cái là ta thua. Đã giới hạn số lượng rồi, chắc không thể kiếm lời cho mình đâu nhỉ. Kiểm tra xong tất cả cập nhật phiên bản mới, Bùi Khiêm tỏ vẻ vô cùng hài lòng, ít nhất đằng đạt vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bên game thương dương, danh tiếng của game cũ cũng cải tử hồi sinh rồi nhưng lời lãi chẳng được bao nhiêu, tạm thời muốn hồi vốn còn khó ấy. Bùi Khiêm đoán trước lần kết toán này sẽ không xảy ra chuyện vi diệu gì. Sau đó hắn tiếp tục đề phòng nghiêm ngặt, thường xuyên chú ý tới số liệu lợi nhuận của game cũng không thành vấn đề. Dù biết Hoàng Tư Bắc quay phóng sự kiếm ra tiền thì Bùi Khiêm dựa vào năm quán cà phê internet nét vì lỗ bền vững để triệt tiêu hết tiền lãi cũng xem như dư giả. Bạn đang xem thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Tính thêm chi tiêu hàng ngày, phúc lợi nhân viên, cuối cùng là khoản chi tiêu bất ngờ. Bùi Khiêm cảm thấy lần này chắc phải lỗ tới một hai triệu. Đương nhiên vẫn không thể lơ là được. Trước đây mỗi lần Bùi Khiêm cảm thấy sẽ lỗ, mấy nhân viên vẫn luôn mang đến cho hắn những bất ngờ không thể lường trước khiến trái tim bé bỏng của Bùi Khiêm không chịu nổi kích thích như vậy nữa. Lần này Bùi Khiêm như bước trên băng mỏng, chưa đến lúc kết toán tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác. Mã nhất của đang rất vui vẻ. Hắn cảm thấy cuối cùng Đằng Đạt cũng chấp nhận mình, hắn thực sự trở thành một phần của Đằng Đạt rồi. Cứ nghĩ tới việc đây là cơ hội mà hắn phải đánh đổi bằng hai tháng học tập vất vả, Mã Nhất Quần lại cảm thấy nó vô cùng quý giá. Cốt truyện và kịch bản mới đều được Mã Nhất Quần hoàn thành một cách nghiêm túc, những nội dung mã dừng tiện tay viết trong quỷ tướng cũng được mã nhất quần trao chuốt lại một lần nữa đương nhiên hắn không ngốc nghếch khoe khoang tài văn chương của mình mà căn cứ vào nhu cầu cụ thể của game để điều chỉnh sao cho phù hợp ví dụ như quỷ tướng với tư cách là một game tam quốc thực ra phần giới thiệu anh hùng có rất nhiều thứ để viết nhưng nếu viết thành tiểu sử nhân vật thật thì hoàn toàn đi ngược với điểm đặc biệt của game quỷ tướng rồi lúc mã nhất quần làm đến đây đã phát hiện mặc dù trên mặt chữ nội dung phần giới thiệu anh hùng gốc hết sức thô tục nhưng ý cảnh lại cực kỳ sinh động kết hợp với bản phát thảo đúng là duyên trời tác hợp cảm thán một hồi mã nhất quần vẫn hỏi một câu hắn muốn biết đây là kiệt tác của đại thần nào sau khi biết được đại thần này cũng họ mã hắn là nhân viên đời đầu cùng gây dựng sự nghiệp với tổng giám đốc bùi rồi dần thăng trước sau đó đã rời ngành game để phát huy năng lực ở một vùng trời rộng lớn hơn mã nhất quần còn thấy hơi ngưỡng mộ cuối cùng trên cơ sở giữ nguyên văn phong mã nhất quần trao chuốt lại câu từ để nội dung thêm phần xuất sắc Nội dung văn án pháo đài trên biển và người chế tác game cũng được hắn chỉnh sửa một cách nghiêm túc, cố gắng khiến chúng hoàn hảo nhất có thể. Mã Nhất Quần không dám làm qua loa, dù sao trên hắn còn có giám đốc kế hoạch Lữ Minh Lượng và tổng giám đốc Bùi, bậc thầy thiết kế game. Nếu nội dung văn án viết không tốt, người khác không nhìn ra nhưng chắc chắn tổng giám đốc Bùi có thể nhìn ra, không thể ôm tâm lý may mắn được. Vất vả lắm mới được tổng giám đốc Bùi tin tưởng, hắn không muốn bị chôn vùi nhanh như vậy. Hiện tại những việc cần làm đã xong hết rồi, cuối cùng Mã Nhất Quần cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới hai anh em tốt của mình, mã nhất quần xúc động không thôi phòng làm việc phi hoàng của hoàng tư bác không ngừng phát triển hắn chuẩn bị tới mado quay phim mới diệp chi chu cũng chẳng khác nào ông chủ giờ hắn đang làm giám đốc kế hoạch của game thương dương được tổng giám đốc bùi đích thân chỉ đạo làm sao để hồi sinh cho hai game đang nguy kịch xây dựng lại danh tiếng xét từ khía cạnh nào đó gọi tổng giám đốc bùi là chúa cứu thế của ngành game ở kinh châu cũng không ngoa mã nhất quần càng lúc càng kính nể tùy ý lướt bình luận trên mạng cũng có thể thấy gần như mấy bản cập nhật game chưa làm đã hot. con đường sa mà cô độc thì khỏi nói rồi vốn có cơ hội tranh giải game ngu nhất năm nhưng lại ra bản cập nhật mới ngu càng thêm ngu, hơn nữa một lần cập nhật cả 10 map mới, chỉ riêng chuyện này đã là một chủ đề đủ để thu hút dư luận, cánh truyền thông điên cuồng đưa tin rồi. Quỷ tướng, game có tâm vạn năm không cập nhật đột nhiên lại cập nhật khiến người chơi ai nấy đều mong mỏi trông ngóng. Người chế tác game không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình lắm nhưng với tư cách là một tác phẩm hiện thực châm biếm, rất nhiều game thủ hardcore đều mua nó để sưu tầm, nếu nó ra phiên bản mới với đồ họa và bản lồng tiếng mới, chắc chắn họ cũng sẽ thi nhau mua về sưu tầm game được thảo luận nhiều nhất là pháo đài trên biển. Trước mắt trên mạng vẫn chưa có bằng chứng xác thực rốt cuộc vũ khí sử thi mới là gì nhưng chuyện giới hạn 500 cái đã bị lan truyền khắp nơi. Nhiều người không tin, hơn nữa mỗi người lại có một lý do khác nhau. Có người nói với giá 888 đồng thì dù giới hạn số lượng hay không, doanh số mỗi tháng có thể vượt quá 500 không. Tưởng ai cũng ngốc nghích nhiều tiền vậy à, chỉ toàn vẽ chuyện. Đây là kiểu người chơi chắc chắn sẽ không giữ lời. Cũng có người bảo chỉ có 500 thôi á, à? công ty game này có tiền mà không kiếm à, chắc 500 cái sẽ hết sạch chỉ trong mấy phút thôi. Nhưng tin này được lan truyền như thật nên vẫn có một số người chơi tin. Họ chẳng quan tâm bản cập nhật có gì mới nhưng họ có tầm nhìn nên chỉ đợi ngày cập nhật để mua vũ khí sửa thi mới thôi. Thấy người chơi thảo luận sôi nổi, mã nhất quần không khỏi nở nụ cười. Đây chính là cảm giác thành tựu. Nhớ lại lúc làm việc ở game Thương Dương, game phát hành bản cập nhật người chơi chẳng có phản ứng gì cả, nếu có phản ứng thì đều là mắng chửi. Nhìn lại game đằng đạt, hết người chơi này đến người chơi khác dụ dỗ cầu xin game ra phiên bản mới, nội dung bản cập nhật còn chưa công bố người chơi đã chuẩn bị sẵn sàng mở to hai mắt mong chờ đây chính là trinh lệch mãn nhất quần không chờ nổi nữa hắn đăng nhập vào game xem thử bản cập nhật rút cuộc ra sao điện thoại di động trên bàn rung lên màn hình không hiện tên chỉ có một dãy số dài mãn nhất quần vừa nhìn đã thấy dãy số này quen quen hắn do dự một lúc cuối cùng quyết định tắt máy nháy mắt đã 12 giờ trưa ba chàng shipper mặc đồng phục sạch sẽ mỗi người đeo một túi giữ nhiệt rất to đi vào cửa công ty ơ ờ, mấy anh shipper nay đổi đồng phục à mãn nhất quần hơi sửng sốt hôm qua mấy shipper này tới đưa cơm đều mặc quần áo bình thường túi giữ nhiệt cũng không giống nhau nhưng hôm nay trong họ rất khác ba anh shipper đều mặc đồng phục vàng xanh đan sen đồng phục của họ chất liệu cầu kỳ đường may tinh tế lại được thiết kế chỉn chu chứ không giống ba loại đồng phục giá rẻ kém chất lượng thông thường ba anh shipper này cũng rất có tinh thần đeo túi giữ nhiệt mới mặc đồng phục đặt may trong họ có vẻ rất chuyên nghiệp mà quan trọng nhất là trên đó có bốn chữ to tướng tắc cờ quay nét phi những người khác đứng dậy chuẩn bị ăn cơm thì thấy sự thay đổi của mấy anh shipper, họ đều hơi kinh ngạc. Nhưng chưa hết. Mọi người tới căng tin chuẩn bị ăn cơm thì thấy ba anh shipper mở túi giữ nhiệt mới tinh, lấy ra một chồng bát sứ trắng được đậy kín nắp. Hễ ai đặt món đều đựng trong bát sứ trắng, vài người đặt cơm thì được đựng trong hộp cơm thủy tinh hai tầng, mỗi ô vuông nhỏ đựng cơm hoặc một món khác nhau, thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn lấp la lấp lánh khiến người ta thèm ăn hơn. Mấy anh shipper lấy ra thẻ đỗ bằng kim loại được đựng trong những chiếc túi nhỏ có thể dùng ngay. Mọi người sẽ hàng nhận cơm của mình, có mấy người cùng nhau tới nhận đồ ăn xong mở ra xem luôn tiêu chuẩn ăn uống của chúng ta được nâng cấp toàn diện rồi à không đâu hình như vẫn là những món đó nhưng đổi bộ đồ ăn thôi vậy sao không đổi đầu bếp thật à sao ta lại thấy đồ ăn được trang trí bắt mắt hơn nhiều nhỉ mãn nhất quần cũng lấy được suất của mình hộp cơm hai tầng chay mặn kết hợp thoạt nhìn không nhiều dầu mỡ như những quán cơm bình thường khác chúng chỉ là các món thông thường như ở nhà nhưng được đựng trong hộp cơm thủy tinh dưới ánh đèn trông khá ngon mắt ba anh shipper nhanh chóng lấy hết đồ ăn ra rồi dọn dẹp đồ đạc mọi người cứ chậm rãi thưởng thức sau khi ăn xong thì để lại hộp cơm vào trong túi là được chiều sẽ có người tới lấy còn lấy về đương nhiên phải lấy về rồi những dụng cụ ăn uống này đắt lắm đấy cũng đúng ba người vất vả rồi phúc lợi đãi ngộ của công ty chúng ta đúng là tốt ghê trong căng tin nhanh chóng tràn ngập mùi cơm chín và mùi đồ ăn mãn nhất quần ăn suất của mình hắn cảm thấy đây là những món ngon nhất hắn từng ăn so với những nhà hàng bên ngoài đồ ăn của quán cà phê internet net phi đúng là ít dầu ít muối hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng tươi mới đây là điều không thể nghi ngờ. Tuy rằng ít gia vị thì hương vị món ăn cũng giảm đi đôi chút nhưng lại đảm bảo sức khỏe. Vốn dĩ đồ ăn đều được đựng trong hộp cơm, tuy không sai nhưng lại có cảm giác rẻ tiền, khiến người ta cảm thấy như kiểu đồ ăn này dùng 10 đồng mua từ quán ăn ngoài lề đường vây vậy, hơn nữa chỉ dùng đũa gỗ với hộp nhựa thì cũng chẳng có cảm giác ăn cơm. Ta đang còn định nấu cơm mang đi cơ, đúng là phiền phức mà chắc chắn không thể ngon như này được. Dinh dưỡng khỏe mạnh, ăn cũng yên tâm lại còn toàn là những món thường ngày, ăn hoài cũng không chán, làm nhân viên của tổng giám đốc Bùi hạnh phúc thật người khác chắc chắn không được hưởng đãi ngộ thế này đâu. Người nói xem một suất thế này có giá bao nhiêu. Ta nghĩ kiểu gì cũng phải 20 đồng. 20 đồng, người quên là đồ ăn này còn phải lấy bộ đồ ăn về à, so với những quán ăn khác là phải gấp đôi tiền công đấy, ta thấy ít nhất cũng phải 30 đồng. 30 đồng thì hơi đắt, chắc về lâu về dài không ai chi nổi đâu. Các người đang nói cái quái gì thế, hiện tại đây là phúc lợi nội bộ thôi. Ngươi tưởng tổng giám đốc Bùi làm từ thiện à, đồ ăn tốt thế này lại lấy ra bán cho người thường. Không phải quán có tên là tắc cổ quay phi sao? tất nhiên là tổng giám đốc bùi định mở một thương hiệu giao đồ ăn mới rồi kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người